Nghe Ngô Khải Lập nói thì trước kia hắn cũng kinh doanh địa ốc ở Hồng Kông, nay thì địa ốc nơi đó bị mấy công ty lớn lũng đoạn rồi, năm 92 hắn tới nội địa phát triển, đúng lúc địa ốc Bắc Kinh phát triển nhảy vọt, cũng trải qua thời bong bóng vỡ năm 93, qua 3-4 năm kinh doanh địa ốc Gia Lý có quy mô kha khá. Tôn Thượng Nghĩa từng làm phó tổng giám đốc chấp hành của địa ốc Gia Tín Hằng Đại, như vậy Ngô Khải Lập thế nào cũng phải quen, quả nhiên Trương Khác nói tới Tôn Thượng Nghĩa, Ngô Khải Lập nhận ra còn nói tư giao không tệ, chỉ tới khi hắn tới nội địa hai bên mới ít liên lạc, liền xin Trương Khác phương thực liên hệ Tôn Thượng Nghĩa lúc này, lập tức gọi điện tới. Trong điện thoại, Tôn Thượng Nghĩa giới thiệu quan hệ giữa thực nghiệp Gia Tín và điện tử Ái Đạt. Có bạn bè giới thiệu, mặc dù khi mua bán chưa chắc có lợi hơn bao nhiêu, nhưng thái độ của Ngô Khải Lập tức thì chuyển từ nhiệt tình sang thân thiện. Nói chuyện sâu hơn mới biết Ngô Khải Lập là một trong số nhà đầu tư của CLB Sang Nghệ mà bọn họ tụ họp tối qua. Ngô Khải Lập lấy ra hai chiếc thẻ hội viên vàng, một cái đưa cho Trương Khác. Có thanh niên tài tuấn như Khác thiếu gia ghé thăm là vinh hạnh của Sang Nghệ. Một cái đưa cho Chu Nhất Bình. Sau này giám đốc Chu nhất định đại biểu Khác thiếu gia thành nhân vật phong vân giới doanh nhân Bắc Kinh. Một tấm thẻ hội viên vàng này chỉ riêng phí hội viên đã mất 10 vạn đồng. Ngô Khải Lập không chút do dự lấy ra hai tấm, có thể nói là rất khải khái, Trương Khác hối hận không kéo Tô Tân Đông, Đinh Hòe đi theo, với thủ đoạn lung lạc của Ngô Khải Lập, ít nhất phải móc ra 4 tấm thẻ hội viên vàng. Chương 520, đàm phán tốc độ. Nong hơn một năm qua, danh tiếng Ái Đạt ở trong nước nổi như cồn, dù là doanh nghiệp năm qua doanh thu hơn 10 tỷ như điện tử Trường Hồng thì danh tiếng cũng không vang vọng như Ái Đạt, cao tầng quản lý của Ái Đạt đều thành minh tinh của giới thương nhân. Bất kể ở đâu, giới thương nhân đều chú trọng vòng giao thiệp, Ái Đạt chưa dung nhập vào giới thương nhân Bắc Kinh, Ngô Khải Lập đương nhiên sẵn lòng làm người giới thiệu, như thế có thể tăng thêm một lợi thế đáng kể của vòng quan hệ lấy câu lạc bộ Sang Nghệ làm trung tâm, trong mắt Ngô Khải Lập, quan hệ càng mật thiết, làm ăn càng thuận lợi. Trương Khác cười vui vẻ nhận lấy tấm thẻ Ngô Khải Lập tặng, tiếp theo đó là chính thức đàm phán mua tòa nhà. Trương Khác nhìn đôi mắt sáng hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt phì nộn của Ngô Khải Lập. Trước đó tôi đã tìm hiểu kế hoạch của quý công ty. Lấy một tờ giấy ra, vứt viết vừa nói. Tôi và chủ tịch Ngô hợp tác, có thể giúp chủ tịch Ngô ít nhất thu hồi được tài chính cả năm, với tốc độ làm hạng mục của địa ốc Gia Lý, trong một năm có thể xây được một tòa nhà có quy mô lớn hơn nữa. Với cả hạng mục này quý công ty thu được tài chính trước thời hạn, giúp chủ tịch Ngô có thêm tín nhiệm của cơ cấu tài chính, Ái Đạt tuy không có mấy danh tiếng. Tin rằng hai bên hợp tác có lợi ích việc nâng cao danh tiếng của địa ốc Gia Lý. Y không có thời gian tranh giành so đo chút lợi nhỏ với Ngô Khải Lập, đẩy tờ giấy đầy chữ tới trước mặt Ngô Khải Lập. Chủ tịch Ngô xem có cần bổ sung gì nữa không? Ít nhất nhìn những điều trên giấy thì có vẻ lữ cơ hội hợp tác này với Ái Đạt thì Gia Lý phải hối hận suốt đời vậy. Ngô Khải Lập biết đây là kỳ xảo đàm phán thôi, nhưng có thể nhìn ra Trương Khác rất hiểu cách vận hành sản nghiệp địa ốc. Khác thiếu gia hiểu cái nghề của chúng tôi thật. Từ lúc Ngô Tôn Khải về công ty tới nay có nửa thời gian đoán tuổi của Trương Khác, lúc gọi điện thoại cho Tôn Thượng Nghĩ, nghe ông ta thân thiết gọi Trương Khác là Khác thiếu gia, hắn nghĩ, cách xưng hồ này ám thị thân phận của cậu ta hay là vì cậu ta còn quá trẻ. Đè dưới tay Ngô Khải Lập là tư liệu dự đoán tiền cảnh các tòa nhà trong Trung Quan Thông, đó là tư liệu cổ vũ nhà đầu tư tới đây đặt văn phòng, song giờ tựa hồ không cần lấy ra nữa. Trương Khác lại lấy giấy ra vẽ một ký hiệu hình cánh buồm trên đó, cùng với mấy con số, nói. Tôi không thích cái hình đèn lồng trên tầng thượng tòa nhà. Ngoài ra, tôi không phải người theo đuổi cảm giác khác người, nhưng sân trước tòa nhà quá rộng mà đơn điệu, nên bố trí thêm một chút, mang thêm yếu tố địa hình và thực vật rừng nhiệt đới, tách biệt rõ ràng với tòa nhà, như thế đạt được hiệu quả khác biệt. Rồi tiếp tục lấy tờ giấy nữa ra vẽ cải tạo sân trước theo ý tưởng của mình. Chủ tịch Ngô thấy sao? Riêng tiêu chí tòa nhà hình cánh buồm pha lê cao 20 mét thôi khiến Ngô Khải Lập thừa nhận đây là sáng tạo không tệ, giá thành cải tạo sân tuy không phải ít, nhưng làm chất lượng tòa nhà tăng lên một bậc. Ngô Thiên Khải tặc lưỡi. Đúng là không biết phải nói ra sao, nhìn sáng tạo đột xuất của Khác thiếu gia, tôi muốn đuổi hết đám nhân viên phòng thiết kế về nhà. Đừng, tôi không muốn đập vỡ bát cơm của người khác đâu. Trương Khác không làm kiến trúc. Chẳng qua y nhìn tòa nhà kiến trúc hiện đại hơn người khác mười mấy năm thôi. Tôi chỉ muốn yêu cầu chủ tịch Ngô bán tòa nhà này cho tôi, đồng thời thỏa mãn yêu cầu vô lý nho nhỏ này. Nói thì nói thế nhưng quay sang Chu Nhất Bình,
các anh còn có yêu cầu gì thêm không? Ngô Khải Lập há miệng, định nhắc Trương Khắc hai bên còn chưa đàm phán xong, vậy mà y đã chú ý tới từng chi tiết rồi, thấy Trương Khắc lại lấy ra một tờ giấy hí hoáy viết, Ngô Khải Lập thôi không nói nữa, tò mò không biết y định viết cái gì, nghi hoặc nhìn mất 5 giây mới biết Trương Khắc viết giá tiền mà y có thể chấp nhận. So với giá công bố ra ngoài thì thấp hơn nhiều, nhưng cũng không phải là quá đáng, Ngô Khải Lập suy nghĩ chốc lát rồi đưa tờ giấy cho giám đốc hạng mục bên cạnh, hắn cần ý kiến chuyên gia. Giám đốc hạng mục lấy máy tính ra tính toán vài con số, rồi học phong cách Trương Khắc viết 4 chữ lên giấy trả lại Ngô Khải Lập. 4 chữ đó là, bắt bí rất chuẩn. Ngô Khải Lập cũng nghĩ thế, chẳng qua hắn cần chuyên gia xác nhận lại, do dự một lúc, bỏ nổ muốn o ép thêm một chút nói. Phong cách đàm phán của Khắc thiếu gia rất quyết liệt, làm tôi có cảm giác bất lực, tôi thực sự không có lòng tin kiếm thêm chút tiền nào từ Khắc thiếu gia nữa, tôi quyết định chấp nhận giá Khắc thiếu gia đưa ra. Đương nhiên Khắc thiếu gia còn có yêu cầu vô lý gì nữa, chúng tôi cũng tận lực đáp ứng. Mong được giải quyết chuyện này trong vòng một ngày, tôi cũng không thích kéo dài tới hôm sau lãng phí thời gian đi giải quyết. Trương Khắc đưa một tờ giấy cho Chu Nhất Bình. Chi tiết hợp đồng cụ thể anh và giám đốc Siêu ở lại xử lý, tất cả phải xong trong nửa tháng. Xin lỗi mọi người, tối tôi còn chút việc, phải đi trước đây. Y muốn chính thức lấy thân phận em họ Lương Văn Giang. Đi bái phỏng Vương Húc Sâm, không tiện đưa Phó Tuấn theo. Vương Thái Linh hôm nay từ trường về nhà sớm, Trương Khắc đi đón Lương Văn Giang, Lương Văn Giang ôm hai chai rượu trong lòng, ngần ngại nói. Hai chai rượu này đắt quá, anh sợ không hay lắm. Trương Khắc thấy Lương Văn Giang cứ như sợ làm rơi mất chai rượu, cầm lấy đặt xuống dưới chân, nói. Anh đi gặp cha vợ tương lai, tùy ý xách hai chai rượu Tây An, có tâm ý là được. Còn em chính thức bái phỏng phải khác chứ? Lấy chân đẩy nhẹ chai rượu. Cái này không mua được bên ngoài đâu, anh biết giá bao nhiêu không? Hai chai rượu này của rượu Vân Trì, sản lượng ít còn chưa đem bản ra ngoài, hiện chỉ dùng làm quà biếu, Trương Khắc nhờ Lương Văn Giang đến văn phòng rượu Vân Trì lấy, nên tất nhiên hắn biết. Cái này ít ra cũng phải hơn 1.000, ba cô ấy không thu quà quý như vậy đâu. Làm gì đến? Trương Khắc không gọi điện cho Khổng Trường Hà cũng không kiếm nổi hai chai này. Chỉ hơn 100 đồng thôi, ba em lập nên rượu Vân Trì, nên bọn họ chỉ lấy giá gốc, hôm nào em tới Tân Vu, trả họ 200, xem bọn họ có mặt mũi nào nhận tiền của em không. Chi phí có 100 mà bán tận 1.000. Lương Văn Giang không sao hiểu nổi việc này. Mua gùi bỏ ngọc thôi. Trương Khắc cười lớn. Hiện chưa được mở hộp tới nhà cha vợ anh. Mở ra một cái là anh hiểu ngay. Người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong cháp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái cháp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng. Quan trọng là lái xe Ngô Khải Lập đưa bọn họ đi, Trương Khắc không muốn người ngoài biết những điều không nên biết. Tới tiểu khu Tử Kinh Uyển của Tây Trực Môn, Trương Khắc cùng Lương Văn Giang xách rượu xuống xe. Đây là khu nhà cao cấp thời đầu của Bắc Kinh. Nghe Lương Văn Giang kể cha mẹ Vương Thái Linh đều là quan viên kỹ thuật liêm khiết, không thể bỏ tiền ra mua được nhà ở chỗ này, chắc là bộ bưu điện phân chia nhà phúc lợi cho, y vẫn ngạc nhiên hỏi. Cha vợ anh sao vào đây ở được? À, bộ bưu điện mùa thu năm ngoái tập trung mua một khu chung cư phân cho quan viên trong bộ bọn họ, nhà Thái Linh vừa khéo lại được chia một phòng. Lại được chia một phòng, hình như không đúng. Trương Khắc cau mày suy nghĩ. Có gì không đúng, đãi ngộ của bộ bưu điện đúng là làm người ta hâm mộ. Lương Văn Giang thật thà nói. Chia phòng phúc lợi của bộ ủy ban thường đều là tự xây dựng, quyền hạn các bộ ủy ban lớn, kiếm đất rất dễ, tự xây nhà tiết kiệm được nhiều chi phí đất đai, hoàn toàn không cần mua nhà thương phẩm cao cấp phân phối. Trương Khắc giải thích. Có điều loại tình hình này nói lên một vấn đề. Vấn đề gì? Mấy đoạn này hơn vụn. Nhưng nó dùng để gộp thành trận đánh lớn sau này. Chương 521, ngang tàng gặp phải hoàn khố. Em nghe nói Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông đề xuất thủ tiêu chế độ chia phòng phúc lợi của nhân viên đơn vị sự nghiệp, đổi thành chính sách trợ cấp tiền. Em nghĩ trước thời hạn thực thi chế độ này, một số quan viên bộ ủy ban vì phúc lợi của mình tập trung phân chia nhà phúc lợi, bọn họ không có thời gian đi xây, cho nên vội vàng mua nhà chia nhau. Trương Khắc vỗ đầu. Thêm vài tháng nữa giá nhà ở Bắc Kinh lại tăng vọt rồi. Vậy có thể tăng bao nhiêu?
Lương Văn Giang hơi cổ hủ, nhưng không phải hoàn toàn là con mọt sách, hiểu biết chút về kinh tế, song không hiểu vì sao Trương Khác đưa ra kết luận này. Trương Khác chỉ cười không nói rõ hơn. Theo suy nghĩ của Lương Văn Giang, cho dù bộ ủy ban có chia phòng đột xuất, song tiền vẫn phải tự kiếm, và lại đại bộ phận quan viên Bắc Kinh có nhà ở rồi, có thể chia thêm được bao nhiêu đâu. Nhưng hắn đâu biết các lãnh đạo trừ giải quyết nhà ở ình, còn tranh thủ thời kỳ đặc thù này giải quyết nhà ở cho con cái, thậm chí cháu chưa ra đời cũng đã có nhà ở rồi. Trương Khác đang nhìn tòa nhà chung cư cao tầng cảm khái thì đằng sau lưng có tiếng còi ô tô điếc tai, quay đầu nhìn lại thấy một chiếc Buick màu đen rẽ vào tiểu khu mà không hề giảm tốc độ. Lương Văn Giang bị kính ích quét phải, hai chai rượu đều rơi xuống đất, thiếu chút nữa cũng bị ngã. Anh không sao chứ? Trương Khác vội đỡ lấy hắn. Không sao. Lương Văn Giang xoa cánh tay, hai chai rượu rơi xuống, rượu chảy hai ra ngoài hộp, chiếc xe kia dừng lại, Trương Khác tưởng lái xe xuống xin lỗi thì một cái đầu keo bóng mượt thò ra chửi. Chỗ này có người chết hay sao chúng mày đứng ngây ra đó làm bài vị? Con mẹ mày chứ? Trương Khác chửi ngay lại. Mày có gan thì xuống xe cho tao. Rồi nhặt hai chai rượu lên, một chai bị vỡ, Trương Khác cầm luôn chai vỡ ném vào đầu tên đó. Tên kia rụt đầu lại né, Trương Khác không nỡ ném chai rượu thứ hai, không phải y sót của, mà là ném rồi thì tay trắng tới nhà người ta, liền tìm viên gạch. Tên trong xe thấy người còn ngông cuồng hơn mình, liền im thin thít trốn trong xe không dám chui ra, khởi động xe chạy mất. Bảo vệ thấy có xung đột chạy ra thì tên kia đã lái xe chạy mất hút rồi, chỉ biết lên tiếng chửi. Trương Khác cũng biết người trong chiếc xe kia có thân phận nhất định, bảo vệ không dám đụng vào. Lúc này chạy ra chửi góp vài câu đã là tốt lắm rồi. Xác định Lương Văn Giang không làm sao, Trương Khác nhặt chai rượu vỡ lên cho vào thùng rác, vỏ chai rất chắc, mảnh vỡ không văng ra ngoài, tự nhận xui xẻo, xách chai còn lại tới nhà Vương Thái Linh. Lương Văn Giang có chứng mù đường, giống mẹ Trương Khác, tới đây ba lần rồi mà vẫn còn nhầm, chỉ biết trách nhà chung cư bề ngoài quá giống nhau, đi hai lượt mới thấy nhà Vương Thái Linh, vừa khéo thấy cả chiếc Buick màu đen kia. Trương Khác nhìn quanh, không thấy có camera theo dõi, nhặt một viên gạch lên, Lương Văn Giang nhát gan nói. Thôi bỏ đi. Trong tòa nhà này đều là quan viên bộ bưu điện, cao nhất là cấp ty, còn cấp bộ có chỗ ở riêng. Lái xe cho quan viên cấp bộ rất biết chừng mực, như lái xe của Từ Học Bình vậy, nếu không khác gì gây họa cho lãnh đạo. Mà lái xe như vậy, chắc chắn lãnh đạo cũng chẳng ra cái mẹ gì, loại người như thế, Trương Khác chưa bao giờ kiêng dè. Việc gì phải sợ, chúng biết sao được ai. Đợi tối rời khỏi đây, nhờ xe bác Tử tới đón. Loại người này em gặp nhiều rồi, phải cho chúng một bài học thì người dân thường mới đỡ chịu uất ức hơn một chút. Trương Khác bảo Lương Văn Giang quan sát xem có ai tới không, còn y lấy mảnh ngói rạch cho cái xe không còn ra hình thù gì, chủ xe mà thấy chắc khóc không ra nước mắt. Trương Khác rất hài lòng nhìn ngắm kiệt tác của mình, Lương Văn Giang cười khổ không thôi, đành dục y mau lên lầu, tránh người khác nhìn thấy. Tử Kinh Uyển đúng là khu nhà cao cấp, năm 97 đã lắp hệ thống điều khiển cửa, Vương Thái Linh ở trong nhà mở thang máy, hai người bọn họ tới tầng 20, Vương Thái Linh đứng ở cửa nhà đợi bọn họ, quay đầu lại gọi. Ba ơi, Văn Giang và em họ anh ấy đến rồi. Lương Văn Giang nhìn thấy ba người đi ra, đằng sau cha vợ tương lai của hắn có một thanh niên, hắn giật mình nhìn Trương Khác, chính là tên tài xế xe buýt đen lúc nãy. Trương Khác thì tự nhiên như không. Dựa vào khuôn mặt, nhận ra người trung niên mặc áo tôn trung sơn đi đầu là Vương Húc Sâm, mắt không thèm nhìn ra phía sau một cái, lễ phép chào. Cháu chào bác Vương ạ. Ngoan ngoãn như một cái đuôi đi theo Lương Văn Giang, hai tay đưa chai rượu tới. Vương Húc Sâm nhận lấy chai rượu, ông nhìn thấy Lương Văn Giang giật mình lúc nãy, cười nói. Sao, không ngờ bác còn mời thêm người khác à? Tranh thủ lúc con gái lấy dép ra cho hai anh em Lương Văn Giang thay, giới thiệu. Vị này là Tiêu Thụy Dân, Tổng Giám đốc Công ty Liên Tín thuộc Bộ Bưu Điện, là bạn tốt nhiều năm của bác, Văn Giang không biết uống rượu, nên bác kéo bác ấy sang cho vui. Còn đây là Chu Hưng Đông, trợ lý bác Tiêu, vốn là thanh niên tài cao ở bộ, bị bác Tiêu cướp sang công ty rồi, Hưng Đông lớn tuổi hơn các cháu gọi cậu ấy là anh Chu. Công ty Liên Tín, Trương Khắc lục lọi đầu óc. Chẳng có ấn tượng gì. Nghe Vương Húc Sâm giới thiệu, Trương Khác bình thản chào hỏi, ánh mắt chú ý quan sát nét mặt bọn họ, Tiêu Thụy Dân chừng 40 tuổi,
cho người ta cảm giác lão thành cẩn trọng, lúc vừa nhìn thấy bọn họ, khẽ huých Chu Hưng Đông một cái. Như chuyện va chạm ở cổng tiểu khu chưa hề xảy ra, Trương Khắc thay dép vào nhà, nhìn thái độ của Vương Húc Sâm thì ông ta chắc đã biết vài việc từ con gái, Tiêu Thụy Dân xuất hiện ở đây đương nhiên không phải thuần túy là góp vui. Lương Văn Giang là người thật thà, ấn tượng ngang ngược lúc nãy của hai người kia quá sâu, thần sắc không dễ dàng điều chỉnh bình thường lại được. Trương Khắc được Vương Húc Sâm thân thiết dắt tới ghế sofa, khi ngồi xuống mới vờ như nhớ ra một chuyện nói. Cái xe buýt phía dưới của bác Tiêu à, cháu đi qua thấy bị người ta rạch mấy đường lên xe, trông thảm lắm. Miệng xưng hô rất thân thiết, cứ như chuyện không liên quan gì tới y vậy. Thế sao? Tiêu Thụy Dân chỉ bình thản hỏi lại một câu, mặt thoáng qua chút âm trầm. Chu Hưng Đông thì không ngồi yên được, đứng dậy nói muốn xem xe ra sao, Tiêu Thụy Dân áp giọng nói. Có gì hay mà xem, chỉ bị người qua đường rạch vài cái, mai đưa tới chỗ sửa xe là được. Nghe ngữ khí ông ta có ý mắng Chu Hưng Đông, ít nhiều để lộ sự bực tức, Trương Khắc nhếch mép cười, càng lúc càng xác định Tiêu Thụy Dân cũng biết thân phận của mình. Thấy Trương Khắc và Tiêu Thụy Dân đánh võ thái cực, không ai để ý tới chuyện xung đột ở cổng tiểu khu nữa, Lương Văn Giang mới dần bình tĩnh lại. Vương Húc Sâm không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy không khí hơi quái dị, nói. Cứ xuống xem đi, chị An nơi này tốt lắm, bình thường không có ai làm chuyện thất đức như thế đâu. Lúc này Tiêu Thụy Dân mới để Chu Hưng Đông xuống, nếu không thì quá lộ liễu, một cái xe đắt tiền như thế bị người ta phá, không thể không nghe không hỏi được. Chu Hưng Đông đi xuống, một lúc sau còi cửa vang lên, Vương Thái Linh đang giúp mẹ trong bếp, bảo Lương Văn Giang ra điều khiển cửa cho Chu Hưng Đông lên. Trương Khắc chẳng tìm được chủ để nói với Tiêu Thụy Dân, vừa đứng lên xem Lương Văn Giang điều khiển hệ thống mở cửa. Lương Văn Giang cầm micro lên, màn hình đen trắng liền kích hoạt, tuy không rõ ràng lắm, nhưng thấy được khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Chu Hưng Đông, tay siết chặt đấm vào tường. Trương Khắc hả hê nói với Tiêu Thụy Bình. Bác Tiêu, có vẻ như tình hình xe hơi nghiêm trọng, bác nhìn mặt anh Chu kìa, hình như giận lắm. Chuyện còn con, còn cứ tính toán. Tiêu Thụy Bình đi tới, thấy trước khi vào thang máy mặt Chu Hưng Đông đã kiềm chế lại, hẳn nghe thấy ông ta và Trương Khắc nói chuyện rồi, người không hiểu thân phận của y thì thôi, hiểu rồi làm gì còn cửa cho hắn làm tàng. Chương 522, điện tử liên tín. Vương Húc Sâm thấy Trương Khắc cứ đứng bên cửa không về. Tưởng y hứng thú với hệ thống mới mẻ này, khoe. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của City Liên Tín đấy, cả tiểu khu chỉ mỗi tòa nhà này được lắp, ai, chúng tôi thành vật thí nghiệp của họ rồi. Nghe Vương Húc Sâm nói như khoe của báu, Trương Khắc không biết phải dùng ngữ khí gì để trả lời nữa, nửa đùa nửa thật nói. Chưa ai bị mất điện nhốt trong thang máy chứ? Nếu trong 2 tháng nhân viên kỹ thuật một phòng nghiên cứu nào đó của Cẩm Hồ không làm ra được hệ thống mở cổng hoàn thiện, Trương Khắc đuổi hết về nhà tuyển nhóm mới. Vương Húc Sâm cười ha hả. Bác cũng lo như thế, may mà chưa xảy ra vấn đề gì. Tiêu Thụy Dân thì nghe ra giọng khinh miệt của Trương Khắc, ngọt nhạt hỏi lại. So với trình độ kỹ thuật của Ái Đạt thì sao? Khóe miệng Trương Khắc nhếch lên thành nụ cười khiến người ta rất muốn đấm y một phát vào mặt. Thái độ chuyển sang lạnh nhạt. Giám đốc Tiêu nói tới đầu đĩa của Ái Đạt à, đúng là có chút kỹ thuật, nhưng chỉ một chút thôi, chẳng có gì đáng để nói cả. Rồi mặc kệ Tiêu Thụy Dân, quay sang bên nói. Bác Vương, thì ra bác và giám đốc Tiêu đã tra hết thông tin về cháu rồi. Vương Húc Sâm chưa trả lời thì có tiếng gõ cửa, Trương Khắc đưa tay mở cửa ra, chớp mắt quay đầu lại, sắc mặt thay đổi hẳn, nhìn xoáy vào mắt Chu Hưng Đông. Trợ lý Chu, xe sao rồi? Giọng âm trầm mà sắc bén. Con người ta đúng là phải chú trọng cái khí thế, Chu Hưng Đông bị Trương Khắc nhìn chằm chằm hơi sợ, lúc ra khỏi thang máy còn chút tức giận, khoảng khắc như quả bóng xì hơn. 2 ngày qua tư liệu tin tức về Ái Đạt mà Tiêu Thụy Dân xem còn là do hắn thu thập, nhưng trong chớp mắt hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã vì sự đớn hèn của mình, thù hận âm thầm trào ra trong lòng. Trương Khắc rụt đầu vào. Người khác không hề biết trong chớp mắt vừa rồi xảy ra chuyện gì, Trương Khắc nói ở ngoài cửa, nên người bên trong cũng không nghe ra có gì không ổn. Trương Khắc chưa bao giờ ngại làm người ta hận mình, chỉ cần làm những kẻ hận mình đồng thời kiêng kỵ mình là đủ rồi. Nếu là người thường, bị chúng thiếu chút nữa va phải, vỡ mất chai rượu còn bị ăn chửi chỉ có thể nhẫn nhịn,
nên bọn chúng xứng đáng nhận điều này. Vương Húc Sâm cũng lo xe ở dưới lầu có chuyện, mặc dù chẳng phải vấn đề lỡ, nhưng về thể diện vẫn không hay lắm, quan tâm hỏi. Xe sao rồi, hay là thông báo cho phòng bảo vệ? Vấn đề không lớn thì bỏ qua đi, đừng để ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Tiêu Thụy Dân sợ Chu Hưng Đông không rõ tình thế, nói trước bịt miệng hắn. Chu Hưng Đông nhìn không nói gì, song sắc mặt rất khó coi, Vương Húc Sâm xuất thân kỹ thuật, không dành việc đời lắm, ông cũng không nghĩ ra được khả năng Trương Khác và Tiêu Thụy Dân xung đột, mời mọi người vào phòng khách, muốn mọi người quên đi chuyện không vui, nói. Tới khi cơm tối xong còn chút thời gian nữa. Đánh cờ đi. Tiêu Thụy Dân không ngờ còn cười được, nói với Trương Khác. Nghe nói cậu đánh cờ rất dữ, có phong thái của thiếu niên đắc chí, tôi có thể được lĩnh giáo không? Nghe đồn thổi không chuẩn xác được. Trương Khác cười nhạt. Giám đốc Tiêu nếu không tìm được đối thủ, vậy thì tôi đành ứng phó. Trương Khác chẳng thèm tin tính cách Tiêu Thụy Dân có thể ôn hòa được, nếu không Chu Hưng Đông đã chẳng dám lái xe như vậy, nhưng ở tiểu khu cấp bậc không thấp thế này mà hắn vẫn dám lái xe bừa bãi, nói lên bối cảnh của chúng không đơn giản. Trương Khác đúng là chưa bao giờ nghe ai nói tới City Liên Tín, có điều theo y quan sát được thì địa vị của Tiêu Thụy Dân trong bộ bưu điện không dưới Vương Húc Sâm. Trương Khác ngồi xuống bầy cờ mới nghe Vương Húc Sâm giải thích nguyên cớ hôm nay mời Tiêu Thụy Dân và Chu Hưng Đông tới đây. Vương Húc Sâm hỏi Trương Khác. Lần này xếp hạng 100 doanh nghiệp, Ái Đạt xếp hạng 42, là doanh nghiệp dân doanh duy nhất tiến vào 20 vị trí đầu của ngành công nghiệp điện tử, thành tựu huy hoàng. Trương Khác thấy Tiêu Thụy Dân cho tay vào hộp cờ dừng lại, nói. Chỉ là gặp cơ hội thị trường, nhanh chân hơn người khác, thực sự không có gì đáng kể đâu ạ. Nắm được thời cơ, hành động nhanh hơn người khác, đó chính là năng lực. Vương Húc Sâm thẳng thắn nói. Sự trưởng thành của Ái Đại khiến bộ bưu điện chúng tôi xúc động lớn. Năm nay bộ bưu điện có 16 công ty thông tin tiến vào top 100 doanh nghiệp, nhưng các công ty này doanh thu gộp lại cũng không bằng Ái Đạt. Làm bộ bưu điện chúng tôi rất mất mặt, năm ngoái xem những con số này, Bộ trưởng Cảnh Trọng Dương nổi trận lôi đình, triệu tập các giám đốc công ty phía dưới tới, đem con cố tiêu thụ của Ái Đạt ném trước mặt họ, mắng cho bọn họ không nói được câu nào. Trương Khác im lặng lắng nghe, trước khi biết mục đích của đối phương, y sẽ không tỏ thái độ. Vương Húc Sâm tiếp tục nói. Bộ trưởng Cảnh rất không hài lòng với hiện trạng các doanh nghiệp phía dưới, chỉ trích bọn họ chỉ biết xúc trong nhà. Không dám ra ngoài tranh ăn. Trương Khác mỉm cười. Mỗi năm chi phí cấp cho cơ sở điện tín tới 70-80 tỷ, doanh nghiệp bộ bưu điện đúng là chẳng cần ra ngoài tranh ăn với đám trẻ cùng khổ làm gì. Tiêu Thụy Dân mặt hơi đỏ, ông ta nghe ra ý trào phúng trong lời của Trương Khác. Hai năm qua quốc gia cấp kinh phí gây dựng cơ sở điện tín gần bằng dự toán quốc phòng, đáng tiếc phần lớn chảy vào túi doanh nghiệp điện tử nước ngoài. Đám doanh nghiệp thông tấn bộ bưu điện nấp dưới cánh của gà mẹ, trong sự bảo hộ của bức tường độc quyền cũng chỉ có năng lực ăn cơm tàn canh cặn mà thôi. Quan trọng là doanh nghiệp điện tử thuộc bộ công nghiệp điện tử, luôn đối đầu với bộ bưu điện lại có thành tựu đáng nể, 10 vị trí doanh nghiệp điện tử hàng đầu gần như bị bộ công nghiệp điện tử chiếm hết, đó mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Cảnh Trọng Dương nổi cơn lôi đình. Tiêu Thụy Dân lúc này mới nói vào. Lần này Bộ trưởng Cảnh hạ quyết tâm. Xua Liên Tín chúng tôi ra thị trường tranh ăn, Bộ trưởng Cảnh còn hiệu triệu học theo tinh thần tích cực tiến thủ của Ái Đạt. Chăm nghe không bằng một thấy, được cơ hội chứng kiến phong thái người sáng lập Ái Đạt, bất kể thế nào tôi cũng không thể bỏ lỡ. Chỉ có điều không ngờ rằng ngay lần gặp mặt đầu tiên đã có va chạm rồi, nhưng ông ta chỉ đành cố nén giận vờ vịt xã giao với Trương Khác, nhưng dẫu sau vẫn không hoàn toàn kiềm chế được, thành ra lời nói cứ có mùi vị quai quái. Tiếp đó Vương Húc Sâm. Tiêu Thụy Dân tiết lộ tin tức khiến Trương Khác giật mình, cái gọi là City Liên Tín năm ngoái không hề tồn tại, nó là tập đoàn công ty công nghiệp điện tử cỡ lớn do 20 viện nghiên cứu kỹ thuật thông tin cùng 7 công ty thông tấn liên hợp thành lập nên không lâu. Tiêu Thụy Dân nguyên là chủ nhiệm viện nghiên cứu kỹ thuật thứ 12, đồng thời là giám đốc công ty thông tin Quang Hoa, lần này được Cảnh Trọng Dương chọn ra gánh vác trọng trách, cướp lấy thị trường điện tử tiêu dùng trong tay doanh nghiệp bộ công nghiệp điện tử. Trương Khác phán đoán không sai. Tiêu Thụy Dân trước đó là quan viên cấp phó ty, lần này gánh vác trọng trách, lại tiến thêm một bậc, coi như là nhân vật mới nổi của bộ bưu điện, trông có vẻ lão thành, thực chất mới có 38 tuổi. Chu Hưng Đông là trợ lý của ông ta, cấp bậc hành chính là chính sử, tuổi chưa tròn 30,
phất lên quá nhanh chẳng trách mà đắc ý đến không coi ai ra gì như thế, có thể hiểu được, người trong nước ít nhiều đều mang cái tính này. Nói tới Hoa Quang thì Trương Khắc có chút ấn tượng, công ty này chủ yếu sản xuất, tiêu thụ điện thoại không dây, máy nhắn tin. Là một trong ba doanh nghiệp thuộc bộ bưu điện năm ngoái doanh thu trên 1 tỷ, sức cạnh tranh rất mạnh. Hoa Quang mạnh như thế, hẳn do Tiêu Thụy Dân lập nên nền móng, cũng là cơ sở ông ta thăng tiến nhanh chóng trong bộ bưu điện. Như vậy xem ra Tiêu Thụy Dân bằng vào tài năng thực sự lên được vị trí hôm nay, Chu Hưng Đông quá nửa là do người khác nhét vào bên cạnh, chắc hắn ta có bối cảnh lớn, họ Chu. Hay là thân thích của Bộ trưởng tiền nhiệm Chu Học Khánh. Chương 523, thăm dò. Vương Húc Sâm tiết lộ lần này thành lập tập đoàn Liên Tín cũng lấy viện nghiên cứu số 12 và công ty Hoa Quang làm chủ, còn bao gồm nhà máy điện thoại Thiên Tân một trong 100 doanh nghiệp điện tử hàng đầu. Sự xuất hiện của Liên Tín làm Trương Khắc lập tức nghĩ tới hạng mục di động có thêm một đối thủ vô cùng mạnh mẽ rồi. Liên Tín có tài chính, có kỹ thuật, có mạng lưới tiêu thụ, có hậu thuẫn mạnh mẽ bộ bưu điện đằng sau. Trương Khắc trong lòng nổi sóng không ngừng, tâm tư phân tán, sức cờ dám xuống 2-3 phần, bị Tiêu Thụy Dân lấn át liên tục, Chu Hưng Đông vừa rồi nín nhịn Trương Khắc, thấy y sắp thua, lên tiếng châm chọc. Nghe ty trưởng Vương khen sức cờ cậu rất mạnh, chắc là ty trưởng Vương cũng nghe đồn rồi. Vương Húc Sâm biết từ chỗ con gái sức cờ của Trương Khắc rất cao, tương đương với Lương Văn Giang, nói vậy phải cao hơn Tiêu Thụy Dân một bậc, Chu Hưng Đông nói khó nghe như vậy, không nói gì cả. Trương Khắc đang tính toán phải đối phó với Liên Tín thế nào, thua một ván cờ có là gì. Cần nắm cờ ném lên bàn, coi như nhận thua, nói với Chu Hưng Đông. Anh biết xem cờ chắc cũng biết đánh cờ, xin chỉ giáo một ván, là biết sức cờ của tôi thôi. Tiêu Thụy Dân nhường chỗ cho Chu Hưng Đông, sức cờ của Chu Hưng Đông không kém, chỉ cần Trương Khắc không chú tâm là bị đánh bại ngay, ông ta rất muốn thấy bộ dạng y bị Chu Hưng Đông đánh bại ra sao. Trương Khắc khai cuộc rất khí thế. Lập tức dồn ép Chu Hưng Đông phải đánh cờ nhanh, chưa tới trung bàn, Chu Hưng Đông đã mất hai góc, muốn nhận thua nhưng sợ Trương Khắc trêu chọc, nếu cố chống đỡ, cục diện càng thảm, xấu hổ tới toán mồ hôi lạnh. Ai ngờ Trương Khắc thả cờ lên bàn, cười lạnh nói. Tôi bỏ cuộc nhận thua. Chu Hưng Đông mặt đỏ tía tai, mắt tóe lửa thù hận, nhưng không phát tác được. Vương Húc Sâm không biết chuyện va chạm của bọn họ, thấy Trương Khắc không chút nương tình giáo huấn Chu Hưng Đông. Thầm nghĩ cá tính của chàng thiếu niên này quá mạnh. Có điều ông ta chẳng có thiện cảm gì với Chu Hưng Đông, coi như không thấy bộ dạng quẫn bách của hắn. Dọn dẹp quân cờ xong vào phòng ăn, Trương Khắc lấy chai rượu ra nói. Cháu biết bác Vương liêm khiết thanh bạch, nhưng cháu tay không tới chơi cũng không phải, mời bác Vương thử rượu cháu mang tới. Vương Húc Sâm không tiện từ chối thịnh tình của Trương Khắc, nhận lấy xem trên hộp có 4 chữ, Thanh Hoa Vân Trì, chưa bao giờ nghe tới loại rượu này. Mở hộp ra không ngờ là bình sứ Thanh Hoa hai vòi, đưa tay sờ chất gốm trơn mịn như da thịt thiếu nữ, không kìm được nói. Đây nhất định là rượu ngon. Đêm hôm đó Trương Khắc trao đổi điện thoại với Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành nghe báo cáo tiến độ đàm phán ở Dallas, cùng báo tình hình bên phía này sang. Trần Tín Sinh có chút ấn tượng về Tiêu Thụy Dân, dù sao thì cũng là một trong số nhà cung ứng linh kiện điện tử chủ yếu cho doanh nghiệp trong nước. Sự xuất hiện của Liên Tín đúng là có trợ giúp cho giấy phép sản xuất di động được cấp phát sớm, nói cách khác việc tạo thế của Cẩm Hồ phải tiến hành trước dự kiến. Trương Khắc hy vọng Tiêu Tấn Thành ở lại Dallas tiếp tục đàm phán với Ti, còn Trần Tín Sinh mau chóng về nước chủ trị đại cục. Ngày 7 tháng 3, Bắc Kinh nổi bão cát, Trương Khắc tới nhà Diệp Chăn Dân uống trà, nhìn sắc trời mịt mù bên ngoài, lo chuyến bay từ Dallas tới liệu có hạ cánh thuận lợi được hay không. Nhưng lo cũng vô ích. Y cùng Diệp Chăn Dân phân tích quỹ quốc tế xuất kích quấy nhiễu Thái Lan, chính phủ Thái Lan dùng tiền dự trữ quốc gia tiến hành phản kích, khiến quỹ tài chính quốc tế gặp trở ngại phải lui quân. Ai, nhìn bề ngoài thì tình thế vẫn rất tốt đẹp. Diệp Chăn Dân ném cuốn sổ ghi đầy con số kinh tế lên bàn. Thời gian qua chú chuyên môn nghiên cứu phương thức tấn công quỹ tài chính quốc tế và hệ thống tiền tệ quốc gia, đặc biệt là chiến dịch kinh điển quỹ Soros tấn công đồng bảng. Lần này hẳn chỉ là xuất kích mang tính thăm dò. Đáng tiếc, con người ta chỉ dễ tiếp nhận tin tức tốt, Thái Lan đánh lui các quỹ tài chính, làm càng có nhiều nhà đầu tư tin vào sự ổn định và thực lực của hệ thống kinh tế Đông Nam Á. Trương Khắc chỉ uống trà, lười xem cuốn số đầy số liệu kinh tế kia. Chú hai không sợ phán đoán nhầm à, cháu đọc được rất nhiều bài phê phán quan điểm của chú rồi.
ai có thể nắm chắc 100% nguy cơ tài chính sẽ bùng phát. Nhưng hệ thống kinh tế Đông Nam Á có thiếu sót nghiêm trọng, đó là điều chắc chắn. Mặc dù nhiều nhà kinh tế cũng dần nhận ra rồi, có điều cho rằng kinh tế phát triển cao tốc của Đông Nam Á có thể bù đắp được thiếu sót đó, nguy cơ tài chính cực thấp. Bọn họ quên mất trong đó có khả năng tồn tại nhân tố chính trị. Diệp Chân Dân đột nhiên nói. Mà cháu quyết tâm bán Ái Đạt rồi, còn lo gì nữa? À, phải, nghe đâu Lý Viễn Hồ nhắm vào cháu rồi, muốn đưa hạng mục bột giấy vào danh sách hạng mục trọng điểm, có phải là nhìn vào số tiền sau khi bán Ái Đạt đi của cháu không? Trừ cái đó ra còn có nguyên nhân nào khác được à? Trương Khắc cười khổ. Hiện giờ đâu đâu cũng nói vì kinh tế có thể hy sinh môi trường sinh thái, thậm chí hy sinh lợi ích của một bộ phận người. Đó là quan điểm trong bài viết mới nhất của Chu Cẩn Thì, chúng muốn tóm cổ ông ta mà hỏi, rốt cuộc ông ta muốn hy sinh lợi ích của bộ phận nào. Cẩm Hồ không dám trở mặt với ngài tỉnh trưởng, chỉ đành nghĩ biện pháp giải quyết khác. Đó là nguyên nhân mấy ngày qua cháu trốn ở Bắc Kinh đấy hả? Dạ, ngoài hạng mục bột giấy ra thì cháu còn có kế hoạch khác, vốn định tiến hành lặng lẽ thôi, nhưng khả năng không qua được cửa tỉnh trưởng, cho nên cháu mới tới Bắc Kinh tạo chút thanh thế, hy vọng ảnh hưởng được tới vị tỉnh trưởng này. Trương Khắc đem dự tính bước tiếp theo của y ra giải thích ngắn gọn với Diệp Chân Dân, rất nhiều vấn đề trước đó đã có trao đổi, nhưng tập đoàn Liên Tín xuất hiện, khiến hạng mục di động của Cẩm Hồ có thêm một đối thủ cạnh tranh cực mạnh. Lúc này tiếng gió bên ngoài đã dừng, trời trở nên trong hơn. Trương Khắc xem đồng hồ nói. Xem ra máy bay có thể hạ cánh đúng giờ rồi, cháu phải đi đón chủ tịch mới của tập đoàn Ái Đạt đây. Cháu khẩn cấp mua chiếc xe này là để đón vị chủ tịch mới đó hả? Diệp Chân Dân nhìn chiếc Cadillac dài hơn 5 mét bên ngoài, đúng là trông cực kỳ sang trọng. Để ở Bắc Kinh làm màu cho người khác xem thôi ạ. Trương Khắc cười giải thích. Cá nhân cháu thì chẳng thích, nhưng người trong nước chỉ nhận ra được cái xe này. Nói nó là điển hình của xe xa nước Mỹ. À, mai có cần cháu phái cái xe này đi đón chú không? Được rồi. Diệp Chân Dân vỗ vai Trương Khắc. Bộ ngoại thương đâu nghèo tới mức không có xe để đi. Rời nhà Diệp Chân Dân, Trương Khắc cùng Phó Tuấn đi ra sân bay, ngồi trên chiếc xe sang trọng, Trương Khắc chẳng cảm thấy có khác gì mấy so với chiếc xe Santana rách nát của chi nhánh. Ngày 8 tháng 3, là ngày quốc tế phụ nữ. Điện tử Ái Đạt và Ti mời giới truyền thông đương địa tới Liên Hợp phát ra tuyên bố, Trần Tín Sinh kết thúc sớm nhiệm kỳ ở Ti, đảm nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn Ái Đạt, công ty mẹ của điện tử Ái Đạt. Trần Tín Sinh cầm bài phát biểu đi lên, mắt hơi phù, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần phần chấn, trước ống kính, hắn tổng kết trải nghiệm 5 năm ở Ti, đồng thời bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào tập đoàn Ái Đạt. Trong 2 năm qua, Ti và Ái Đạt có hợp tác mật thiết trong lĩnh vực đầu đĩa. Chúng tôi tin rằng hai công ty sau này sẽ có hợp tác mật thiết hơn nữa, hy vọng tôi có thể phát huy tác dụng liên kết hai phía. Lời phát biểu của Trần Tín Sinh có ám thị rõ ràng, vừa dứt lời tức thì có mười mấy cánh tay của phóng viên giơ lên, cùng hỏi bước hợp tác tiếp theo của Ái Đạt và Ti là gì. Bọn họ đương nhiên là tò mò, nhưng bên phía Ái Đạt phải làm bọn họ hồi hộp, nếu không làm sao để bọn họ giúp tạo thanh thế cho được. Trần Tín Sinh chỉ nói vài câu đối phó cho có lệ. Ngoài ra các phóng viên còn rất quan tâm tới đãi ngộ lương bổng của Trần Tín Sinh ở Ái Đạt. Nhắc nhỏ, khủng hoảng tài chính Đông Nam Á bắt đầu bằng cuộc tấn công Thái Lan của quỹ Soros vào tháng 5 năm 1997, không còn xa nữa. Chương 524, địa vị kinh tế. Trần Tín Sinh làm việc cho Ti, tiền lương mỗi năm trên 800 vạn, tập đoàn Ái Đạt là xí nghiệp dân doanh có cổ phần phức tạp. Liệu có thể trả Trần Tín Sinh mức lương hàng năm ít nhất hơn 800 vạn không? Đây tất nhiên là vấn đề các phóng viên cực kỳ muốn biết. Trần Tín Sinh không trả lời chính diện. Năng lực và cống hiến sẽ có được khẳng định đáng có ở tập đoàn Ái Đạt, hiện tôi chỉ lo năng lực của mình không xứng với tiền lương tập đoàn Ái Đạt trả cho tôi. Là một học sinh du học nước ngoái 10 năm, tôi luôn một lòng khát vọng được phục vụ cho doanh nghiệp trong nước, tôi muốn cảm ơn tập đoàn Ái Đạt cho tôi cơ hội này. Tôi mong có thể làm được chút việc thực sự hữu ích cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử trong nước. Ngoài ra Trần Tín Sinh còn đại biểu cho Ái Đạt ký hợp đồng với Địa ốc Gia Lý, mua tòa nhà cao 18 tầng ngay trước ống kính truyền thông, làm trụ sở của tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh. Xuất hiện trong nghi thức hôm nay còn có Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Diệp Chân Dân, sau khi lộ diện trước ống kính liền lùi ra sau nói chuyện với Trương Khắc. Hôm qua cháu than phiền với chú về luận điểm duy kinh tế, cháu thấy không được. Cần phải có tầm nhìn phát triển khoa học hơn.
Còn cả vấn đề địa vị kinh tế phi công hữu, điểm này TW đã có thảo luận rồi, Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông công khai đề xuất, công hữu và phi công hữu phải cạnh tranh bình đẳng, xúc tiến lẫn nhau, nhưng điều này chưa được thực thi tới sản nghiệp cụ thể, vì sao không bắt đầu từ Cẩm Hồ và Liên Tín? Dựa vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với DTHTW, lại đúng lúc hôm nay không có nhân vật trọng yếu tham gia hoạt động kinh tế gì, tin tức Ái Đạt và Ti Liên Hợp mở họp báo có Phó Bộ trưởng Diệp Chăn Dân tham gia, được phát làm tin tức kinh tế hàng đầu trong tin tức thời sự tối ngày hôm đó. Kiến Nghiệp vào đêm mưa phùn lất phất, trong phòng nghe rào rào như tiếng tằm ăn lá dâu vậy. Lục Văn Phu đứng trước bàn phụ đạo cho con trai học cao trung năm thứ ba, tới giờ phát tin tức thời sự, liền chạy đi bật TV. Làm con hắn cũng dừng bút, kê ghế tới ngồi trước tivi. Vợ Lục Văn Phu buộc tạp dề đi ra, nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách, nói. Nhà người khác thì chỉ hận mắt con mình không thể mỗi giây mỗi phút đặt vào sách vở, anh thì hay quá rồi, hai cha con ung dung xem tivi, con còn học kỳ cuối nữa thôi đấy, anh có đổi thói quen xem thời sự đi không hả? Lục Văn Phu đưa tay ngắn lời vợ, tin tức tóm lược trước đó hắn không nghe rõ. Chỉ mẫn cảm nghe được bốn chữ, điện tử Ái Đạt, thì bị vợ nói át, liền tập trung xem tin tức tiếp đó. Ti là xí nghiệp đứng đầu cung ứng bán dẫn toàn cầu, Trần Tín Sinh là đại biểu của Ti trong nước, có sức ảnh hưởng và mối quan hệ rộng, không ngờ lại chuyển sang làm chủ tịch tập đoàn Ái Đạt, bản thân nó đã là tin tức oanh động rồi, huống chi Trần Tín Sinh còn ám thị Ái Đạt và Ti sẽ có hợp tác mật thiết hơn. Lục Văn Phu không còn tâm tư xem tiếp nữa, cầm di động lên, rồi lại có chút chần chừ. Không biết gọi cú điện thoại này có thích hợp không, đang do dự thì di động trong tay đột nhiên rung lên, làm hắn giận mình, là điện thoại của Cao Chân. Lục Văn Phu ra hiệu cho con vặn nhỏ tiếng xuống mới nhận điện thoại. Thư ký trưởng, tôi là Cao Chân đây, anh có xem thời sự hôm nay không? Thời sự à? Lục Văn Phu phất tay đuổi vợ con khỏi phòng khách. Có tin gì vậy? Hắn lại vặn tiếng tivi lên. Kiên nhẫn nghe Cao Chân thuật lại tin tức về Ái Đạt một lần, cú điện thoại này hẳn do Lý Viễn Hồ bảo Cao Chân gọi tới, hắn phải giả câm giả điếc, ngạc nhiên hỏi. Có chuyện này sao? Sốt của Cẩm Hồ đang làm trò gì thế? Giọng Cao Chân trong điện thoại có chút nóng nảy. Tỉnh trưởng luôn coi hạng mục bột giấy là trọng điểm, bọn họ có hành động gì lớn, phải nên báo trước cho tỉnh trưởng một tiếng chứ. Lục Văn Phu cảm thấy áp lực rất lớn. Điện thoại tuy không phải do Lý Viễn Hồ gọi tới, nhưng truyền đạt sự bất mãn của Lý Viễn Hồ. Thời gian qua hắn chẳng gặp được Trương Khác lấy một lần, làm sao biết Cẩm Hồ muốn làm gì, nhưng hắn ở trung gian có thể nói được gì hơn. Để tôi gọi điện thoại hỏi tình hình ra sao. Tân Mai Uyển, Lý Viễn Hồ đứng trước cửa sổ thư phòng, trước mặt ông ta là biệt thự để trống từ khi vợ trống từ học bình rời đi, ô cửa sổ tối đen, không có chút ánh sáng gì. Nơi đó, thanh niên chưa tròn 20 tuổi thường tới đó làm khách. Cao Chân đặt điện thoại xuống, nói. Tỉnh trưởng, thư ký trưởng Lục sẽ liên lạc với Cẩm Hồ ngay. Tòa nhà mà Cẩm Hồ mua làm trụ sở cho tập đoàn Ái Đạt trông có vẻ không nhỏ nhỉ. Trong TV chỉ chiếu cảnh ở xa, chừng 17, 18 tầng, rộng khoảng bằng tòa nhà chính phủ tỉnh. Cao Chân không chắc lắm. Mua một tòa nhà như thế chi phí nhất định không nhỏ. Chẳng lẽ bọn họ định chuyển tổng bộ tới Bắc Kinh? Cao Chân nói thuận miệng thôi, không suy nghĩ nhiều lắm, Lý Viễn Hồ quay lại nghiêm túc hỏi. Cậu nói Cẩm Hồ có khả năng chuyển tổng bộ tới Bắc Kinh? Cao Chân trầm ngâm một lúc. Thưa tỉnh trưởng, tôi có cảm giác này, bọn họ hình như không nhiệt tình lắm với hạng mục bột giấy. Đương nhiên hắn có thể nói nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí nói năm ngoái Cẩm Hồ năm ngoái tung ra hạng mục này chỉ là đầu cơ chính trị. Cao Chân mặc dù mấy lần được Tạ Hán Tĩnh nhiệt tình chiêu đãi, nhưng hắn không thể nói quá lộ liễu, dù sao hắn không biết suy nghĩ thực sự của Lý Viễn Hồ. Lần trước Tô Giật Quần tới Hải Châu tùy tiện tỏ thái độ bị Lý Viễn Hồ cảnh cáo một lần, hắn không muốn phạm sai lầm. Hơn nữa tên nhóc kia có thể âm thầm cho Tô Giật Quần một đòn, hắn không chọc vào thì hơn. Đương nhiên dù hắn không nói, không đại biểu Lý Viễn Hồ không suy nghĩ theo phương hướng đó. Lý Viễn Hồ đúng là có suy nghĩ này thật. Nhưng không thể nói ra, vì lời nói ra không thu lại được, ông ta lại dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ tối om, nếu Cẩm Hồ chuyển tổng bộ tới Bắc Kinh phải ứng phó thế nào? Diệp Chăn Dân tham dự hoạt động của Cẩm Hồ, chẳng lẽ Diệp gia đã chính thức chống lưng cho Cẩm Hồ? Tạ Kiếm Nam không xem thời sự, hắn chưa bao giờ hứng thú với tin tức mà hắn coi là khô khốc vô nghĩa của thời sự trong nước,
lúc này hắn đang ở trong văn phòng ở tòa nhà Phủ Thiên, lật xem con số tiêu thụ mấy ngày qua. Hiện hắn yêu cầu phòng thị trường mỗi ngày phải có một bản báo cáo, để hắn luôn nắm được động thái của thị trường. Tạ Kiếm Nam nhận được điện thoại của Tạ Hán Tĩnh, đặt báo cáo trong tay xuống. Tình hình có vẻ lại trở nên phức tạp rồi. Giọng Tạ Hán Tĩnh hơi khàn, mấy ngày qua ông ta bị cảm chưa khỏi, nhưng không bỏ thói quen xem thời sự. Bọn chúng mượn xác lên thị trường chứng khoán cũng được, làm hạng mục bột giấy cũng tốt, đều có lợi cho chúng ta, đem tinh lực cuối cùng của bọn chúng dồn vào đó, cho dù bọn chúng kiếm được Lý Viễn Hồ làm chỗ dựa ít nhất trong vài năm tới không cần lo đối thủ cạnh tranh này nữa. Hiện giờ xem ra tân tỉnh trưởng cũng chưa chắc làm thằng nhóc đó nghe lời, vì đấu với Lý Viễn Hồ, nó chính thức đưa Diệp Gia ra rồi. Tạ Kiếm Nam nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh 2 năm trước bị Phó Tuấn bóp cổ không động đậy được, trơ mắt nhìn Trương Khác đập xe, bên cạnh Hứa Tư nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ lẫn thương hại, cảm giác nhục nhã đó cho tới hôm nay cũng không giảm đi chút nào. Lý Viễn Hồ chắc cũng giận rồi. Cửa văn phòng vang lên 2 tiếng gõ nhẹ, Trần Tĩnh đẩy cửa đi vào, Tạ Kiếm Nam không nói nữa, chỉ vào điện thoại. Trần Tĩnh lè lưỡi, vội lui ra khỏi văn phòng Tạ Kiếm Nam, đứng ngoài cửa, trong lòng rất thủi thân. Chương 525, ai khuất phục ai? Cao Trân truyền đạt ý tứ của Lý Viễn Hồ tới, Lục Văn Phu chỉ đành gọi điện cho Chu Du, hạng mục bột giấy do Chu Du phụ trách, hắn lần nào cũng chỉ gọi cho Chu Du, chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện với Trương Khác. Lục Văn Phu gần như đem nguyên văn lời của Cao Trân chuyển cho Chu Du. Tỉnh trưởng luôn coi hạng mục bột giấy là trọng điểm, bọn họ có hành động gì lớn, phải nên báo trước cho tỉnh trưởng một tiếng chứ. Chu Du kêu oan kể khổ. Không phải là chúng tôi không muốn đánh tiếng trước với tỉnh, mà người Tây quy củ rất nghiêm, nếu chúng tôi đơn phương lộ ra nội dung đàm phán với một bên thứ ba, sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Bất kể Cẩm Hồ, Ái Đạt hay Tân Quang đều là doanh nghiệp của tỉnh Đông Hải, chúng tôi làm gì chắc chắn phải báo cho tỉnh trước, chẳng qua chưa tới lúc. Lục Văn Phú cũng không muốn ép Cẩm Hồ quá mức, hắn chỉ cần một câu giải thích của Cẩm Hồ, dù chỉ là cái cớ cho có cũng được, để hắn còn ăn nói với Lý Viễn Hồ. Chu Du thông qua Lục Văn Phu chuyển câu trả lời tới Lý Viễn Hồ, nhưng chắc chắn không an ủi được ông ta. Ái Đạt và Ti Phát công bố, lập tức gãi trúng chỗ ngứa của giới truyền thông, nhưng đụng vào chỗ đau của Lý Viễn Hồ. Lý Viễn Hồ lo lắng thiếu niên kia nổi tính ương ngạnh lên, đem tổng bộ Cẩm Hồ chuyển tới Bắc Kinh. Người trong nước không có thói quen bàn luận chính trị, tiêu điểm chú ý tất nhiên đặt vào việc kiếm tiền, tựa hồ tìm không thấy cái dân tộc nào coi kiếm tiền là sự nghiệp hơn thế nữa. Mặc dù không có tài liệu công khai, nhưng giới truyền thông đều ra sức đoán giả đoán non lương của Trần Tín Sinh tại Ái Đạt nhất định không ít hơn 800 vạn một năm. Đầu thập niên 90, một xí nghiệp dân doanh dùng tiền lương 50 vạn một năm thua tổng giám sát tiêu thụ, truyền thông đua nhau đăng tin, được phong là hoàng đế làm công. Sau này lương cao tới 100 vạn không còn mới mẻ nữa, nhưng con số gần 1000 vạn thì là lần đầu được nghe trong nước, cho nên gây xôn xao lần nữa là cái chắc. Thời đó giới truyền thông trong nước đăng tin về đơn vị sự nghiệp đều khá cẩn thận, bị hạn chế rất nhiều, nhưng với xí nghiệp dân doanh thì có thể đăng tin thoải mái, khó khăn lắm tóm được tin nóng, tất nhiên là hưng phấn như uống phải thuốc kích thích. Khi đó trong nước chế độ phân phối vẫn nắm vai trò chủ đạo, năm 97, 1.000 vạn tương đương tổng thu nhập bình quân cả năm của 2.000 người, chẳng lẽ năng lực một người có thể bằng 2.000 người? Trong lòng rất nhiều người không tránh khỏi có nghi vấn này. Giới truyền thông ngoài đăng tin còn triển khai cuộc đại tranh luận. Từ tính hợp lý trong chế độ thù lao tới với coi trọng nhân tài, rồi từ năng lực cá nhân phát huy tới sức sống dân doanh, rồi lan san cả địa vị xí nghiệp dân doanh trong nền kinh tế quốc dân. Ái Đạt luôn nằm ở trung tâm cuộc biện luận này, danh tiếng nổi như cồn, thanh thế còn hơn cả khoảng thời gian 1 năm trước Đoạt Tiêu Vương, chính bản thân Trương Khác cũng không ngờ, y chưa hành động mấy mà kế Dương Đông đã đạt hiệu quả hoàn mỹ rồi. Sáng ngày 18 tháng 3, Tập đoàn Ái Đạt, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bưu điện Bắc Kinh, Viện Khoa học TW Liên Hợp chủ kiến khu khoa học kỹ thuật ở Trung Quan Thôn chính thức treo biển. Trừ Diệp Chăn Dân ra, Trần Tín Sinh còn mời Chu Thanh Phó Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử, Tạ Duy Nghĩa Phó Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa, tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành, Ái Đạt đầu tư 40 triệu làm tiền khởi động trung tâm, đồng thời đổi tên tòa nhà thành, tòa nhà Ái Đạt. Công ty mạng đầu tiên trong nước Côn Đằng Online được Ái Đạt đầu tư 25 triệu cũng chính thức treo biển hoạt động ở tòa nhà Ái Đạt.
Trần Tín Sinh còn tuyên bố Ái Đạt tiến quân toàn diện vào thị trường điện tử tiêu dùng, sẽ đầu tư 600, 800 triệu xây dựng một khu khoa kỹ làm trụ sở phát triển sản phẩm và nghiên cứu kỹ thuật làm chỗ dự cho Ái Đạt tiến quân vào thị trường. Cho dù là tập đoàn điện tử cỡ lớn trong nước cũng chưa có doanh nghiệp nào đầu tư tới 800 triệu vào nghiên cứu kỹ thuật, tin tức này tất nhiên làm giới truyền thông tiếp tục đổ dồn chú ý vào Ái Đạt. Chiều ngày 19 tháng 3, nhìn tiêu chí hình cánh buồm cực lớn trước sân tòa nhà Ái Đạt, kính pha lê màu làm đặt chung khung thép sơn đó, mang sức sống vô hạn, Tiêu Thụy Dân ngồi trong xe nói với Chu Hưng Đông. Nhìn thấy chưa, đó là một kẻ bừng bừng dã tâm. Chu Hưng Đông lòng thù hận Trương Khắc không giảm chút nào, giọng khinh bỉ nói. Chẳng qua chỉ là một thị trường bị bỏ qua mà thôi, bọn chúng chẳng lẽ ngăn cản nổi bánh xe của Liên Tín. Không chỉ thể hiện coi thường Ái Đạt mà còn tự tin hoàn toàn vào Liên Tín. Chưa chắc đâu. Tiêu Thụy Dân bình tĩnh nói. Không thể phủ nhận sức sống của kinh tế dân doanh, cũng không thể phủ nhận năng lực hoạt động sau sân khấu của Ái Đạt. Nếu không hạ quyết tâm cải cách, rất nhiều ưu thế của Liên Tín sẽ không thể hiện được, bộ cũng không thể đem hết ích lợi cho chúng ta. Như thế bộ công nghiệp điện tử sẽ tạo phản, Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông cũng cường điệu phải cho kinh tế dân doanh cơ hội cạnh tranh bình đẳng, áp lực trong bộ rất lớn, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bản thân. Đang nói chuyện thì một chiếc Cadillac đen đi qua, từ cửa sổ xe mở, Chu Hưng Đông nhìn thấy Trương Khắc, cau mày lại. Thằng nhóc này đi đâu đây? Trương Khắc tới sân bay về Hải Châu. Y không biết hành động của Ái Đạt đã kinh động tới Tiêu Thụy Dân tới quan sát. Tối hôm qua Lý Viễn Hồ thông qua văn phòng chính phủ tỉnh thông báo cho chính phủ thành ủy Hải Châu, hy vọng trong thời gian thị sát Hải Châu có cơ hội tham quan tập đoàn Ái Đạt. Đường Học Khiêm gọi điện tới Bắc Kinh, Lý Viễn Hồ đã chủ động tới thị sát Ái Đạt rồi, Trương Khắc cứ trốn ở Bắc Kinh không ra mặt thì quá không biết điều. Nên Trương Khắc về gặp mặt Lý Viễn Hồ. Trong không khí chính trị trước khi Hồng Kông trở về nước, Lý Viễn Hồ không thể kháng cự nổi sức dụ hoặc chính trị của công ty trong địa phận lên thị trường chứng khoán Hồng Kông, càng không thể mạo hiểm chính trị ngăn cản. Đồng thời ông ta cũng không hy vọng tổng bộ công ty này chuyển khỏi địa hạt của mình, càng không muốn công ty này đem trọng tâm phát triển ở nơi khác. Từ sân bay Hải Châu, Trương Khắc trực tiếp về thành phố. Thành phố phải bố trí trước chuyến thị sát của Lý Viễn Hồ, Cẩm Hồ là nơi ông ta chỉ định muốn tham quan, tất nhiên phải phái người tới thành phố họp. Trương Khắc xuống sân bay thì biết tin Tương Vi đã tới thành phố họp, Đường Học Khiêm muốn họp xong gặp mặt Trương Khắc, bảo y tới gặp mình, ai cũng biết Lý Viễn Hồ chuyến này tới là vì Trương Khắc. Trương Khắc trước Tết rời Hải Châu tới Tân Vu, sau đó đi Bắc Kinh ăn Tết, rồi tới Dallas, về Hồng Kông, tới kiến nghiệp rồi lại đến Bắc Kinh, ở lại Bắc Kinh gần 20 ngày, trong thời gian đó chưa hề về qua Hải Châu. Trong thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, Chu Phú Minh từ bỏ quyền lực hạch tâm địa phương. Đường Học Khiêm lên làm bí thư thành ủy, Tô Dật Quần chính thức làm thị trưởng Hải Châu. Tô Dật Quần còn chưa kịp liên hợp với Chu Phú Minh kiềm chế Đường Học Khiêm thì Ái Đạt đã khơi lên cơn bão biện luận, Hải Châu thành trung tâm truyền thông chú ý cả tháng trời, thêm vào trong đầu đĩa Ái Đạt quảng cáo phong cảnh tuyệt mỹ của Ái Đạt, khiến Hải Châu được người trong nước hoan nghênh hơn rất nhiều, bị ảnh hưởng quảng cáo, thậm chí rất nhiều học sinh ghi tên vào Đại học Hải Châu. Trương Khắc vốn cho rằng Lý Viễn Hồ có đi sớm thì cũng phải hơn 10 giờ mới tới được Hải Châu. Ngày 21 tháng 3, Trương Khắc đang nằm trên giường ôm chăn ngủ ngon lành thì bị điện thoại của Hứa Thụy Bình đánh thức, nói Lý Viễn Hồ xuất phát từ kiến nghiệp lúc 5 giờ sáng, khoảng 8 giờ sẽ tới Hải Châu. Mẹ nó, thời buổi này làm cái gì cũng khó khăn, mấy ngày qua trời lạnh, nhiệt độ quanh quẩn ở mức 3,4 độ, Trương Khắc rất miễn cưỡng bỏ ra khỏi chăn, còn chưa ngủ được 5 tiếng đã bị đánh thức. Y hối hận hôm qua không tắt di động đi, ôm chăn ngồi trên giường, mặt vẫn đần ra nhìn ánh sáng mặt trời ngoài khe cửa. Chương 526, chơi xấu quá. Phía đông Tân Cẩm Viên có một mảng cây thủy sam, đầu xuân cây mọc lớp lá non xanh biêng biếc, đứng ở xa xa chỉ nhìn thấy lưa thưa, trông giống như một tờ giấy mỏng dán lên bầu trời trong vắt. Trương Khắc do dự không biết có nên ngủ một lúc nữa hay không, nghe thấy phía dưới có tiếng mở cửa. Rồi tiếng giày cao gót quen thuộc gõ lên nền đá, cẩn thận nghe có thể tưởng tượng ra ảnh Tạ Vãn Tình trước khi lên cầu thang cúi người xuống thay dép, nói không chừng một tay còn đỡ mái tóc không xóa xuống phía trước, Trương Khắc quen thuộc từng cử động của cô rồi, không chút do dự trùm chăn che kín người. Tạ Vãn Tình đi vào phòng, xoạch một cái kéo rèo lên, ánh sáng chiếu khắp phòng, thò tay vào trong chăn, sờ mặt Trương Khắc nói. Dậy đi, sáng muốn ăn gì chị còn làm.
Cô vừa đi từ ngoài vào, tay lạnh giá, Trương Khác kêu một tiếng. Lạnh quá. Thò đầu ra khỏi chăn, mái tóc suôn mượt của Tả Vãn Tình cặp kẹp tóc ngà voi buông nhẹ sau lưng, có hơi rối, chắc chưa kịp trải cẩn thận, có lẽ cũng bị điện thoại đánh thức, dưới ánh sáng ban mai, mái tóc ánh lên màu tía, làm khuôn mặt cô thêm phần tươi đẹp rực rỡ. Trương Khác vừa vén chăn lên định kéo cô vào âu yếm một lúc thì Tả Vãn Tình nói. Chị còn phải hầu hạ bà cô nhỏ, có rảnh rỗi được như em đâu. Này, làm gì đấy? Còn chưa kịp nói hết câu thì cô bị Trương Khác kéo ập xuống, do đang cúi xuống áo khoác rộng cổ trùng xuống, nên xuyên qua lớp áo ngủ lụa mỏng, lọt đúng tầm Trương Khác là hai gò núi căng tràn với hai điểm đáng yêu hơi gồ lên, sáng sớm có nam nhân nào chịu nổi dụ hoặc kiểu này. Tạ Vãn Tình rất muốn giãy giụa, muốn đẩy y ra, nhưng Trương Khác ngậm núm vú của cô, mút như đứa bé khát sữa, toàn thân cảm thấy bủn rủn yếu ớt, chỉ bật ra được những tiếng a, vô nghĩa từ môi. Cơ thể nóng bóng thành thục đó làm người ta ngây ngất không thôi, song trường học quốc tế Hải Dụ cũng thuộc hành trình Lý Viễn Hồ chỉ định hôm nay, Trương Khác cũng không dám chọc vào lửa thái quá, hôn hít thêm một hồi, tay nghịch ngợm một lúc rồi buông tha cho cô, khẽ vuốt tóc xõa trên trán cô, thì thầm. Thân hình nàng ngày càng đầy đặn đó, chị phải trả công em thế nào đây? Tạ Vãn Tình đẩy mạnh y ra, sửa sang lại mái tóc, nguyết y một cái. Đầy đặn không phải để cho thằng nhóc em hưởng lợi hết sao, còn muốn thế nào nữa? Nói tới đó nhìn thấy mảng vạt áo ngủ trước ngực bị y mút ướt hết, trừng mắt, thật hết cách với y. Ai ngờ cái trừng mắt đầy phong tình đó lại gây họa, Trương Khác không dằn lòng nổi nhào tới hôn cô, Tạ Vãn Tình quay mặt tránh, thành ra bị hôn vào tai, thừa cơ cắn rái tai Tạ Vãn Tình, thoáng chốc, bầu ngực cô đã phập phồng gấp gáp, Trương Khác hôn chụt lên môi cô, nói. Hôm nay tạm tha cho chị đấy. Rồi nhờ Tạ Vãn Tình bật điều hòa, đợi cho trong phòng không lạnh nữa y mới chui ra khỏi chăn. Ăn sáng xong Trương Khác cũng chẳng vội tới thành phố, y không cần tháp thùng Lý Viễn Hồ toàn bộ hành trình, ở nhà ung dung uống cà phê, tới 10 giờ Phó Tuấn lái xe tới đón, lúc này y mới đến Cẩm Hồ đón Lý Viễn Hồ. Trước năm mới Cẩm Hồ chuyển tổng bộ sang tòa nhà 16 tầng tại Ngũ Lý Khê do công ty địa ốc của Thiệu Chí Cương xây. Do trang hoàng bên trong chưa xong, cách ngày chính thức chuyển vào còn một thời gian nữa. Khu khai phát thương nghiệp là một hành trình quan trọng hôm nay của Lý Viễn Hồ, mấy ngày trước tạo thế ở Bắc Kinh chẳng biết trong lòng ông ta nghĩ thế nào. Trương Khác không phải lúc nào cũng thích lấy thái độ cứng rắn ra ép người khác, y tới tòa nhà Cẩm Hồ đợi ông ta cũng là tỏ ý không hề muốn dọn ổ ra khỏi Hải Châu. Lúc này cách hành trình ước định còn nửa tiếng. Lúc này chắc Lý Viễn Hồ đang thị sát siêu thị Hải Thái dưới tòa nhà Phủ Thiên, Trương Khác đang lật nhật báo Hải Châu để giết thời gian thì Hứa Thụy Bình gọi điện tới. Cậu nhanh lên đi, tỉnh trưởng Lý muốn tham quan ngõ đan tỉnh. Hành trình làm gì có an bài này? Cậu dám nói tiếng pháo nổ đi đùng trong ngõ đan tỉnh không phải cậu dở trò à? Hứa Thụy Bình cười nói. Thời gian rất khớp đấy, đội xe vừa tiến vào bãi đỗ tòa nhà Phủ Thiên thì tiếng pháo vang lên. Chúng tôi vừa rời khỏi siêu thị Hải Thái thì pháo lại vang lên lần nữa. Tỉnh trưởng Lý ngẩng đầu nhìn thấy lầu gỗ ngói đỏ liền đề xuất tới đó xem. Oan quá, tôi chẳng thèm chơi thủ đoạn bị ổi này, chắc là Thiệu Chí Cương bày ra rồi, thế kỷ Cẩm Hồ muốn lập hạng mục cải tạo ngõ đan tỉnh, ngài thị trường lấy cớ nói công trình kiến trúc cổ tu sửa cần suy tính thận trọng hoãn lại, tôi thấy chị anh ta mới nghĩ ra cái thủ đoạn bị ổi này, anh đi mà tìm anh ta. Triều vua nào triều thần. Mỗi đời thị trường cũng có một loại quy hoạch. Dù Đường Học Khiêm cơ bản khống chế đại quyền nhân sự của Hải Châu, nhưng ở quy hoạch thị chính, đặc biệt là các hạng mục lớn, bị Tô Giật Quần và Chu Phú Minh liên hợp lại gây khó dễ. Trước năm mới Thiệu Chí Cương kéo Trương Chi Phi, Diệp Kiến Bân nhập bọn thành lập thế kỷ Cẩm Hồ, chuẩn bị khởi động hạng mục cải tạo ngõ đan tỉnh, đúng lúc Tô Giật Quần tới Hải Châu nhậm chức, quyền phê duyệt rơi vào tay hắn. Sau khi thành phố điều chỉnh quy hoạch cục bộ, cơ bản có thái độ bảo tồn kiến trúc cổ Đông Sa Điền, nhưng tiến độ an bài ra sao, liệt vào phạm trù chính phủ quản lý. Tô Giật Quần đưa ra cái cớ hợp lý, chẳng ai làm gì nổi hắn. Cái chủ ý xấu xa này Thiệu Chí Cương và chú đều có khả năng nghĩ ra, Trương Khác tất nhiên đổ hết lên đầu hắn, hơn nữa ngõ đan tỉnh hiện được Hứa Tư chuyển thành cổ phần nhập vào thế kỷ Cẩm Hồ, về danh nghĩ chẳng liên quan gì tới y nữa. Nhưng Hứa Thụy Bình không nghe y giải thích, dục. Bí thư Đường bảo cậu tới, hay là để Tiểu Chu tới đón cậu? Thôi, phận tôi hèn, đành đi thêm vài bước,
dép cũng chẳng mòn thêm được mấy. Trương Khác và Phó Tuấn tới Tiền Nhai, 3 phút sau là tới cửa ngõ Đan Tỉnh. Lý Viễn Hồ đang được các quan viên Hải Châu và tỉnh tháp tục đi lên mộc lâu của quán cờ, mộc lâu hẹp nhỏ, người tháp tùng không theo lên hết được. Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa, Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam, v.v.v. Những đại biểu doanh nghiệp đều đứng dưới đợi, có cả thi vệ chung. Triệu Cẩm Vinh đứng cách xa Tạ Kiếm Nam, tỏ thái độ không liên quan gì tới nhau. Trần Tĩnh đứng bên cạnh Tạ Kiếm Nam, tay vịn cầu thang gỗ chính đang co một chân lên, đại khái là đứng lâu quá mỏi chân, cô hơi khom lưng bóp chân, dù là như thế, vẫn khiến người ta cảm thấy động tác rất thanh nhã, mái tóc buông xuống che đi mất nửa khuôn mặt, nhưng chỉ một khóe môi hồng lộ ra thôi, cũng mang một mỹ cảm lạ lẫm. Cô nhìn thấy Trương Khác đi vào, hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười rạng rỡ. Dưới mộc lâu có quá nửa số người nhận ra Trương Khác, có điều tâm tư thì mỗi người một kiểu không hề giống nhau. Trương Khác chào thi vệ chung rồi gọi Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa lên mộc lâu cùng mình. Bên trên đã chật lại đông người, ở hành lang ngay chỗ xoay người cũng chẳng có, xét cấp bậc Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa không đủ tư cách chen lấn với các quan lớn cấp ty cục này, nhưng một người nắm City cổ phần Hải Châu tài sản hàng tỷ, một nắm ngân hàng thương nghiệp Hải Châu có tác dụng xúc tiến hoạt động kinh tế Hải Châu, không phải đám quan liêu suốt ngày cắm mặt ở văn phòng có thể so bì được. Nếu muốn thừa nhận sự thực bản thân không có tư cách so bì với Trương Khác thì quá khó, Tạ Kiếm Nam đành quay mặt đi, coi như không thấy Trương Khác. Dù trong lòng hắn biết Trương Khác chưa chắc đã được Lý Viễn Hồ ưa gì, nhưng lòng hư vinh ai chả có. Ai chẳng mong mỏi, ai chẳng ảo tưởng một tích tắc nào đó xếp ngang hàng cùng tình trường. Thì vệ trung biết rất nhiều chuyện giữa Trương Khác và Hứa Tư, nhưng vẫn chưa đủ, thấy y chào mình, định đi tới nói vài câu. Ai ngờ Hứa Thụy Bình đứng dưới mộc lâu chính là đợi Trương Khác, không dám tiến tới nữa. Người đứng đợi ở dưới nhiều như vậy, Trương Khác một mình đi lên đã đành, lại có thể gọi thêm hai người đi cùng. Ngay cả Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam còn phải ngoan ngoãn đứng đợi. Chương 527, thành tích chói lòa. Đây là phương lâu kết cấu hoàn toàn bằng gỗ xây giữa thời nhà Thanh, lúc mới xây nên là quán cờ nổi tiếng trong tỉnh, cuối thời Thanh có hai vị kỳ nhân là Diệp Vương. Vương Thiệu Văn dạy cờ ở đây, đó là thời cờ vây Hải Châu nổi danh nhất, cùng vài và đồ gốm Hải Châu được xưng là tam tuyệt. Thế kỷ Cẩm Hồ chúng tôi đầu tư vào đây 800 vạn tu sửa nó thành viện bảo tàng cờ đầu tiên tỉnh Đông Hải. Chẳng biết từ khi nào Thiệu Chí Cương đã treo quy hoạch ngõ Đan Tỉnh lên tầng 3 quán cờ, khi Trương Khác lên lầu thì hắn đang cầm bút giải thích phương án cải tạo với Lý Viễn Hồ, liền im lặng nghe hắn tiếp tục lừa gạt. Trừ viện bảo tàng cờ ra, thế kỷ Cẩm Hồ chúng tôi còn xây dựng quyên hiến miễn phí cho Hải Châu một viện bảo tàng vải, để tuyên truyền văn hóa của Hải Châu. Kiến trúc khác chúng tôi cải tạo thành khu dân cư cổ điển dung hòa hoàn mỹ giữa phong cách kiến trúc cổ và kết cấu hiện đại. Vì để thành phố yên tâm đưa cả ngõ Đan Tỉnh giao thế kỷ Cẩm Hồ chúng tôi cải tạo, kinh doanh, giai đoạn đầu chúng tôi cải tạo mấy tòa nhà với công năng khác nhau như quán bar, quán cơm. Vừa khéo lần này có cơ hội đem khoe với tỉnh trưởng. Mong được tỉnh trưởng xem xét xem công tác của chúng tôi bỏ sót chỗ nào không. Thế này thì hỏng hành trình đã an bài mất. Tô Giật Quần cúi đầu trao đổi nhỏ với Đường Học Khiêm, lúc an bài hành trình hắn cố gắng an bài thật nhiều nơi thể hiện chính thích của Chu Phu Minh. Đường Học Khiêm xuất thân nhà giáo, luôn mang chút phong cách quân tử cổ, chẳng thèm tranh chấp vô nghĩa với chúng làm gì, chuyện Thiệu Chí Cương chen ngang ông không ngờ, Tô Giật Quần tất nhiên khó chịu. Không sao. Chỉ cần 9 giờ sáng mai tôi kịp về tỉnh dự cuộc họp là được rồi. Lý Viễn Hồ nghe thấy lời của Tô Giật Quần liền nói một câu, ông ta bị kiến trúc cổ này thu hút rồi, nếu như hoàn toàn có thể làm đúng quy hoạch Thiệu Chí Cương nói, ngõ Đan Tỉnh sẽ thành điển hình khai phát thương nghiệp lẫn bảo hộ kiến trúc cổ. Ở tỉnh Đông Hải không chỉ có nơi đây tồn tại mâu thuẫn kiến thiết hiện đại hóa thành phố và bảo tồn di tích văn hóa, tầm nhìn này đám người chỉ nghĩ tới lợi ích đơn thuần như Tô Giật Quần sao có được, song ông ta quan tâm tới vấn đề khác nữa. Quay sang hỏi Đường Học Khiêm. Thế kỷ Cẩm Hồ và Cẩm Hồ có quan hệ gì? Đường Học Khiêm thấy Trương Khác đi lên, nói. Tỉnh trưởng sao không hỏi người đương sự? Mọi người liền quay đầu lại, Trương Khác xua tay nói. Không liên quan gì tới tôi, đây là thứ chú tôi bày ra, tôi cũng không biết là sao. Thường ngày tôi phải đi học, đâu rảnh tham dự chuyện của bọn họ. Y cũng không đi lên phía trước. Đường Học Khiêm liền giới thiệu Trương Chi Phi nãy giờ chưa có cơ hội lên tiếng. Đây là đồng chí Trương Chi Phi, em họ của Phó Thị trưởng Tân Vu Trương Chi Hành, công ty Hoành Viễn của đồng chí ấy 2 năm qua xây dựng tiểu khu Hoành Viễn,
giải quyết vấn đề nhà ở cho 3.000 hộ gia đình giải tỏa ở Tây Sa Điền, có đóng góp lớn cho thành phố. Chu Phu Minh, Tô Giật Quần tức lắm nhưng không bới móc được chút nào. Trương Chi Phi cười khiêm tốn, giới thiệu một số tình hình của thế kỷ Cẩm Hồ, hoàn toàn không liên quan gì tới Cẩm Hồ. Lý Viễn Hồ trước kia chưa nghe nói tới ngõ Đan Tỉnh và thế kỷ Cẩm Hồ, nhưng không xa lạ gì với Hoành Viễn. Ở trên tỉnh tôi đã được nghe về sự tích của thực nghiệp Hoành Viễn, tỉnh Đông Hải rất cần nhà doanh nghiệp có tinh thần xã hội như đồng chí tham gia kiến thiết địa phương. Lý Viễn Hồ đưa tay ra bắt tay Trương Chi Phi còn dừng lại một lúc cho phóng viên đi theo chụp ảnh. Quan hệ giữa Trương Chi Phi và Trương Chi Hành không trái quy định hữu quan của TW, dù lấy ánh mắt khắt khe nhất cũng không thể nói Hoành Viễn có gì không đúng. Thương nhân mưu lợi, đó là điều đương nhiên, nhưng ngoài mưu lợi ra, không quên cống hiến cho địa phương, thật không dễ dàng. Lý Viễn Hồ cần tỏ thái độ để tuyên dương quan điểm chính trị của ông ta, đồng thời cũng suy nghĩ có nên thay đổi hành trình không, tham quan tiểu khu Hoành Viễn sẽ cải thiện hình tượng thân dân của ông ta. Thành lập công ty cổ phần Hải Châu làm sống lại khoản lớn tài sản quốc gia, thay đổi diện mạo mấy chục quốc sĩ gần bờ vực phá sản, kinh tế khu vực quật khởi, danh tiếng thành phố dần nâng cao, đó là hào quang chính tích lấp lánh trên người Đường Học Khiêm. Nếu ông ta có quan hệ vững bên trên, nói không chừng đường thăng tiến đã trải rộng trước mắt lâu rồi. Cho dù Chu Phú Minh không chủ động lui về tuyến 2, tỉnh cũng xét tới việc gạt Chu Phú Minh đi nhường đường cho Đường Học Khiêm. Quan trường đúng là có quy tắc ngầm, nhưng quy tắc công khai cũng phải tuân thủ. Đằng sau chính thích của Đường Học Khiêm là ai? City cổ phần Hải Châu do Trương Chi Hành gây dựng, kinh tế thành Nam quật khởi có quan hệ lớn tới Cẩm Hồ. Giải tỏa Tây Sa Điền làm mâu thuẫn xã hội gay gắt có Trương Chi Phi chủ động gánh vác trọng trách nhà định cư. Lý Viễn Hồ và Trương Chi Hành có duyên gặp mặt vài lần, chỉ ấn tượng về một người cao gầy nho nhã, đậm chất thư sinh. Trương Chi Phi cao lớn, tinh lực tràn trề, ánh mắt toát lên vẻ tinh minh, khôn khéo của thương nhân, đều là những nhân vật kiệt xuất bất phàm, song vẫn kém Trương khác. Hành vi tạo thế ép mình phải nhượng bộ khiến Lý Viễn Hồ rất bất mãn, khi bắt tay Trương Chi Phi. Khóe mắt chú ý đánh giá Trương khác, ung dung tự nhiên, giống một học sinh đi thăm viện bảo tàng. Thiếu niên này thật đáng sợ. Lý Viễn Hồ chụp ảnh xong, nói với Trương khác. Sao cậu đứng xa thế, mau tới đây đi. Tựa như trước giờ hai người không hề có khúc mắc gì. Trương khác cười ngại ngùng. Tôi sợ ánh đèn làm chói mắt. Rồi còn dụi mắt. Gặp gió cũng không được, có thể khiến mắt bị bệnh. Lời quỷ quái thế mà y nói hết sức tự nhiên, đương nhiên lợi dụng tuổi tác thiếu niên ngây thơ. Tô Giật Quần thầm nghĩ, đồ vô lại, nhưng không thể lên tiếng trách mắng, với thanh thế của tập đoàn Ái Đạt hiện nay, hắn phải thức thời tránh xung đột trực tiếp. Lý Viễn Hồ cười không bận tâm, ông ta phải thể hiện khí độ như thế, nói nhỏ với Lục Văn Phu vài câu, Lục Văn Phu liền đi bảo các phóng viên thu máy ảnh lại, đồng thời khi viết báo cũng phải bỏ qua đoạn này. Bấy giờ Trương Khác mới đi tới. Giới thiệu Lý Minh Học và Lý Nghị Hoa. Trương Khác muốn đẩy Lý Nghị Hoa lên phía trước là xét tới khả năng chủ đề nói chuyện với Lý Viễn Hồ hôm nay có thể nhắc tới địa vị xí nghiệp dân doanh trong kinh tế quốc dân. Động lực hỗ trợ phát triển kinh tế dân doanh địa phương ở đâu? Bốn ngân hàng quốc hữu lớn bị ảnh hưởng của chính sách địa phương rất nhỏ, các xí nghiệp dân doanh khó kiếm được tài chính ủng hộ từ đó, vì thế làm sao phát huy ngân hàng thương nghiệp là điều quan trọng. Dừng chân ở quán cờ một lúc. Tiếp đó đi tham quan kiến trúc đã cải tạo xong của ngõ Đan Tỉnh, ngoài Phương Lâu, còn có bát cẩm chân của Trần Kỳ, quán ba Bích Hải Vân Thiên, và một trạch viện Cẩm Hồ chuyên dùng chiêu đãi khách quý. Nghe thấy tiếng từ trên cầu thang gỗ truyền xuống, người dưới lầu lập tức lấy tinh thần, đi tới gần cầu thang thêm vài bước, Tạ Kiếm Nam đứng ở một bên cầu thang, hắn kéo léo tính toán đợi Lý Viễn Hồ xuống lầu, tiếp xúc ánh mắt với ông ta, hắn tính tới cả bước đợi Lý Viễn Hồ đi qua. Khéo léo chiếm lấy một chỗ cùng tỉnh trưởng ra khỏi quán cờ, sau đó nút tiền cho phóng viên để khi đăng bài có ảnh hắn sóng bước ngang với ngài tỉnh trưởng. Nhưng đập vào mắt hắn trước tiên là đôi giày thể thao, Tạ Kiếm Nam ngớ người ra, ngẩng đầu lên thấy Trương Khác hai tay đút túi, đi xuống đầu tiên, Lý Viễn Hồ tụt lại phía sau nửa bước đang nghiêng người sang thì thầm gì đó với Đường Học Khiêm. Nhìn nụ cười của Trương Khác, Tạ Kiếm Nam rất khó chịu tránh ánh mắt của y. Nhưng phát hiện vị trí đang đứng khiến bản thân rơi vào cảnh rất khó xử, lùi ra, thành nhường đường cho Trương Khác, không lùi, lại thành chặn cửa cầu thang. Ở trên quan trường, vị trí ngồi hay đi đều mang ý nghĩa chính trị, là chuyện cực kỳ nghiêm túc,
Trương Khắc nhìn qua những người đứng dưới lầu một vòng, nhếch mép cười, chẳng phải đặc biệt cười nhạo Tạ Kiếm Nam đang đứng trước mặt mình với bộ mặt mong mỏi chuyển thành bối rối. Ý thức văn hóa quan trường tựa hồ ăn sâu tận xương tủy người dân trong nước rồi. Chương 528, bảo vệ môi trường. Thiếu niên luôn có đặc quyền, thi thoảng không tuân thủ quy tắc cũng không quá, Trương Khắc xuống cầu thang, hơi đứng sang bên nhường đường cho Lý Viễn Hổ đi trước, nhưng tay không rút khỏi túi quần, tụt lại đi cùng Đường Học Khiêm, chứ không nhường vị trí cho Tô Giật Quần, Chu Phú Minh ở đằng sau. Đám đông phía dưới trông có hơi lộn xộn dưới mộc lâu, thực chất người tinh mắt có thể nhìn ra được trật tự trong đó, mỗi người đều đứng chuẩn xác ở vị trí của mình, không tùy tiện chen lên phía trước, cũng không chịu tụt lại so với người khác. Thi vệ trung đứng cuối cùng đám đông, được góp mặt ở trường hợp này là ông đã thấy hài lòng lắm rồi, những người ở đây tùy tiện chọn lấy một ném ra, đều có thể đủ nặng làm Hải Châu thủng một lỗ lớn. Hai năm trước có mơ ông cũng không nghĩ tới ngày hôm nay, song ông ta lấy làm lạ Trương Khắc sao có thể đi ngang với Đường Học Khiêm, chỉ tụt sau Lý Viễn Hồ nửa bước. Ông ta tất nhiên biết y là con trai Trương Chi Hành, biết y có quan hệ mật thiết với Từ Học Bình, biết Trương gia có quan hệ với Cẩm Hồ, thế nhưng Chu Phú Minh, Tô Giật Quần, Lục Giật Quang, những người cấp bậc cao hơn cả Trương Chi Hành đều đi đằng sau lưng Trương Khắc, thì biết điều mình không biết vẫn còn rất nhiều. Khi đi vào Bát Cẩm Chân đội hình hơi thay đổi một chút, Thiệu Chí Cương đi lên phía trước dẫn đường. Phía Trần Kỳ được Thiệu Chí Cương an bài ổn thỏa, có điều Trần Kỳ thấy Trương Khắc cùng Lý Viễn Hồ, Đường Học Khiêm gần như sóng vai đi vào thì cảm thấy rất ngạc nhiên, ông ta chỉ biết Đường Thanh là con gái Đường Học Khiêm, còn thân phận cụ thể của Trương Khắc thì hoàn toàn không hay biết chút nào, Trần Phi Dung rất kín miệng, không lộ ra dù là người nhà. Trần Kỳ đi tới, đợi Thiệu Chí Cương giới thiệu. Đây là quán ăn nhà bạn học nha đầu nhà tôi mở. Thiệu Chí Cương chưa nói, Đường Học Khiêm chủ động giới thiệu cho Lý Viễn Hồ. Nhà đầu nhà tôi thường xuyên qua đây ăn trực, lúc nào cũng khen không ngớt miệng, tôi thì chưa được nếm thử, tỉnh trường, hay trưa nay chúng ta ăn cơm ở đây. Đồng chí là địa chủ, đồng chí nói sao tính vậy, nếu không phiền toái gì, thì an bài ở đây vậy. Lúc này Thiệu Chí Cương mới giới thiệu Trần Kỳ, để Trần Kỳ giới thiệu phong cách đặc sắc của Bát Cẩm Chân. Trần Tĩnh đi trong đám đông, cô gần như có thể khẳng định sau khi cải tạo, ngõ Đan Tỉnh sẽ là con ngõ nhỏ khiến người ta say lòng nhất, nơi này có phong vị nguyên sơ cổ kính, có con đường lát đá xanh lãng mạn, có mái ngói uốn cong, bức tường rêu phủ đầy mang trầm tích lịch sử. Khi cô nghe quan viên xung quanh thì thầm nói một đoạn ngõ Đan Tỉnh sẽ cải tạo thành khu dân cư hòa trộn hiện đại và cổ điển, phù hợp để sinh sống còn chưa có ấn tượng cụ thể, nhưng khi đi vào trạch viện Cẩm Hồ dùng tiếp đãi khách quý, Trần Tĩnh động lòng thật sự. Mặc dù hai căn nhà đầu tiên đều do Trương Khắc thuê người cải tạo, nhưng Thiệu Chí Cương mặt dày vơ hết vào công của thế kỷ Cẩm Hồ. Lý Viễn Hồ không chút do dự tỏ thái độ. Tôi rất mong đợi được thấy ngõ Đan Tỉnh sau khi cải tạo, lúc đó tôi sẽ tới Hải Châu truyền nữa. Ông ta không quên nói với Tô Giật Quần. Thị trưởng Tô, công tác này đồng chí phải quản lý tốt, cải tạo ngõ Đan Tỉnh thành công, không chỉ khiến quần thể kiến trúc cổ quanh đây có thể tham khảo, mà rất nhiều địa phương trong tỉnh cũng có thể tham khảo. Tô Giật Quần có chút thất vọng, thế là hắn không còn cớ, suy tính thận trọng, chỉ hoãn hạng mục cải tạo ngõ Đan Tỉnh nữa. Tạ Kiếm Nam sắc mặt âm trầm, hắn biết Trương Khắc muốn dùng ngõ Đan Tỉnh chinh phục Lý Viễn Hồ, hóa giải thái độ thù địch của Lý Viễn Hồ cưới Cẩm Hồ, mục đích cuối cùng là để Cẩm Hồ thoải mái phát triển kinh doanh theo ý muốn của y, chứ không phải phục tùng, tô điểm cho con số kinh tế, chính thích của quan trường. Tiếp đó tham quan khu thương nghiệp mới kề sát ngõ Đan Tỉnh, mặc dù ai cũng biết nếu nơi này kinh doanh thành công sẽ có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển kinh tế của Hải Châu, nhưng mọi người tựa hồ thích ở lại những trạch viện cổ kính tinh xảo của ngõ Đan Tỉnh hơn, cho dù là tòa nhà tổng bộ sau này của Cẩm Hồ cũng chỉ dừng chân chốc lát rồi quay về Bát Cẩm Chân ăn cơm. Khi ăn cơm, Lý Viễn Hồ, Lục Văn Phu và Thành Văn Khắc chủ nhiệm Ủy ban Thương mại tỉnh ngồi bàn chính. Vị chủ nhiệm này vì chuyện Đào Hành Kiện và Trương Khắc phá hỏng chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải với Samsung nên lòng mang oán hận. Phía Hải Châu có Đường Học Khiêm, Tô Giật Quần, Trương Khắc, Trương Chi Phi tiếp đãi. Trương Chi Phi vì là chú Trương Khắc, y ngồi bàn chính không thể để chú ngồi bàn phụ, nên mới được một suất này. Sau khi ăn cơm xong, Lý Viễn Hồ vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm với Trần Kỳ, để lại dấu tích của ông ta ở nơi đây. Lý Viễn Hồ đoán được mục đích của Trương Khắc là gì? Tiếp đó tham quan tiểu khu Hoành Viễn, tới khu công nghiệp giấy Trấn Tân Kiều, tham quan công trình mở rộng kỳ 2 của Tân Quang.
Nếu như đã là nhà máy giấy lớn nhất tỉnh Đông Hải, vì sao không tiến thêm một bước thành tập đoàn giấy lớn nhất Hoa Đông? Lý Viễn Hồ lại nhớ tới chuyện không vui, nhưng nhịn không nhắc tới, mà hỏi chuyện Tân Quang vay từ Nhật khoản tiền bằng 80 triệu đô la Mỹ. Có phải cậu được gợi ý từ bài viết Kinh tế Đông Nam Á ẩn chứa nguy cơ tài chính của Bộ trưởng Diệp Chăn Dân không? Vâng, thưa tỉnh trưởng, tôi đúng là có nghĩ tới nhân tố này, Đông Nam Á là nơi xuất cảng sản phẩm công nghiệp lớn nhất của Nhật Bản, kinh tế Đông Nam Á khó khăn, tỷ giá đồng yên sẽ tụt xuống. Trương Khắc giải thích. Đương nhiên, bỏ qua nhân tố này, khoản vay Nhật Bản cũng có lãi suất thấp hơn trong nước, chỉ có thủ tục hơi rắc rối, yêu cầu hạng mục đầu tư cũng nghiêm ngặt hơn. Lý Viễn Hồ gật đầu, không có thái độ gì. Tới nhà máy Chân Quang do Chu Du phụ trách giảng giải thiết bị xử lý nước thải tiên tiến nhất thế giới mà Tân Quang mới đưa vào, phải để Lý Viễn Hồ thấy Tân Quang không tiếc đầu tư cực lớn vào bảo vệ môi trường. Đầu tư bảo vệ môi trường với xí nghiệp mà nói không có mấy hiệu ích kinh tế, ngoài số tiền đầu tư lớn, còn phải liên tục đầu tư quản lý duy trì rất tốn kém, cơ bản là đầu tư không lãi, nhưng chúng tôi chấp nhận, đó là trách nhiệm xã hội mà xí nghiệp nên có. Cũng là nguyên tắc căn bản xí nghiệp có thể phát triển lâu dài, số nước này sau khi xử lý gần như đạt được tới tiêu chuẩn nước uống. Để nghiệm chứng lời Chu Du, Chu Phục còn lấy cốc múc nước uống một ngụm, nói. Không hề có mùi lạ. Trương Khắc chào thua, cho dù biết nước xử lý xong có thể đạt tiêu chuẩn uống được, nhưng tận mắt nhìn thấy ao nước đen kịt ô uế chưa qua xử lý, y tuyệt đối không dám uống, đây đúng là khảo nghiệm năng lực tâm lý của con người. Thông qua Tô Giật Quần, Tạ Kiếm Nam được xem kế hoạch thư hạng mục làm bột giấy của Tân Quang, trong đó đề xuất rõ ràng, đảm bảo cung ứng nguyên liệu gỗ phải có tiền đề không tổn hại hệ sinh thái thiên nhiên trong tỉnh và tỉnh xung quanh. Cải cách mở cửa gần 20 năm, hy sinh hoàn cảnh sinh thái, thậm chí hy sinh lợi ích một bộ phận, chiếm cứ trào lưu chính trong tư duy kinh tế trong nước. Có lẽ hạng mục bột giấy có thể gây nên áp lực hệ thống sinh thái yếu ớt trong tỉnh, nhưng không phải không chấp nhận được. Trương Khắc đưa Lý Viễn Hồ xem thiết bị xử lý nước đắt tiền của Tân Quang, cho ông ta biết, Cẩm Hồ tạm hoãn hạng mục bột giấy là xét tới hoàn cảnh môi trường, chứ không phải là cái cớ. Tạ Kiếm Nam thì chỉ nghĩ Cẩm Hồ quyết tâm không muốn bị tỉnh dắt mũi, để được phát triển theo ý chí của mình, hắn không tin Trương Khắc có trách nhiệm xã hội gì, tất cả chỉ vì lợi ích. Nhưng chẳng phải trước kia chính hắn nghĩ Trương Khắc lập hạng mục bột giấy chỉ vì mục đích chính trị, lấy lòng từ học bình sao? Không phải Tạ Kiếm Nam tự mâu thuẫn với bản thân, mà thù hận của hắn với Trương Khắc, làm hắn không thể tỉnh táo đánh giá chính xác việc làm của đối thủ nữa, nếu hắn không nhận ra, đón đợi hắn mãi mãi chỉ là thất bại và thất bại. Trần Tĩnh lặng yên không nói, cô trầm tư liếc nhìn Trương Khắc đứng một bên như tất cả không liên quan gì tới mình, y tỏ ra rất nhàn nhã, khó tưởng tượng được một doanh nghiệp vì môi trường mà bỏ ra một cái giá đắt như thế. Chương 529, vẫn chưa vừa lòng. Xe từ khu công nghiệp giấy đi ra, Lý Viễn Hồ đã hoàn toàn hiểu ý đồ của Trương Khắc, Cẩm Hồ không có kế hoạch lập hạng mục giấy trong thời gian gần. Trên đường tới trường học quốc tế Hải Dụ, Lý Viễn Hồ gọi Tô Giật Quần lên xe. Lúc vị phó giám đốc của Tân Quang múc nước thải qua xử lý uống, phóng viên tranh nhanh chụp ảnh. Lý Viễn Hồ cảm khái nói. Truyền thông nước ngoài luôn phê bình doanh nghiệp trong nước vì theo đuổi phát triển hy sinh môi trường. Trong nước gần như không tìm được một dòng sông nào sạch sẽ, đem ảnh này ra bịt miệng bọn họ cũng tốt. Mặc dù có chút coi thường việc làm của Tân Quang, nhưng trong xe toàn là nhân vật chính trị thành thục, nên không ai lên tiếng phê bình. Quốc vụ viện từ năm 93 đã hạ quyết tâm cải tạo xí nghiệp, bảo vệ hoàn cảnh. Tô Dân Quần đón ý nói. Có điều bẻ cong quá mức cũng không tốt. Lục Văn Phu hỏi. Chúng ta có nên đánh tiếng với phóng viên? Không nên tuyên truyền cho Tân Quang không? Đối với Lục Văn Phu mà nói, không hề có vấn đề phe phái, ở vị trí của hắn, không có đường lựa chọn. Bỏ đi, dù sao cũng là chuyện đáng ra sức đề xướng, loại chuyện này mà cũng đánh tiếng, những phóng viên đó sẽ nhìn tỉnh ra sao? Lý Viễn Hồ phất tay, nhìn ra ngoài cửa, đằng xa là tượng sơn phủ trong lớp sương mờ, ông ta quyết tâm không quản chuyện này nữa. Một khi để truyền thông tuyên truyền Tân Quang đầu tư môi trường, là ngầm thừa nhận Cẩm Hồ trì hoãn hạng mục bột giấy. Tô Giật Quần leo lên được vị trí này là nhớ đoán ý lãnh đạo, thấy nét mặt của Lý Viễn Hồ có chút u uất, cười thầm, nhìn bề ngoài có vẻ Cẩm Hồ thẳng rồi, nhưng khúc mắc này trong lòng Lý Viễn Hồ không hề tan đi. Đội xe đi qua vườn Bách Thảo, tiến vào trường học quốc tế Hải Dụ,
Tạ Vãn Tình cùng nhân viên quản lý của trường đều đứng đợi ở cổng. Hơn một năm qua, Tạ Vãn Tình dần làm mờ vai trò chủ đạo ở Cẩm Hồ, đem đại bộ phận tinh lực đặt vào trường học. Lý Viễn Hồ xuống xe, bình tĩnh nhìn quả phụ khả năng là người phụ nữ giàu có nhất trong tỉnh, đã trở mặt với người nhà, đúng là rất đẹp, ăn mặc tới cử chỉ đều đoan trang tao nhã, hẳn do cô ta dung túng, mới khiến Trương Khác có cơ hội lập nên một Cẩm Hồ chói lọi như vậy. Mấy năm qua ở trong nước trường học quý tộc xuất hiện không ít, ở tỉnh Đông Hải cũng có, nhưng tất cả đều lấy lợi nhuận làm mục đích, còn việc đầu tư bất kể chi phí như Tạ Vãn Tình là tuyệt đối không hề có. Hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy đầu tư vào trang thiết bị, còn phương thức và quan niệm giáo dục hoàn toàn khác biệt trong nước không thể nhìn ra. Trường quốc tế Hải Dụ thành lập cũng không phải công khai chiêu sinh, thời gian đầu chỉ nhận con cháu nhân viên hệ thống Cẩm Hồ, đương nhiên công nhân viên bình thường khó trang trải nổi chi phí đắt đỏ về giáo dục của trường. Cẩm Hồ muốn chiêu mộ nhân tài đỉnh cao trên toàn thế giới phải suy nghĩ chu toàn cho gia đình họ, tuyệt đại đa số cha mẹ sẵn lòng vì giáo dục con cái mà nhượng bộ ở công việc, mà gia đình các phần tử trí thức trong nước lại lo lắng về hiện trạng giáo dục trong nước. Nghe Tạ Vãn Tình giới thiệu tiền cảnh trường học, Lý Viễn Hồ lòng máy động, quay đầu sang nhìn thiếu niên ít nói lười nhác ngồi bên cạnh, ánh mắt thì đảo loạn khắp nơi. Cẩm Hồ vì công nhân viên mà suy tính thật lâu dài. Ồ! Trương Khác hơi giật mình, mỉm cười nói. Có phải do tôi nghĩ ra đâu, đoàn đội Cẩm Hồ rất giỏi quy hoạch tương lai, có điều chẳng có gì không tốt, có chồng Ngô Đồng mới gọi được Phượng Hoàng tới mà. Có một số điều kiện thành phố chưa có, Cẩm Hồ phải ưu tiên suy nghĩ cho công nhân viên, trừ trường học ra còn đầu tư xây dựng một khu dân cư lớn, để những người đi làm xa nhà an cư lạc nghiệp. Xét tới mức độ phát triển sau này của Cẩm Hồ, khu dân cư này phải dung nạp mấy vạn người mới đủ. Trước đó Ái Đạt hết Tạo Thanh Thế, lại mua bất động sản, còn hợp tác với đơn vị sự nghiệp ở Bắc Kinh, làm Lý Viễn Hồ sinh suy đoán Cẩm Hồ đem tổng bộ chuyển tới Bắc Kinh. Lý Viễn Hồ sợ Trương Khác nổi tính ương ngạnh của thiếu niên, không ra bài theo quy tắc, đây mới là mục đích chuyến đi của ông ta. Nhưng tới đây thì Lý Viễn Hồ hơi yên tâm một chút rồi. Khu công nghiệp Trấn Ích Long là trạm cuối cùng của Lý Viễn Hồ trong chuyến đi Hải Châu. Đội xe trước đó đi qua khu phong cảnh Tượng Sơn, qua vườn Bách Thảo rồi tới trường học Hải Dụ Sa Hoa, nên đến con đường cũ trung tâm Trấn Ích Long, trông những căn nhà hai bên đường thật cũ nát lạc hậu. Mấy năm trước khi tôi vừa tới Huệ Sơn, từng đến Hải Châu giao lưu học tập, cũng từng ăn cá nơi này, nên có chút ấn tượng, mấy năm qua biến hóa tựa hồ không lớn. Trên xe Lý Viễn Hồ vẫn là Tô Giật Quần, Lục Văn Phu và Cao Chân. Lý Viễn Hồ không mời Đường Học Khiêm ngồi cùng xe, đó chính là một thái độ. Trước đó có kế hoạch lập trấn mới, bọn họ muốn tách ba trấn Tân Kiều, Tượng Sơn, Ích Long ra lập khu khai phát thứ hai, nhưng tạm gác lại chưa bàn. Tô Giật Quần mỗi lần tới đây đều đi qua đường lớn phía đông, chưa lần nào tới con đường cũ này, nhưng vẫn nắm rõ tình hình. Tô Giật Quần muốn duy trì nguyên trạng hơn, vì lập khu khai phát là ý tưởng của Đường Học Khiêm, hắn không muốn làm nổi bật chính thích của ông. Cho dù muốn lập khu khai phát mới thì cũng phải kéo dài thêm 1-2 năm nữa, lúc đó mới có lợi cho hắn. Cẩm Hồ muốn đầu tư khu dân cư ở gần đây cho công nhân viên, đại khái cũng liên quan tới quy hoạch này. Lục Văn Phu nói một câu công bằng. Lý Viễn Hồ suy tính, khu dân cư dung nạp hơn vạn người chiếm diện tích 1000 mẫu trở lên, như thế ắt liên hệ với quy hoạch thành trấn mới, nếu không khó xây được một khu dân cư riêng dễ có cơ sở hoàn thiện được. Như vậy Trương Khác đã đem quy hoạch phát triển của Cẩm Hồ với khu khai phát mới liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu như tỉnh không ủng hộ thành lập khu khai phát mới, như vậy Cẩm Hồ phát triển ở Hải Châu sẽ kém đi rất nhiều. Tô Giật Quần nghe Lục Văn Phu nói vậy thì hơi cau mày lại, nhưng không nhìn ra ý kiến của Lý Viễn Hồ với sự kiện này ra sao, cho nên hắn nhịn không nói gì. Tới khu công nghiệp điện tử, đoàn người Lý Viễn Hồ đi thăm trung tâm nghiên cứu đang xây dựng của Khoa Vương trước tiên, đây là kiến trúc 12 tầng, cao nhất khu công nghiệp, nhanh nhất phải 2 tháng nữa mới đi vào sử dụng. Thời gian eo hẹp, Lý Viễn Hồ phải tranh thủ rời Hải Châu trước 8 giờ tối, nên tham quan Ái Đạt cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Đây vốn là nơi ông ta định xem cho cẩn thận, nhưng cuối cùng sức cùng lực kiệt, thị sát qua loa xong chẳng còn tâm tư giao lưu thân thiết với công nhân viên, an bài ăn cơm luôn ở nhà ăn tổng hợp của Ái Đạt. Trước bữa cơm Lý Viễn Hồ chúc rượu có nói. Kinh tế Hải Châu 3 năm qua có bước phát triển dài, phương châm phát triển hết sức khoa học, kinh nghiệm tổng kết kịp thời. Tôi hy vọng tương lai Hải Châu tiếp tục phát triển theo phương châm định sẵn.
Trong mắt người khác có lẽ đây chỉ là lời lẽ hình thức, nhưng những người am hiểu nội tình nghe ra ám thị, không chỉ uy hoạch thị chính, Cẩm Hồ có thể tiếp tục đi tới theo ý chí của bản thân. Trong ánh mắt tựa hồ rất nhiệt thành của Tô Dật Quần, thực chất xen lẫn nhiều tình cảm phức tạp, dựa theo phương châm phát triển trước kia thì làm sao hắn có chính tích sánh với Đường Học Khiêm được. Trong nhiệm kỳ của mình, hắn có làm tốt đến đâu thì đại bộ phận công lao vẫn tính vào Đường Học Khiêm, hắn không cam tâm. Có qua có lại, Tô Tân Đông đại biểu Ái Đạt tuyên bố công ty đã định sẵn quy hoạch phát triển của năm 97, Ái Đạt thành lập công ty hữu hạn vi điện tử Ái Đạt thử nghiệp và đóng gói thành phẩm chip bán dẫn và công ty hữu hạn điện tử giáo dục Ái Đạt phục vụ sản phẩm điện tử tính chất giáo dục. Mặc dù Tô Tân Đông trình bày triển vọng hai công ty mới này có khả năng đạt được doanh thu đột phá mức 4 tỷ của điện tử Ái Đạt năm ngoái, nhưng tổng đầu tư mới 200 triệu, cách kỳ vọng của Lý Viễn Hổ quá xa. Hôm nay dừng ở đây. Mọi người nhớ xem phần in tức nhé. Chương 530, không tin nữa. Ăn tối xong trực tiếp đưa Lý Viễn Hồ và quan biên trên tỉnh tới đường cao tốc, Trương Khắc ngồi trong xe Đường Học Khiêm, nói. Cuối cùng vẫn để tỉnh trưởng Lý mang thất vọng rời đi. Chúng ta đúng là không phải thuận dân rồi. Ha ha, đôi khi đành phải chịu thôi. Đường Học Khiêm bình tĩnh cười. Khi Lý Viễn Hồ rời đi không hề che giấu vẻ mệt mỏi trên nét mặt, đại khái phản ánh thất vọng trong nội tâm ông ta. Có lẽ ông ta cho rằng mấy ngày trước cháu ở Bắc Kinh nhắc tới hạng mục khu khoa kỹ chẳng qua là cái danh nghĩa tính chất chính trị, cho nên hôm nay căn bản không nhắc tới một lời. Chắc vậy, tóm lại có thể tiếp tục phát triển theo phương châm định sẵn là chuyện tốt. Đường học viên chẳng hề kỳ vọng sĩ đồ của mình có thể tiến xa, ông chỉ mong Hải Châu có thể phát triển trình tự tốt đẹp. Không vì ai đó mà làm loạn đường lối, lãng phí tài nguyên, lỡ cơ hội, cho dù bị Lý Viễn Hồ giữ khoảng cách cũng chẳng sao. Lý Viễn Hồ không hề quay đầu lại nhìn xe đằng sau, ông ta biết Trương Khác và Đường Học Khiêm ngồi trong chiếc xe đó, ông ta đang suy nghĩ thái độ như gần như xa của Đào Tấn với Cẩm Hồ, không cố ý xa cách cũng không cố ý coi trọng. Có lẽ mình quá gấp rồi. Lý Viễn Hồ đúng là coi sự kiện Cẩm Hồ lần này như một nguy cơ chính trị trên sĩ đồ của ông ta để xử lý. Hướng gió ở TW đang âm thầm chuyển biến, thái độ với kinh tế phi công hữu khác hẳn trước kia, Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông công khai bày tỏ ủng hộ cạnh tranh công bằng giữa công hữu và phi công hữu, xúc tiến lẫn nhau, đây chính là trọng tâm tranh luận TW trong 2 năm qua. Tập đoàn Ái Đạt là xí nghiệp dân doanh nổi danh nhất trong nước hiện tại, định sẵn là được quan tâm ở mức độ nào đó, Lý Viễn Hồ không hề muốn xử lý không thỏa đáng lưu lại ấn tượng không tốt với cấp trên. Nếu bị cho rằng là chính trị không thành thục, đó sẽ là đả kích chí mạng mới sĩ đồ của ông ta. Đương nhiên trong lòng Lý Viễn Hồ không phải không có oán hận, hôm nay ông ta không mời Trương Khắc hay Từ Học Khiêm ngồi cùng xe, đã tỏ rõ điều đó. Lý Viễn Hồ điều chỉnh tư thế, mắt lướt qua kính chiều hậu, gặp phải ánh mắt đang dò xét mình của Tô Dật Quần, hắn vờ như không có gì tránh đi, Lý Viễn Hồ giật mình, ông ta không muốn tâm tình của mình bị hắn lợi dụng, cau mày nói. Sau khi xuống xe anh nói với Đường Học Khiêm một tiếng, tôi sẽ bỏ thời gian ra nghe ý kiến của thành phố Hải Châu về việc kiến thiết khu khai phát công nghiệp thứ hai. Lý Viễn Hồ lựa chọn ủng hộ Đường Học Khiêm, Tô Dật Quần thất vọng ra sao khỏi nói cũng biết, nhưng hắn vẫn phải cực lực khống chế không để lộ ra ngoài. Lục Văn Phu nghe Lý Viễn Hồ nói thế mặc dù rất muốn quay đầu lại xem cái mặt Tô Dật Quần ra sao, song vẫn nhịn được, hoàn cảnh của hắn bây giờ cũng chẳng tốt hơn Tô Dật Quần. Hắn chỉ được rời khỏi chính phủ tỉnh, khỏi phải vất vả sinh tồn giữa khe hở. Lý Viễn Hồ 50 tuổi leo lên cấp chính bộ, tiền đồ chính trị rộng mở, nhưng Trương Khác trừ trí tuệ ra thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Diệp Chăn Dân lần này đại biểu Diệp ra công khai ủng hộ Cẩm Hồ, nếu không Lý Viễn Hồ sao chịu thỏa hiệp nhanh như thế. Hai thế lực này vì sao không hợp tác mà cứ nhất định phải đối kháng với nhau chứ? Là do lòng tự tôn không bỏ thể diện xuống được của Lý Viễn Hồ. Hay Trương Khác hoài nghi ông ta có liên quan tới việc Từ Học Bình bị điều chức. Lục Văn Phu đoán không ra, nên không dám tùy tiện có hành động, nếu không hắn sẽ thành vật hy sinh. Tới cửa đường cao tốc, cáo biệt quan viên Hải Châu, Lục Văn Phu đặc biệt chạy tới bắt tay Trương Khác rồi quay trở lại xe, 8 giờ đoàn xe rời Hải Châu. Rời khỏi đường cao tốc, Lý Viễn Hồ bảo Cao Chân đưa Thành Khắc Văn về nhà, còn ông ta tiễn Lục Văn Phu. Trước kia anh tiếp xúc với Trương Khác. Cậu ta để lại ấn tượng thế nào với anh? Thưa tỉnh trưởng, trước kia tôi có tiếp xúc với cậu ta vài lần, nhưng không trò chuyện mấy, cậu ta rất khách khí lịch sự, khéo léo chững chạc, có
có thể cảm giác được là một người rất biết chừng mực. Lục Văn Phu cố gắng nhớ lại ấn tượng với Trương Khác rồi cẩn thận miêu tả ra. Lý Viễn Hồ không cố ý giữ uy nghiêm tỉnh trưởng với Lục Văn Phu, hai tay đang sau đầu, dùng một thái độ thoải mái trò chuyện. Tôi đã đọc tài liệu về tai nạn của con trai tỉnh trưởng Từ, dám ở dưới tình huống đó ôm lấy cô bé cứu ra đúng là cần một dũng khí không tầm thường. Một thiếu niên như vậy, dù tuổi nhỏ cũng dễ được người ta tín nhiệm. Khi đó cậu ta mới 16 tuổi phải không? Ông ta có ý gì? Muốn hóa giải hiềm khích với Cẩm Hồ sao? Dù tỉnh trưởng đại nhân tỏ ra thân thiện, Lục Văn Phu không dám thả lỏng, nghĩ rồi nói. Vâng, năm nay cậu ta mới 19 tuổi, rất nhiều chuyện khó tưởng tượng được Phó Thị trưởng Trương lại yên tâm để một thiếu niên lỡ cỡ đi làm. Dung túng. Lý Viễn Hồ nói xong lại thấy không thích hợp. Trương Chi Hành là một người rất giỏi khai thác nhân tài, Lý Minh Học của City cổ phần Hải Châu, chủ tướng của Diệu Vân Trì, nghe nói cả năng lực, nhiệt tình đều rất cao. Đôi khi tôi rất kỳ vọng muốn xem cha con họ có thể đi tới bước nào. Đây mới là nguyên nhân Lý Viễn Hồ từ bỏ. Lục Văn Phú nghĩ thế thì hơi đơn giản, nhưng chắc chắn một điều rằng ông ta đang kiếm cớ để tự bản thân xuống nước, nói. Vâng, hai cha con họ đều rất xuất sắc, song có cảm giác không vững chắc lắm, Ái Đạt nhờ vào Tiêu Vương phất lên, nghe nói lực độ tuyên truyền thị trường cũng rất mạnh. Vững chắc ư? Lý Viễn Hồ xoa cằm, thái độ không rõ ràng lắm. Cách tân thị trường luôn đáng được cổ vũ mà. Lục Văn Phu không thử thăm dò suy nghĩ nội tâm của Lý Viễn Hồ nữa, nghĩ cứ thuận theo giọng điệu của ông ta, bảo thủ một chút, cho dù có chỗ không nhất trí, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Lần này tập đoàn Ái Đạt thành ngôi sao ở Bắc Kinh rồi, trong nước chưa có doanh nghiệp nào ngay một lúc tung ra 800, 900 triệu nghiên cứu kỹ thuật, Ái Đạt đúng là có quy mô nhất định, nhưng bỏ chừng ấy tiền ra nghiên cứu kỹ thuật, thật sự làm người ta khó tin. Lý Viễn Hồ hơi nhướng mày lên. Có lẽ là như vậy. Chuẩn xác mà nói thì Lý Viễn Hồ nửa tin nửa ngờ về tính chân thực của hạng mục khu khoa kỹ Cẩm Hồ, dù thế sau khi tận mắt chứng kiến Tân Quang đầu tư bảo vệ môi trường, ông ta cũng tin Cẩm Hồ không phải thuần túy lấy cái cớ bảo vệ môi trường đối phó với mình, tâm tình hơi thoải mái một chút. Nhưng có vết xe đổ là hạng mục bột giấy, ông ta tuyệt đối không để bản thân vào thế bị động. Tô Giật Quần không có gan che giấu lời Lý Viễn Hồ ủy thác hắn chuyển cho Đường Học Khiêm. Nói Lý Viễn Hồ hy vọng được nghe ý kiến của Hải Châu về khu khai phát công nghiệp thứ hai. Đường Học Khiêm hơi bất ngờ, ông lo Lý Viễn Hồ ủng hộ Tô Giật Quần làm bừa làm bậy ở Hải Châu, như thế ông sẽ rất đau đầu, cho thấy Lý Viễn Hồ là người có suy tính chính trị thành thục, không mang tình cảm cá nhân vào trong công việc, đây là kết quả tốt nhất rồi. Đường Học Khiêm lập tức quyết định ngày mai mở cuộc họp thường ủy, cố gắng làm kế hoạch hoàn thiện nhất, trên đường về nói với Trương Khác. Cẩm Hồ là xí nghiệp chủ thể của khu khai phát thứ hai, hay ngày mai cháu tham gia cuộc họp. Đầu tư tiền kỳ của khu khai phát thứ hai đa phần hy vọng vào Cẩm Hồ. Cháu sẽ phái Thái Phi Quyên tới, đầu tư kỳ hai nhà máy Tân Quang tính tới hôm nay đã gần 700 triệu rồi, sau này còn tiếp tục mở rộng sản lượng. Bên Ái Đạt cũng sẽ tiếp tục lập hạng mục, chỉ là hơi nhỏ, nếu thuận lợi cũng được 1,1 tới 1,2 tỷ. Hạng mục khu khoa kỹ ban đầu cháu muốn đặt ở Hải Châu. Đám Tô Tân Đông đều cười cháu, nhớ chuồng, nghĩ lại thì cũng cần có thứ an ủi tỉnh trưởng Lý, nên cháu chuẩn bị làm lớn ở kiến nghiệp. Trương Khác trình bày kế hoạch của mình, để hai bên tiện phối hợp. Được 1,1 tới 1,2 tỷ là tốt rồi, người của cục mời gọi đầu tư không thể ăn không ngồi rồi được, khu khai phát năm ngoái mời gọi đầu tư chưa được 1 tỷ, năm nay không có đột phá thì bác cho về nhà làm ruộng hết. Đường Học Khiêm gật đầu. Bác cũng không ra nhiệm vụ cho cháu, Cẩm Hồ nên lấy phát triển tốt đẹp làm ưu tiên suy nghĩ đầu tiên, doanh nghiệp lớn mạnh là điều không dễ dàng. Cẩm Hồ thực sự phát triển lên có lợi cho Hải Châu rồi. Chương 531, lừa đảo. Xe đi vào nội thành, mở cửa kính ra nhìn thấy thị vệ Trung vẫn ngồi trong xe Lý Minh Học đi theo, Đường Học Khiêm phất tay với bảo họ, bảo bọn họ về thẳng nhà, không cần chào hỏi gì. Trương Khác thấy Đường Học Khiêm nhận ra thị vệ Trung hơi giật mình. Không biết ông có biết thi vệ Trung là cậu của Hứa Tư không, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thời gian còn sớm, Trương Khác theo về tới nhà Đường Học Khiêm. Cách kỳ thi đại học còn 3 tháng nữa, cho dù đã quyết định ra nước ngoài du học, Đường Thanh vẫn cứ muốn tham gia thi đại học, chuyện ra nước ngoài còn chưa đâu vào đâu, không thể để cả hai phía đều lỡ làng được. Mấy trường đại học ở Hong Kong đều không có học bổng đặc biệt cho học sinh nội địa.
Đường Thanh muốn đi du học, lại không muốn cách xa trường khác, thấy y lén lút thò đầu vào, cầm tài liệu giới thiệu trường đại học ở Hong Kong, làm bộ muốn ném y. Về từ khi rồi mà giờ mới vác cái mặt tới. Đừng, đừng, mình bị ba bạn kéo đi làm cu li suốt một ngày, bạn không biết mình vất vả thế nào đâu. Trương Khắc che lấy mặt đi vào, ngồi sát với Đường Thanh trên cùng một cái ghế, đặt cằm lên vai cô nàng, nói. Trước kia không có không đại biểu năm nay không có, Cẩm Hồ lập tức quyên mọt khoản tiền cho Đỡ Ết Hong Kong, đủ học bổng cho bọn họ tuyển 10 học sinh từ nội địa, điều bạn cần làm bây giờ là đi tranh 10 hạn ngạch này. Ngày 28 tháng 3, kiến nghiệp mưa bụi, sáng sớm từ nhà đi ra, cảm giác như cả đất trời bao phủ trong màn sương mù lãng đãng. Lý Viễn Hồ tới tòa nhà chính phủ, xử lý xong việc khẩn cấp thì Lục Văn Phu đem bản fax từ Hong Kong vào. Hong Kong trở về là sự kiện chính trị trọng đại nhất trong nước, Lý Viễn Hồ nhân lúc công việc ít, đứng dậy duỗi mình cho đỡ mỏi, cầm lấy bản fax đi ra trước cửa sổ lất phất mưa xuân đứng đọc. Ồ, hôm nay thực nghiệp Gia Tín Phát tuyên bố tăng cổ phiếu sát nhập. Lý Viễn Hồ vừa xem vừa hỏi. Theo quy định của tỉnh, hôm nay bọn họ có thể đưa ra công bố này rồi. À, chuyện này có báo cáo chi tiết hơn không? Dựa theo điều lệ chính sách tạm thời, chỉ cần chính phủ địa phương và ủy ban chứng giám trong vòng 20 ngày không đề xuất dị nghị về phương án lên thị trường chứng khoán hải ngoại tức là đã phê chuẩn. Lục Văn Phu đi tới giúp Lý Viễn Hồ lật mấy tờ giấy đằng sau. Tôi đã bảo nhân viên trú tại Hong Kong fax toàn bộ nội dung công bố của thực nghiệp Gia Tín cho tỉnh trưởng. Lý Viễn Hồ rất hài lòng với công tác của Lục Văn Phu, nhưng chức vị thư ký trưởng chính phủ không phải chỉ cần mỗi năng lực công tác. Thực nghiệp Gia Tín và Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hong Kong đưa ra công bố, lấy giá mỗi cổ phiếu 4,6 đô la HK, phát hành 821 triệu cổ phiếu mới, dự kiến huy động 3 tỷ 776 triệu đô la HK, mua 72% cổ phần của Ái Đạt. Đồng thời phát hành 319 triệu cổ phiếu cho Việt Tú, dùng để mua 28% cổ phần của Ái Đạt trong tay Việt Tú. Ngày 26 tháng 4, thực nghiệp Gia Tín sẽ cử hành đại hội cổ đông đặc biệt để thẩm duyệt phương án này. 3.8 tỷ đây chắc là khoản tài chính lớn nhất doanh nghiệp nội địa kiếm được từ thị trường chứng khoán Hong Kong rồi. Lý Viễn Hồ chỉ khẽ cảm khái một câu, không nói gì nhiều. Một khi phương án này thực thi thành công, Ái Đạt không thẹn trở thành doanh nghiệp nổi tiếng nhất trong nước. Báo tài chính Hong Kong còn có một tin tức liên quan tới Ái Đạt. Lục Văn Phu nhắc khẽ. Ở trang thứ hai, Trần Tín Sinh hôm qua đại biểu cho Ái Đạt ký hiệp nghị hợp tác với Đại học Hong Kong, sẽ tài trợ cho họ xây dựng trung tâm khai phát sản phẩm. Lý Viễn Hồ khơi lên hứng thú, mau chóng lật tới trang sau. Lại 50 triệu nữa. Ông ta nhớ Ái Đạt đầu tư trung tâm khai phát sản phẩm ở Bắc Kinh cũng là 50 triệu. Cẩm Hồ không phải đi lừa đảo toàn thế giới đấy chứ. Lục Văn Phu không rõ ý tứ của ông ta, dè dặt nói. Chuyện này khó nói lắm, mấy ngày trước Chu Du của Tân Quang tới tỉnh báo cáo công tác, tôi có gặp anh ta, nghe anh ta nói Cẩm Hồ còn thành lập trung tâm nghiên cứu ở Chiba Nhật Bản, Xi'an Hàn Quốc, không phải chỉ mỗi trong nước. Thế sao? Lý Viễn Hồ từ ngày ở Hải Châu về rất ít khi chủ động hỏi tới chuyện của Cẩm Hồ. Lúc đó tôi chỉ nói qua loa với Chu Du ở đường đi, không nói kỹ, tôi hoài nghi có cần thiết phải lập trung tâm nghiên cứu ở nhiều nơi như thế không, trước đó bọn họ còn mua công ty ISS để làm cơ sở nghiên cứu ở thung lũng Silicon Mỹ. Lý Viễn Hồ sực nhớ. À phải, tôi bảo anh tìm hiểu tình hình Cẩm Hồ mua ISS, kết quả ra sao rồi? Sau khi T và C, Q Liên Hợp đưa ra chip giải mã mới, đầu tư nghiên cứu của ISS thành vô nghĩa, đối diện nguy cơ phá sản, bị Cẩm Hồ mua lại với giá 1 triệu đô la Mỹ. Chỉ 1 triệu USD thôi à? Lý Viễn Hồ hơi lạ, động tĩnh của Cẩm Hồ tại Bắc Kinh, Hong Kong lớn hơn nhiều. Không chỉ thế, bọn họ còn nộp đơn xin Cục Quản lý Ngoại hối tỉnh gửi vào tài khoản ISS 20 triệu đô la Mỹ, dùng để đưa vào dây chuyển sản xuất và kỹ thuật sản phẩm. Lục Văn Phu cố gắng ủng ngữ khí bình thản nói, tránh dùng từ tác động bởi tình cảm. Lý Viễn Hồ ngồi im không nói, tay cầm bản fax, mắt hướng ra màn mưa ngoài trời. Buổi sáng thực nghiệp Gia Tín phát ra công bố, cổ phiếu dừng ở mức 4.6 đô la HK ở mức treo bảng, buổi chiều khôi phục lại giao dịch, cổ phiếu tăng vọt lên 5,5 đô la HK. Phía bên Hong Kong cung mưa,
nhưng nhiệt độ ấm áp hơn ở kiến nghiệp nhiều. Trương Khắc ngồi trong văn phòng chuyên môn chuẩn bị cho y, chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi, nhàn nhã ngắm mưa, tính xem tạnh mưa rồi nên đi đâu chơi. Đám Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa thì khẩn trương theo dõi cổ phiếu dao động trên màn hình. Khắc thiếu gia tựa hồ không lo lắng gì thì phải. Cát Minh Tín nói. Về lý luận cổ phiếu không đạt tới giá mà chúng ta muốn, phương án sẽ chết non. Có gì mà phải lo? Trương Khắc lắc đầu. Con người tôi cái gì có thể thiếu chứ, tự tin hơi dư thừa một chút, mà so với việc đi lo cái chuyện chúng ta không thể khống chế được, chẳng thà tập trung vào công việc khiến nó hoàn mỹ hơn. Cách đại hội cổ đông còn một tháng nữa thôi, phải lợi dụng cho tốt. Phải lợi dụng ra sao? Phó Gia Tuấn hỏi, Việt Tú hiện là đại cổ đông của Thực Nghiệp Gia Tín, mặc dù về quan hệ cổ phần thì Trương Khắc chẳng còn liên quan gì tới Việt Tú nữa. Nhưng bọn họ vẫn tin Trương Khắc là người thực sự khống chế Việt Tú, tức là ông chủ đằng sau của Thực Nghiệp Gia Tín. Nửa năm trước tôi nghĩ địa vị của Ái Đạt ở ngành đầu địa trong thời gian ngắn khó mà bị xô đổ được, sau đó liên hợp với 7 doanh nghiệp tung ra siêu cấp VCD, khiến nó trong thời gian ngắn chiếm lĩnh được thị trường, đặc biệt ở thị trường đang phát triển càng được coi trọng. Dù phương án tăng cổ phần cần được đại hội cổ đông thông qua, nhưng cuối cùng cổ phiếu bán ra ngoài, như thế chỉ tiền đồ tươi sáng thôi vẫn không phải hiện thực. Chúng ta phải làm chút thành tích ở thị trường Đông Nam Á khiến nhà đầu tư tin tưởng. Hả? Tôn Thượng Nghĩa ngạc nhiên. Trước kia cũng chính cậu kiến nghị tạm thời trì hoãn hành động ở Đông Nam Á cơ mà. Khoa Vương lợi dụng sức ảnh hưởng của điện tử Gia Tín tại Đông Nam Á ra sức khai thác thị trường, làm ra cái thế muốn đá văng Ái Đạt khỏi Đông Nam Á, tình hình này kéo dài, sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của các nhà đầu tư vào Ái Đạt. Trương Khắc đặt tay lên môi. Trầm ngâm xem nên dùng từ ngữ nào hình dung cho thích hợp. Cho nên chúng ta phải triển khai thế công ở Đông Nam Á, lần tuyên truyền này, tôi hy vọng nó giống như một trận bão nhiệt đới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, càn quét khắp cả vùng Đông Nam Á, trong vòng một tháng phải có được ảnh hưởng rộng khắp và con số tiêu thụ tốt đẹp ở Đông Nam Á. Tiến vào thị trường Đông Nam Á là điều bọn họ muốn từ lâu, Phó Gia Tuấn bắt đầu suy tính tới việc cụ thể. Phương thức tuyên truyền thị trường chủ yếu là dựa vào giờ quảng cáo hoàng kim, Khoa Vương đã chiếm hết giờ hoàng kim trong một quý triển khai oanh tạc quảng cáo rồi, dù chúng ta có tiền cũng không mua được giờ quảng cáo hoàng kim nữa. Chương 532, chiều mưa ở Hồng Kông. Ồ, quảng cáo oanh tạc trong suy nghĩ của tôi không phải như thế. Trương Khắc lắc đầu, phương thức quảng cáo oanh tạc là do y truyền cho Lưu Minh Huy, nhưng xem ra hắn chưa học đến nơi đến chốn rồi. Mua quảng cáo giờ hoàng kim chi phí quá cao, mà chúng ta phải khống chế chi phí thị trường, cho nên phải tìm cách khác. Tôi kiến nghị Thực Nghiệp Gia Tín lập tức mua thật nhiều thời gian quảng cáo rác của các DTH nhỏ, một số DTH thậm chí đem tất cả thời gian buổi sáng ra phát quảng cáo, phần đông cho rằng khoảng thời gian này không có giá trị gì, nhưng thế nào cũng có những người mất ngủ buồn đời bật TV lên đốt thời gian. Buổi chiều nhàm chán, rạng sáng lười nhác, trong ấn tượng người bình thường. Người làm việc nghiêm túc không trốn ở nhà xem quảng cáo. Nhưng với các bà nội trợ, lại là khoảng thời gian rảnh nằm nhà xem TV tiêu khiển, chính là thời cơ phát quảng cáo, không phải những ông chồng cả ngày tối mặt kiếm tiền là khách hàng của chúng ta, chính bà nội trợ mới là khách hàng đầy tiềm năng. Rất ít có nghiên cứu đánh giá nghiêm túc về quảng cáo thời gian rác, nên chỉ cần với giá rẻ, có thể mua vô số đoạn quảng cáo rác, tiến hành tuyên truyền quảng cáo kiểu bom trải thảm, với tôi đó mới là oanh tạc quảng cáo thực sự. Hứa Tư chăm chú nhìn Trương Khắc, lúc này y tinh thần phấn chấn, hừng hực khí thế, chàng trai nhỏ này khiến cô mê đắm chính từ cái đó. Tuyên truyền quảng cáo như thế à? Phó Gia Tuấn xoa cằm suy nghĩ, những lời ngắn gọn của Trương Khắc có rất nhiều tin tức cần tiêu hóa. Tôi nghĩ đây là phương án đáng để thử. Tôn Thượng Nghĩ gật gù. Vì sao Ái Đạt không dùng phương án này thay cho quảng cáo Tiêu Vương? Lấy mục đích phổ biến thương hiệu thì quảng cáo thời gian rác là phương án thích hợp, còn để nâng tầm thương hiệu thì lại không trợ giúp được mấy. Trương Khắc giải thích. Đám tinh anh marketing của phòng thị trường Ái Đạt hưởng mức lương hàng đầu cả nước không thể không làm việc có tính kỹ thuật một chút, nếu chẳng phải tình thế của chúng ta ở Đông Nam Á không có chút quẫn bách tôi cũng lười động não. Mặc dù Thực Nghiệp Gia Tín bị Trương Khắc gò ép trong việc khai thác thị trường Đông Nam Á nhưng thách thức thị trường không tệ. Tuy là nói chúng ta không coi Khoa Vương là đối thủ cạnh tranh cuối cùng, nhưng hiện thời đúng là cần áp chế Khoa Vương khuếch trương ở Đông Nam Á. Trần Tín Sinh có thói quen vừa nói vừa cầm bút vẽ những hình vô nghĩa trên giấy.
Ái Đạt sau khi xác định địa vị không thể lay động ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp đầu đĩa khác mặc dù cũng tích cực tiến vào thị trường Đông Nam Á, nhưng không có lợi thế như của Khoa Vương Nhớ Điện Tử Gia Tín, nên động tác chậm chạp, khiến thị trường Đông Nam Á dần nóng lên sau Tết làm Khoa Vương hưởng lợi lớn nhất, hình thành uy hiếp không nhỏ tới Ái Đạt, mặc dù đây chỉ là uy hiếp trong thời gian ngắn, không thể làm dao động địa vị thị trường của Ái Đạt, nhưng ảnh hưởng lớn đến lòng tin của các nhà đầu tư vào Ái Đạt trong khoảng thời gian này. Thế công quảng cáo thời gian này, cũng là tuyên truyền cho phương án tăng cổ phiếu sát nhập, là mấu chốt khiến phương án được thuận lợi thực thi. Trần Tín Sinh đưa ra tổng kết. Tôi tin, các doanh nghiệp đầu đĩa khác qua một thời gian chuẩn bị cũng sẽ mau chóng kiếm được đường tiến quân vào thị trường Đông Nam Á, lúc đó ở Đông Nam Á sẽ khơi lên cuộc chiến quảng cáo, chúng ta đi trước một bước chiếm cứ tiên cơ cũng là có lợi. 4 giờ chiều, Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong kết thúc một ngày giao dịch. Cuối cùng cổ phiếu thực nghiệp Gia Tín dừng ở giá 6 đô la HK một cổ phiếu, tăng 12%. Nhưng quan trọng là biểu hiện trong một tháng nữa, đám Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức có vẻ không được tự tin lắm. Đợi mọi người rời khỏi văn phòng, Trương Khắc đứng dậy, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cửa kính ngưng tụ một lớp hơi nước, làm cảnh sắc bên ngoài hơi mơ hồ, nhưng có thể nghe thấy rõ tiếng mưa rơi lích xích không ngừng. Trương Khắc thầm nghĩ tới cơn bão tài chính sắp ập đến. Biết bao nhiêu người phải lưu lạc đầu đường xó chợ, dù y có muốn ra sức bù đắp nhưng sức lực quá nhỏ chẳng làm gì nổi, ngay Diệp Chăn Dân cũng bị đám kinh tế học chủ lưu chửi mắng cho tối tăm mặt mũi, đành cố sức trong phạm vi có thể. Hứa Tư nhìn bóng lưng gầy làm cô ngày đêm nhung nhớ lúc này có chút nặng nề, đi tới nắm tay y, khẽ hỏi. Lại làm sao thế, đang nghĩ gì? Đây là một con sông. Trương Khắc đưa tay ra vẽ một đường trên tấm kính phủ hơi nước. Hiện ra bức tranh tàn khuyết của tòa nhà cao tầng dưới cơn mưa. Mỗi con người đều vùng vẫy trong đó, nhưng luôn bị dòng nước cuốn đi. Đột nhiên nói một câu như vậy, chắc Hứa Tư chẳng hiểu ra sao, chính y cũng bật cười. Thành phố này phồn hoa tấp nập, khiến nhiều người quên đường về, cho dù ngày mưa u ám, thành phố này cũng đầy phong tình khác lạ. Em đang nghĩ cơ sở của sự phồn vinh đó là gì, là đá hoa cương hay là nắm cát? Khi sự phồn vinh đó sụp đổ, con người ta sẽ ra sao? Khẽ ôm lấy vòng eo của Hứa Tư, để cơ thể mềm mại của cô dựa vào lòng mình, hôn lên cánh môi hồng, vẻ quyến rũ của Hứa Tư làm tâm hồn người ta sao động. Đi với em thích ngày mưa ở thành phố này. Trong một con ngõ nhỏ không tên sạch sẽ ít người, ở góc rẽ gần phố có dựng một lều bạt, đây là quán bar nhỏ nhất mà Trương Khắc biết, dưới bạt che mưa bày hai cái ghế tròn, quầy bar bằng gỗ đặt sát ngưỡng cửa. Hướng gió vừa hợp, Trương Khắc và Hứa Tư ngồi trên ghế, đưa chân ra đón lấy giọt mưa tí tách, ngửi hơi thở mùa xuân của Hong Kong, thưởng thức rượu vang Úc. Nếu ở Hải Châu có một quán bar như vậy thì tốt quá. Hứa Tư mơ mộng nói. Chị thì cái gì hay cũng muốn đem về Hải Châu. Trương Khắc đưa tay ra vuốt mũi Hứa Tư. Người trong nước sống quá vội vàng, cho nên trong nước quán cà phê, quán bar đều là thứ xa xỉ. Một lý rượu vang Úc ở đây chỉ tốn 10 đô la HK, so với thu nhập bình quân của người Hong Kong, tuyệt đối có thể gọi là rẻ mạt. Một cô gái xinh đẹp đi qua, tới ngõ bị gió lùa đẩy ô nghiêng đi, cô gái vội vàng giữ lấy, đồng thời cô cũng nhìn thấy hai người quen. À, tôi cũng đang nghĩ hoàng hôn sau mưa ngồi đây uống lý rượu vang, ngắm mưa nhất định là hết sức lãng mạn. Trần Tĩnh tay cầm ô, tha thướt đứng trong mưa, đẹp như thủy tiên mới trồi lên khỏi mặt nước. Tươi cười nhìn Trương Khắc và Hứa Tư. Không có hai người nhanh chân giành trước rồi. Cô cũng ở Hong Kong sao? Quán bar sát phố này chỉ có hai cái ghế, Trương Khắc đứng dậy nhường chỗ cho Trần Tĩnh. Tôi tới Hong Kong 5 ngày rồi, hôm kia ngồi xe đi qua đây, nhìn thấy quán bar này. Hôm nay rảnh rỗi, đột nhiên muốn tới ngồi ngắm mưa, không ngờ gặp mọi người. Trần Tĩnh đặt cặp tài liệu lên quầy bar, treo ô vào móc bên cạnh. Đưa tay vén lọn tóc quăn màu nâu ra sau, khuôn mặt tinh tế, ánh mắt chứa xuân tình, cô mặc bộ váy công sở, eo bó gọn, ngực nhô cao, cực kỳ gợi tình. Bạt che mưa không lớn, Trương Khắc đành đứng giữa Hứa Tư và Trần Tĩnh, ngửi hương thơm cơ thể truyền tới từ hai tuyệt mỹ giai nhân, y chẳng ngại ngần đứng gần Hứa Tư, quay sang nói với Trần Tĩnh. Có hai mỹ nhân thế này, thì bất kỳ ngày mưa ở đâu cũng có phong tình đặc biệt. Mặc dù quán bar nhỏ xíu chịu có hai cái ghế, nhưng chủ quán tóc hoa dâm vẫn ăn mặc đồng phục pha rượu tiêu chuẩn, cầm một cái ly thủy tinh đặt trước mặt Trần Tĩnh, nhưng lại nói với Trương Khắc.
Chàng trai, thật hâm mộ cậu đấy, có hai cô bạn gái như hoa như ngọc thế này, không biết bao người qua đường tức chết. Ha ha, nhớ lại năm xưa tôi cũng cùng lúc quen biết mấy mỹ nhân, đây đúng là phúc phận người khác hâm mộ cũng chắc nổi. Trương Khắc cười lớn. Cháu cũng có phúc phận này à? Trần Tĩnh cười không phủ nhận, nhìn chủ quán rót rượu rất nho nhã, nói. Bác trai hiện giờ cũng rất khiến các cô gái trẻ yêu thích đấy. Chủ quán dù tóc hoa râm, nhưng mặt rất có tinh thần, đường nét tuấn nhã, mở quán bar ở chỗ này hẳn cũng phải là người phóng khoáng đa tình, nam nhân như thế khi trẻ nhất định được các cô gái yêu thích. Chủ quán lắc đầu. Chữ tình quá tổn thương người khác, đời này tôi đã khiến người khác tổn thương, cũng khiến bản thân tổn thương. Chuyện tình cảm có hoan lạc, có bi thương, người yêu nhau luôn cảm khái thời gian hoan lạc quá ngắn ngủi, để lại quá nhiều không gian bi thương. Tôi nghĩ người yêu nhau sao không chuyên tâm hưởng thụ ngọt ngào lúc hoan lạc, phải biết rằng, một tình cảm hoàn mỹ chính là phần ngọt ngào mà mình cảm nhận được, còn về phần bi thương là gì, hoàn toàn có thể bỏ đi. Chương 533, giống hệt nhau. Đó là lý luận ái tình của bác sao? Trần Tĩnh nhận lấy lý rượu, nghi hoặc hỏi. Cháu thấy khó hiểu quá. Chàng trai này trong mắt cô là tình nhân hoàn mỹ. Chủ quán nổi hứng nói chuyện, chỉ hai cô gái nói. Trong mắt tiểu thư xinh đẹp này cũng là tình nhân hoàn mỹ, chẳng lẽ tiểu thư xinh đẹp này có thể vì bên cạnh chàng trai đã có cô làm bạn liền đi nhấp nhận một tình cảm miễn cưỡng khác sao? Tình cảm hoàn mỹ luôn độc nhất vô nhị, nhưng đôi khi thi thẳng lại trùng nhau. Bác trai, nhất định khi còn trẻ bác là tình nhân hoàn mỹ trong lòng rất nhiều cô gái. Hứa Tư cười tinh nghịch. Trong lòng người khác tôi có hoàn mỹ không thì tôi không biết, nhưng tình nhân hoàn mỹ trong lòng tôi lại chọn gả cho người khác, tôi mở quán ba nơi này chỉ mong cô ấy đi qua thi thoảng ngồi lại uống một ly rượu. Đôi khi cô ấy cũng cùng chồng ngồi xuống chiếc ghế tròn này ngắm tịch dương, còn tôi hưởng thụ cảm giác hoan lạc được thấy cô ấy. Chủ quán đưa mắt nhìn xa xăm, giọng đầy xúc cảm. Trương Khắc lấy một ly rượu ở góc quầy ba, rót rượu nói. Cháu mời bác ly rượu, vì quán ba hoàn mỹ này. Lại thêm một lần rượu nữa, tới khi người đi đường đông dần, Trương Khắc trả tiền 8 ly rượu vang rồi đi. Chi nhánh Khoa Vương tại Hong Kong cách đây hai con đường, Trương Khắc và Hứa Tư đi dạo không có mục đích, liền đưa Trần Tĩnh về công ty trước. Trần Tĩnh tay cầm ô, nhớ lại nụ cười của chủ quán ba, mắt cười như vầng trăng cong. Đúng là một ông già thú vị, hôm nào rảnh tôi lại mời mọi người tới đó uống rượu. Tôi rất mong đợi. Trương Khắc tay cầm ô che cho Hứa Tư, nhìn Trần Tĩnh đi về tòa nhà văn phòng, do dự một lúc rồi gọi cô lại. Trần Tĩnh nghi hoặc quay người. Có chuyện gì không? Đang nhẽ tôi không nên lắm mồm. Trương Khắc chân thành nói. Khoa Vương mở rộng quá mạnh ở Đông Nam Á là chôn xuống nguy cơ, có một số quan điểm, tin rằng các vị khó chấp nhận được. Nhưng tôi vẫn nhắc Khoa Vương chú ý vấn đề tiền mặt và các khoản phải thu, tôi không hề có ác ý đâu. Trương Khắc, Hứa Tư đang chào tạm biệt Trần Tĩnh dưới sân, đột nhiên nghe tiếng còi xe inh ỏi, quay đầu lại thấy một chiếc Ferrari vàng đang ầm ầm lao tới, người đi đường hốt hoảng né tránh. Trương Khắc cau mày ghét nhất những kẻ lái xe đắt tiền ra vẻ oai phong, nắm tay Hứa Tư và Trần Tĩnh kéo sang bên nhường đường, chiếc Ferrari không giảm tốc độ chút nào, song không ngờ nó đột nhiên phanh xe. Đuôi xe theo quán tính quay ngang quét sang, dừng lại cách mũi chân Trương Khắc 3,4 cm. Cát Ấm Quân thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, bỏ kính ram xuống, cười đắc ý. Tôi chỉ muốn thử tính năng phanh của chiếc xe mới này thế nào, không làm anh sợ chứ hả? Cả tư thế và vẻ mặt đều hết sức tiêu sái. Trương Khắc gạt nước mưa bắn lên mặt, nhưng y phục đã bị ướt hết rồi, 2 năm trước Tạ Kiếm Nam cũng chơi trò này với Hứa Tư. Hai đứa chúng nó đúng là đồng môn. Thực sự Trương Khắc không hề cảm thấy trò này hay ho chút nào, huống chi Cát Ấm Quân không có tư cách đùa với y, thấy trên khuôn mặt trắng mịn của Hứa Tư cũng bị nước phắt lên, đưa tay ra lau cho cô, nhìn khuôn mặt cười cợt của Cát Ấm Quân, siết nắm đấm lại, nhưng rồi buông ra, lạnh lùng nói. Ở Hong Kong anh cũng là người có thân phận, có cần khiến bản thân thành khó coi như vậy không? Nói với Phó Tuấn phát hiện sự cố từ xa chạy lại. Một đám giống hệt nhau, làm người ta phát ngán, hiện giờ tôi là người có thân phận rồi, không thèm chấp loại người thế này nữa. Phó Tuấn thấy Trương Khắc và Hứa Tư không sao liền yên tâm, nhân lúc Cát Ấm Quân không chú ý, đấm một phát vào mắt hắn, nhưng không dám dùng sức, sợ cậu ấm này không chịu nổi,
xốc cổ hắn kéo ra, đưa tay vào trong xe lấy chìa khóa ném vào khe cống. Trương Khắc buông tay ôm eo Hứa Tư ra, đi tới nhìn con mắt sưng vù của Cát Ấm Quân, đầu bị Phó Tuấn chẹt ở cửa sổ xe, không nhúc nhích được, khuôn mặt điển trai vặn vẹo vì giận, đưa tay tháo cái kính râm của hắn ra, ném vào đống rác bên cạnh. Tôi thấy đeo kính râm lái xe rất ảnh hưởng tới an toàn giao thông, Hồng Kông nên có quy định lái xe cấm đeo kính râm rồi. Phất tay bảo Phó Tuấn buông hắn ra. Cát Ấm Quân vốn đang đi xe vào trong sân, thấy Trương Khắc và Hứa Tư đứng nói chuyện với Trần Tĩnh, hắn chỉ muốn bêu xấu Trương Khắc trước mặt hai vị mỹ nhân, hắn từng nghe tới tác phong dã man không vừa lòng là lập tức ra tay của Trương Khắc, nhưng nghĩ ngay ở địa bàn, việc gì phải sợ. Ai mờ ngờ tên vệ sĩ giống như cái bóng kia đứng ở một bên, vừa xảy ra chuyện là xông tới, không hề do dự cho mình một đấm nổ đom đóm mắt. Hai bảo vệ trước tòa nhà nhìn thấy có động tĩnh vội chạy tới, mặc dù nhận ra Cát đại thiếu gia, nhưng người xung quanh đều vây lấy quát mắng Cát Ấm Quân lái xe hung bạo, hai tên bảo vệ không dám nói gì, chỉ đề phòng Phó Tuấn tiếp tục đánh người, Cát đại thiếu gia mà bị đánh thêm cái nữa thì họ cũng mất việc. Trần Tĩnh mắt trợn tròn tức giận, nếu đổi lại là người không quen biên, cô sớm đã tóm lấy cổ áo cho hai mũi giày cao gót vào người, lúc này chỉ có thể quát. Anh lái xe như thế đấy à, không thấy có cả bà mẹ bế con nhỏ kia hay sao? Họ không tránh kịp thì thế nào? Cát Ấm Quân chỉ mong sớm rời khỏi hiện trường, chìa khóa bị Phó Tuấn ném xuống cống, hắn đành che mặt nhờ hai bảo vệ yểm hộ trốn vào trong nhà, không có gan quay đầu lại trừng mắt dọa dẫm hay nói một câu gỡ thể diện. Chẳng lẽ mình lái xe chưa đủ nhanh, chưa đủ đáng sợ, sao thằng đấy có thể bình tĩnh như thế? Khi Cát Ấm Quân biểu diễn kỹ thuật lái xe luôn chú ý phản ứng của Trương Khắc, ban đầu Trương Khắc chỉ nghĩ xe phóng nhanh qua, không hề ngờ đuôi xe đột nhiên quét ngang, nếu đổi lại là người khác sẽ kinh hoàng lùi lại đằng sau, hoặc tránh sang bên, vậy mà vừa rồi Trương Khắc trong tích tắc kéo Hứa Tư ra sau bảo vệ, đồng thời còn lo lắng nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh đương nhiên nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng cô chẳng kịp hưởng thụ chút ngọt ngào vừa tràn ra từ sâu trong nội tâm, vội vàng xin lỗi thay cho Cát Ấm Quân. Trương Khắc nhếch mép nói. Đâu có liên quan gì tới cô, vừa rồi cô cũng sợ giật mình còn gì, con người tôi hình như xung khắc với xe hay sao ấy, tháng trước ở Bắc Kinh cũng vì loại chuyện này xung đột với người ta. Thời buổi này người ta thích lấy xe sang ra khoe oai phong, đáng tiếc tôi không tán thưởng loại người nó. Chắc là Tạ Kiếm Nam không kể cái chuyện bị đập xe ở Hải Châu cho Trần Tĩnh nghe, người khác cũng không làm chuyện chọc giận hắn này, nhưng Trương Khắc thì tâm tư không đơn thuần như thế, nói tiếp. Ngay cả chút ân oán giữa tôi và Tạ Kiếm Nam cũng vì chuyện này mà ra, động tác nguy hiểm này chắc bọn họ cùng học khi du học nước ngoài. Trần Tĩnh xin lỗi liên tục. Thi thoảng ở chỗ đất chống luyện tập một chút, còn ở nơi đông người mưa gió thế này thì quá đáng lắm rồi. Cô cũng không cần xin lỗi, có xin lỗi cũng phải là hắn. Trương Khắc nhặt ô lên, hàn huyên vài câu rồi cùng Hứa Tư rời đi, lần này Phó Tuấn không dám cách quá xa, theo ngay sau bọn họ. Trần Tĩnh nhìn Trương Khắc và Hứa Tư rẽ qua góc đường mới về công ty, tới trước phòng giám đốc của Cát Ấm Quân gõ cửa, không đợi trả lời đã đẩy cửa đi vào, thấy thư ký của hắn đang cầm đá ấp lên cái mắt bị Phó Tuấn đánh sưng vù. Cát Ấm Quân thấy Trần Tĩnh mặt âm trầm đi vào, nhớ lại cảnh thảm hại vừa rồi, quay mặt đi, bảo thư ký ra ngoài. Tôi cho rằng hành vi của anh hôm nay quá bốc đồng vô lễ, biết rõ thân phận của đối phương còn làm như thế, chỉ mang lại ảnh hưởng xấu tới công ty. Tôi sẽ báo cho hội đồng quản trị chuyện này, xử lý ra sao để họ quyết định. Trần Tĩnh đanh mặt nói xong câu này bỏ đi ngay, không thèm thừa lời. Chương 534, cơn giận giả tạo. Tôi. Cát Ấm Quân lời nói bị nghẹn trong cổ họng không thoát ra được, mắt đau nhức không chịu nổi, giận dữ gạt phăng hết đồ trên bàn xuống, một lúc sau bình tĩnh lại mới gọi thư ký sợ tới tái mặt vào thu dọn. Điện thoại gian ngoài vang lên. Thư ký chạy ra nghe rồi nối máy vào bên trong nói với hắn là Tạ Kiếm Nam gọi tới, Cát Ấm Quân không ngờ Trần Tĩnh đem chuyện nói ra thật, đang nghĩ phải ứng phó với những lời trách mắng của Tạ Kiếm Nam ra sao, không ngờ Tạ Kiếm Nam thoải mái nói với hắn. Ấm Quân, chuyện này anh đừng chấp với Trần Tĩnh nhé. Cái thằng Trương Khắc có hung hăng lắm, giờ anh đã thấy rồi chứ. Nhưng mà phải thừa nhận hiện Cẩm Hồ thế lực quá mạnh, thằng nhãi đó không coi ai ra gì là chuyện hiển nhiên. Mấy ngày trước tỉnh trưởng Lý tới Hải Châu thị sát, mà thằng đó còn dám vênh váo. Chúng ta cứ đợi đi, rồi sẽ đến lúc nó nếm đủ. Cát Ấm Quân không quá ngu, hắn biết Tạ Kiếm Nam nói thế là vì còn cần Cát ra để đối phó với Trương Khắc,
không cần Tạ Kiếm Nam nói thế hắn cũng không định dễ dàng bỏ qua cho Trương Khác. Có điều Cát Ấm Quân thầm khinh bỉ con người Tạ Kiếm Nam, nói vậy nếu mình có lôi ả Trần Tĩnh lên giường chắc hắn cũng không dám nói gì, ít nhất là ở thời điểm này. Nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, Trần Tĩnh đâu phải cô gái nhà tầm thường cho hắn muốn làm gì thì làm. Mặc dù bị chuyện vừa rồi phá ngang, nhưng tâm tình dạo phố của Trương Khác và Hứa Tư chẳng hề mảy may suy chuyển, vào một cửa hàng thời trang gần đó mua y phục thay, tiếp tục che chung một cái ô, tay trong tay dạo phố. Hứa Tư đột nhiên hỏi. Nếu đổi lại là Trần Tĩnh ở bên cậu lúc đó, phản ứng đầu tiên của cậu có kéo cô ấy ra đằng sau không? Cô ấy sống chết thì kệ chứ. Trương Khác rất vô lương tâm nói, biết làm sao được, chắc đa phần nam nhân trong tình cảnh của y sẽ đều trả lời như thế. Chị Vãn Tình đúng là nữ nhân thành thục hấp dẫn khó cưỡng nổi phải không? Sao, chị nói cái này làm gì? Trương Khác giật mình, cẩn thận quan sát nét mặt của Hứa Tư, không thấy cái gì khác lạ, nhưng y không dám lơi lỏng. Tôi nghĩ nếu khi đó là Trần Tĩnh, cậu cũng không hề do dự bảo vệ cô ấy trước tiên phải không? Hứa Tư dịu dàng cúi đầu xuống. Cậu không cố ý lấy lòng, cũng rất dễ khiến các cô gái say mê. Cậu và chị ấy lại ở bên nhau lâu như vậy, chị ấy không thể không bị cậu hấp dẫn, cậu cũng không thể cưỡng lại phụ nữ đẹp như vậy. Chủ quán ba nói rất đúng, tôi cũng phải biết hưởng thụ niềm vui mới được. Rồi nói thêm một câu nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy. Ở bên cậu, tôi thực sự rất hạnh phúc. Buổi tối Trương Khác mời thêm Trần Tín Sinh, Phó Gia Tuấn tới quán ba Thiện Miêu gần Trung Hoàn uống rượu, mưa tới tận giờ vẫn chưa ngớt. Khắp đường phố Trung Hoàn tràn ngập mùi ẩm ướt. Quán ba Thiện Miêu dùng lan can chạm chỗ ngăn ra thành từng khu vực nho nhỏ, dàn loa đang phát bài Tuyết Bên Biển của Giang Đại Nhi. Đây là bài hát tuyên truyền thông qua DTH, chất giọng trong sáng của cô làm người ta tưởng tượng ra cảnh tuyết lất phất rơi bên bờ biển, lạnh nhưng lãng mạn, có điều ở quán ba cao cấp thế này lại đi phát âm nhạc DTH, đúng là hơi lạ. Tôn Tĩnh Hương và Hứa Tư, Hứa Duy, Giang Đại Nhi và người chế tác âm nhạc của bọn họ ở bàn bên. Phó Tuấn cũng ngồi cùng họ. Hứa Duy đến Hồng Kông, ban đêm Trương Khác không còn cơ hội ở cùng Hứa Tư nữa, đành hẹn mọi người cùng ăn cơm, sau đó uống rượu mà thôi. Tôn Tĩnh Hương ghé người qua, đưa di động cho Trương Khác. Tĩnh Mông tìm cậu đấy. Hả? Trương Khác không biết Tôn Tĩnh Mông đột nhiên tìm mình làm gì. Không hiểu con bé này nghe đâu ra hành động oai hùng của cậu hôm nay, không phải tôi nói với nó đâu đấy. Tôn Tĩnh Hương vội gạt bỏ liên quan. Nó hỏi cậu lần sau có thể đấm Cát Ấm Quân một phát ngay trước mặt nó không, như thế ân oán của nó và cậu sẽ xóa bỏ hết. Vớ vẩn. Trương Khác nhận lấy điện thoại của Tôn Tĩnh Hương, nói. Này cô, tôi và cô chỉ có oán không có ân, cũng không phải cô nói xóa là xóa được, cú đấm kia là do Phó Tuấn đấm, giờ tôi là người có thân phận địa vị, sao có thể ra tay với lưu manh đầu đường xó chợ. Nếu không cô nghe Phó Tuấn nói kỹ cho cô biết. Bọn họ tới đây mới kể chuyện xung đột với Cát Ấm Quân, Tôn Tĩnh Mông đang nghe được tin gọi điện tới rồi, Hồng Kông thật là nhỏ. Trương Khác nói ba hoa một hồi với Tôn Tĩnh Mông rồi trả điện thoại cho Tôn Tĩnh Hương, quay sang Phó Gia Tuấn nói. Phương án thảo luận chiều này tốt nhất làm thật mạnh vào, để người của Khoa Vương hiểu lầm là đắc tội với tôi nên mới bị phản kích, như thế thì càng vui. Trần Tín Sinh cười ha hả. Vậy bọn chúng sẽ vĩnh viễn không đoán ra trong lòng Khác Thiếu Gia tính toán gì. Lúc này Khoa Vương chẳng chịu nổi một đòn, kéo cả Gia Tín vào mới thú vị một chút. Trương Khác nhún vai. Cũng chẳng phải là tôi hiếu chiến, nhưng thiếu cạnh tranh thì thật nhàm chán. Nếu trước mặt anh một bên là một cái hồ phẳng lặng, gió êm nắng chói, còn một bên là hải dương đầy đá ngầm, gió buốt sóng gầm, vậy anh chọn bơi hướng nào? Trần Tín Sinh gật gù hỏi lại. Khác Thiếu Gia muốn nói hồ nước cuối cùng sẽ cạn chứ gì. Trương Khác thở dài. Nói chuyện với anh mất hẳn cái thú làm hồi hộp. Phó Gia Tuấn là người nghiêm túc, chuyên tâm vào công việc, trầm ngâm nói. Vậy phương án chiều nay tốt nhất là động thủ ngay, nhưng làm thế chúng ta không có thời gian lập phương án tỉ mỉ, dự toán rất khó khống chế. Các anh cứ thực thi ngay đi. Trương Khác phất mạnh tay nói. Tôi đã định ra phương án đại thể từ lâu rồi, trước đó chẳng qua sợ lấy ra làm ảnh hưởng tới đường lối của các anh, giờ thời gian eo hẹp lấy ra dùng tạm cũng được. Còn trong quá trình chấp hành thì chúng ta có thể tùy thời điểm bổ sung sửa đổi, dự toán cứ dư giả một chút,
quá 1-20 triệu có thể tính tập đoàn Ái Đạt trợ cấp cho tổng đại lý làm tuyên truyền thị trường. Đây vốn là phương án xác định trước khi xung đột với Cát Ấm Quân để phối hợp với phương án tăng cổ phiếu sát nhập, nếu lập tức thi hành, sẽ khiến đám người Cát Ấm Quân sinh ra nhầm lẫn. Mục đích cuối cùng của Trương Khá là thuận lợi kiếm được 3,8 tỷ, so với nó trợ cấp thêm 1-20 triệu có là gì? Phó Gia Tuấn muốn lập tức kéo Trương Khác về nhà khách lấy phương án y đã soạn thảo sẵn, 1 tháng nữa thôi là đại hội cổ đông rồi, phải hành động càng nhanh càng tốt. Vài ngày sau đó, Cát Ấm Quân liền cảm nhận được áp lực tới từ Thực Nghiệp Gia Tín, bắt đầu là ở Malaysia. Sao nhanh như thế được? Cát Ấm Quân lật xem fax doanh nghiệp Malaysia hợp tác với Khoa Vương truyền tới. Anh xem cái này này. Hắn đưa fax cho Tạ Chiêm. Sau sự kiện ngày 28 tháng 3, Trần Tĩnh cực kỳ không vừa lòng với Cát Ấm Quân, vì thế quay về nước, để Tạ Chiêm thay thế vị trí của cô. Thật khó tưởng tượng được Thực Nghiệp Gia Tín trong vài ngày ngắn ngủi triển khai thế công quảng cáo rột rập, 13 đài truyền hình địa phương ở Malaysia đồng loạt đưa ra phần lớn thời gian biểu diễn công năng của đầu đĩa Ái Đạt. Đúng là thằng nhãi con còn chưa trưởng thành. Tạ Chiêm trước giờ luôn coi thường Trương Khác, đương nhiên nghĩ tới ngay đây là phản ứng của y vì sự kiện 28 tháng 3, có điều hắn quan tâm tới thực tế hơn. Ái Đạt tấn công quảng cáo có ảnh hưởng tới Khoa Vương ở cùng khu vực không? Làm quảng cáo nói trắng ra là tranh nhau chơi trội. Cát Ấm Quân tự kiêu có kinh nghiệm du học hải ngoại Tạ Chiêm, mà Tạ Chiêm không có dung mạo xinh đẹp như Trần Tĩnh, cho nên hắn chỉ dùng ngữ khí hời hợt đáp cho có, chứ không muốn nói chuyện sâu hơn, càng chẳng nói tới chuyện tiếp nhận chỉ đạo nghiệp vụ từ Tạ Chiêm. Anh không thấy quảng cáo đầu đĩa Ái Đạt toàn ở khoảng thời gian rác à, chắc là dự toán tuyên truyền của Thực Nghiệp Gia Tín có hạn, mà tên nhãi kia lại gấp gáp chơi chúng ta. Chương 535, Tạ Kiếm Nam thay đổi rồi. Từ tầng thứ 46 nhìn xuống sân, Tạ Kiếm Nam hơi cau mày lại, hành động khác thường của Thực Nghiệp Gia Tín ở Malaysia khiến hắn vội vàng chạy từ Hải Châu tới Hong Kong. Chính ở trước tòa nhà này Trương Khác bị Cát Ấm Quân phanh xe bắn nước lên người, rồi y sai Phó Tuấn đấm vào mặt Cát Ấm Quân. Tạ Kiếm Nam nhếch mép cười âm hiểm, đi tới xác định cửa văn phòng đã đóng chặt chưa, tránh có người đi qua vô tình nghe thấy gì, quay lại nói. Anh tưởng Thực Nghiệp Gia Tín hành động ở Malaysia vì Trương Khác nổi tính trẻ con à. Mấy năm qua tất cả kiêu hãnh của tôi bị mất hết trong tay một người, anh cho rằng người đó có thể nổi tính trẻ con làm bừa. 2 năm qua uy thế của Tạ Kiếm Nam trong Tạ gia ngày một lớn, bị hắn dùng ngữ khí nghiêm khắc như thế chất vấn, Tạ Chiêm cũng không thể biểu thị bất mãn. Đừng nghĩ một người đấu ngang với Lý Viễn Hồ đơn giản như thế. Giọng Tạ Kiếm Nam không có mấy sắc thái tình cảm. Thời gian qua trọng tâm của bọn chúng là phương án tăng cổ phần sát nhập, hành động của bọn chúng ở Malaysia chỉ là bước đầu tiên, chẳng qua đây chỉ là sự trùng hợp, thằng nhãi đó muốn chúng ta nhầm đường, tự rối loạn thế trận. Tạ Chiêm không phải là không có óc, có một số sự thực không thể không thừa nhận. Cát Ấm Quân tựa hồ rất thù oán thằng nhãi đó. Như vậy không tốt sao? Rất nhiều việc không phải cứ hy vọng không xảy ra là nó sẽ không xảy ra được. Cẩm Hồ sắp thay thế địa vị chính thái trong tỉnh, hiện xem ra đây là chuyện không ai cản nổi nữa rồi. Anh cần phải nghiêm túc nghiên cứu quỹ tích phát triển của Cẩm Hồ trong 3 năm qua. Tôi không ưa gì Trương Khác cả, nhưng không thể xem thường y. Tạ Kiếm Nam hít thật sâu xua đi hình ảnh đáng ghét của Trương Khác ở trong đầu, bình tĩnh nói. Chúng ta đừng bưng tai trộm chuông nữa, không ích lợi gì cả. Mấy ngày trước Trần Tín Sinh ở Bắc Kinh tuyên bố tập đoàn Ái Đạt tiến quân toàn diện vào sản nghiệp điện tử tiêu dùng, còn muốn xây dựng khu khoa kỹ 800 triệu, rất nhiều người cho rằng Cẩm Hồ lừa gạt, nhưng tôi tin Cẩm Hồ lôi kéo Trần Tín Sinh qua không phải chỉ để bán Ái Đạt. Cứ nhìn đi, Cẩm Hồ sẽ vĩnh viễn là ngọn núi chúng ta phải vượt qua, anh phải thừa nhận chỉ dựa vào sức chúng ta khó mà vượt qua được. Anh muốn kéo Gia Tín vào sâu hơn nữa? Tạ Chiêm hỏi. Không chỉ vấn đề này. Thời gian qua tôi luôn suy nghĩ câu nói của chú ba, không nhìn thẳng vào đối thủ, vĩnh viễn không vượt qua được. Quan hệ giữa Trương Khác và Diệp Gia tựa hồ cũng vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta rồi. Từ năm ngoái tới nay Diệp Chăn Dân luôn nói tới xu thế kinh tế châu Á suy thoái. Quan điểm của ông ta đúng là đáng suy nghĩ, nhưng chúng ta cũng không thể sợ nghẹn mà bỏ ăn. Tạ Kiếm Nam trông qua có vẻ đúng là thay đổi rất nhiều, trở nên trấn tĩnh hơn, đồng thời cũng âm hiểm hơn. Tôi đã trao đổi với chú ba và cậu, cần có chuẩn bị cần thiết. Anh đừng thấy tôi nói ở đây rất thoải mái,
thực ra ở nhà tôi bị chú ba giáo huấn cho. Nên anh cũng đừng trách tôi nói khó nghe với anh, chúng ta phải kéo cha con Cát Minh Tín vào sâu hơn, nhưng không để bọn chúng nắm quyền chủ động, phải động não một phen. Hắn cú đấm kia cũng làm Cát đại thiếu gia nổi điên phải không? Vậy bây giờ phải làm ra sao? Tạ Chiêm suy nghĩ nói. Cát ấm quân tựa hồ muốn phản kích hành động của thực nghiệp gia Tín ở Malaysia, chúng ta hành động theo sẽ xa lầy. Mặc cho hắn làm theo cảm tính. Tạ Kiếm Nam cười âm hiểu vô cùng. Tôi cần anh phối hợp đóng kịch. Tôi biết cậu lắm trò quỷ mà, có điều diễn kịch đúng là ngón sở trường của tôi. Cộc, cộc, cộc. Giữa cửa văn phòng có một tấm kính, ánh chiếu một thân hình yểu điệu. Trần Tĩnh mang đầy bụng khó chịu với Cát Ấm Quân về Hải Châu, lần này lại theo Tạ Kiếm Nam tới Hồng Kông, qua lại hai bên rất vất vả, cô nhìn hai người chúng. Hai nam nhân ban ngày ban mặt trốn trong phòng khóa chốt cửa vào làm gì? Tạ Chiêm cười râm rật. Kiếm Nam có nhốt một tiểu cô nương vào phòng đâu, cô lo cái gì? Phi, ai thèm quản anh ấy nhiều như thế? Ban đầu thực nghiệp gia Tín có hành động ở Malaysia, Cát Âm Quân còn ung dung cười khẩy, nhưng mấy ngày sau tin tức tiêu thụ phản hồi về không lạc quan khiến hắn không thể cẩn thận đối phó. Khi hắn kiến nghị dùng biện pháp có tính chất nhắm vào thực nghiệp gia Tín, Trần Tĩnh kiên quyết phản đối trước tiên. Ái Đạt có tiết tấu của Ái Đạt, Khoa Vương cũng nên có tiết tấu của Khoa Vương, không nên bám sát chân người ta làm gì, huống hồ chúng ta hiện đã có hành động đủ lớn ở Đông Nam Á rồi, trong đó ẩn chứa nguy hiểm không thể khống chế, phải chú ý vấn đề tiền mặt và khoản phải thu, chiếm cứ thị trường vị trí số 1 hay số 2 không có nhiều ý nghĩa ở thời điểm này. Tài phú luôn giấu trong nguy hiểm. Cát Ấm Quân dứt khoan kiên trì ý mình. Đây là cơ hội để Khoa Vương vượt Ái Đạt, chỉ có nắm bắt được cơ hội này chúng ta mới có thể theo kịp bước tiến của Ái Đạt. Kiếm Nam, anh nói xem. Tôi à? Tạ Kiếm Nam cười. Tôi muốn nghe ý kiến mọi người trước. Vấn đề tiền mặt và khoản thu mà Tiểu Tĩnh nói tôi thấy đúng là cần chú ý, dù sao Khoa Vương không phải Cát gia giàu có, không chú ý một chút thôi là chuỗi tài chính xảy ra vấn đề, sẽ rất đau đầu. Tạ Chiêm bóng gió nói. Tôi chưa đi nước ngoài du học chưa thấy chuyện đời, nhưng vượt qua Ái Đạt thì sao, trên thế giới doanh nghiệp điện tử mạnh hơn Ái Đạt có cả đống, chúng ta không thể vì cảm tính cá nhân mà đưa công ty vào nguy hiểm. Anh nói cái gì? Cát Ấm Quân mày dựng ngược. Anh nói tôi hành động theo cảm tính à? Còn không phải sao? Tạ Chiêm cười lạnh. Chúng ta cần phải sửa lại kế hoạch thị trường đầu năm, tiếp theo đây Tân Khoa. Bộ cao cũng sẽ tiến vào thị trường Đông Nam Á nữa đấy. Chẳng qua chỉ bị đấm một cái thôi mà, chấp loại người đó làm gì cho mất thân phận Cát đại thiếu gia. Tạ Kiếm Nam liếc mắt thấy Cát Ấm Quân tức tới mặt tím tái, nghiêm khắc nói. Anh đừng nói lung tung nữa. Tôi nói lung tung cái gì? Tạ Chiêm nghiêm mặt lại, cố ý không nể lời hắn. Thực nghiệp gia Tín vì sao đột nhiên thời gian này đầu tư quảng cáo ở Đông Nam Á? Nguyên nhân cần tôi nói không, ai ỉa dây ra kẻ đó tự đi chùi đít, đừng kéo cả công ty vào. Đủ rồi. Tạ Kiếm Nam vỗ bàn. Ăn nói phải giữ chừng mực. Tạ Chiêm từ lúc thay Tần Tĩnh tới Hồng Kông, không hề can thiệp vào nghiệp vụ công ty, Cát Ấm Quân không ngờ hắn đột nhiên nhảy ra làm khó mình, tay chân run lên vì tức giận, đứng dậy chỉ mặt Tạ Chiêm nói. Cái đít này tôi chùi, không phiền tới anh. Chút xíu cổ phần của anh ở công ty hải ngoại tôi sẽ mua hết, cho nên không cần anh chỉ tay mua chân vào nghiệp vụ công ty. Đơn giản vậy sao? Tạ Chiêm vắt chân chữ ngũ nói. Đại Nhã cũng thấy công ty hải ngoại khuếch trương quá nguy hiểm, anh cũng muốn mua cả cổ phần của Đại Nhã à? Nếu có chia rẻ thì giải quyết như thế là tốt nhất. Cát Ấm Quân quay sang Tạ Kiếm Nam. Anh thấy thế nào? Người khác nghĩ sao tôi mặc kệ? Cá nhân tôi ủng hộ anh, tuyệt đối không rút cổ phần ở công ty hải ngoại về. Thái độ của Tạ Kiếm Nam làm Cát Ấm Quân dễ chịu hơn một chút, công ty hải ngoại vốn đầu tư chỉ 100 triệu mà thôi, Đại Nhã và Tạ Chiêm muốn lui thì cứ lui, hắn sẽ được khống chế cổ phần công ty, còn tốt nữa là khác. Còn về khoản phải thu receivable, Tạ Chiêm đùng đỉnh nói. Phải giải quyết ra sao đây? Không thể để công ty hải ngoại chiếm dụng tiền hàng của Khoa Vương một cách vô hạn được. Tài chính của công ty hải ngoại thì không sao, nhưng chuỗi tài chính của Khoa Vương thì đứt rồi. Chương 536, quá thông minh. Công ty hải ngoại đăng ký độc lập,
phụ trách khai thác thị trường hải ngoại, lời lỗ tự chịu, ban đầu tỷ lệ đầu tư giống ở Khoa Vương, chỉ cắt ấm quân trực tiếp đầu tư vào đó 40 triệu đô la Hồng Kông, thực ra mâu thuẫn giữa công ty hải ngoại và Khoa Vương không gay gắt. Nhưng cắt ấm quân muốn mua lại cổ phần của Tạ Chiêm và Đại Nhã, vậy là có mâu thuẫn lợi ích rồi, Tạ Chiêm và Đại Nhã không đồng ý công ty hải ngoại chiếm dụng tiền hàng của Khoa Vương, đây là điều có thể giải thích được. Chỉ có vài 300 triệu tiền hàng, cá nhân tôi cũng bù được, tuyệt không kéo chân Khoa Vương. Tài sản của cắt ấm quân có chừng 200, 300 triệu thôi, nhưng bị Tạ Chiêm mỉa mai châm chọc, hắn không chịu nổi, thị trường mở rộng cấp tốc là cơ hội hiếm có, ắt cũng phải mạo hiểm nhất định, nhưng hắn chưa lường hết nguy hiểm lớn thế nào, chỉ thấy Trần Tĩnh, Tạ Chiêm tỏ ra dè dặt, trong lòng khinh thường. Tài phủ chân chính luôn ẩn chứa trong nguy hiểm, một năm thôi. Tôi sẽ cho mọi người thấy hàm nghĩa của câu nói này. Mục đích đã đạt được, Tạ Kiếm Nam thấy Tạ Chiêm vẫn còn muốn nói gì, nhìn hắn chấn áp. Anh còn muốn nói gì nữa? Có muốn tôi mua luôn cổ phần của anh ở Khoa Vương không? Tạ Chiêm vờ cười ngượng. Trong công tác thế nào chẳng có chia rẽ. Có chia rẽ cũng không thể ăn nói như anh, còn về giải quyết ra sao phải mở cuộc họp hội đồng quản trị quyết định, không phải bốn chúng ta ngồi đây tùy tiện quyết định được. Tạ Kiếm Nam sắc mặt khó coi, thu dọn tài liệu nói. Hai người ra ngoài đi. Ngay cả Trần Tĩnh cũng bị đuổi ra ngoài không nể nang gì. Đuổi Tạ Chiêm và Trần Tĩnh đi rồi, Tạ Kiếm Nam rút thuốc lá đưa cho Cát Ấm Quân một điều thuốc. Chắc anh không tưởng tượng ra cảnh lần đầu gặp giữa tôi và Trương Khác. Hả? Cát Ấm Quân còn đang tức giận vì lời khiêu khích của Tạ Chiêm, nên ngớ ra. Năm 95, tôi mới về nước. Diệp Hồng mở tiệc chúc mừng, uống tới sáng tôi lái xe đến Hải Châu thăm chị hai tôi Tạ Vãn Tình. Tôi tới nửa tháng không dám ra ngoài nhìn ai. Tạ Kiếm Nam kể lại chuyện va chạm với Trương Khác ở Hải Châu, trong đầu lại hiện lên lời của Chu Cẩn Tỳ, khi cháu có thể nhẹ nhàng đem chuyện nhục nhã của mình ra lợi dụng thì lúc đó cháu mới có thể được xem là trưởng thành. Hắn nỗ lực giữ khuôn mặt thoải mái nói. Về sau tôi lại tiếp tục xung đột với y ở Huệ Sơn. Hắn kể tới việc đền chiếc BMW cho Diệp Tiểu Đồng, rồi vỗ vai Cát Ấm Quân. Có vài việc đừng nên để trong lòng. Lời của hắn đương nhiên không an ủi được Cát Ấm Quân, nhưng lại mang lại hiệu quả hắn muốn, Cát Ấm Quân vò nát điếu thuốc lá. Món nợ này sớm muộn gì tôi cũng đòi lại. Tạ Kiếm Nam thở dài, ôm lấy vai hắn. Lời của Tiểu Tĩnh anh đừng để trong lòng, cô ấy sao hiểu nổi có những chuyện không thể nuốt trôi. Có điều anh phải thông cảm cho tôi phải thể hiện có phong độ trước mặt cô ấy. Cát Ấm Quân rất cảm động. Nói gì thế, chỉ cần anh ủng hộ tôi là đủ rồi. Trầm Tĩnh ấm ức cùng Tạ Chiêm đi ra, cô muốn tìm Tạ Kiếm Nam nói chuyện, cô tin lời nhắc nhở của Trương Khác không hề có ác ý, lại lo lời vừa rồi của Tạ Kiếm Nam với Tạ Chiêm quá nặng, ảnh hưởng tình cảm anh em, liền nói đỡ cho Tạ Kiếm Nam vài câu, không ngờ Tạ Chiêm thản nhiên nói. Trên người của Kiếm Nam ngày càng có bóng dáng của chú ba và cậu rồi. Nghe câu chẳng ra đâu ra cuối này, Trần Tĩnh chẳng hiểu ra sao, cô không nói gì nữa, đi về văn phòng. Tạ Chiêm nhìn bóng lưng của Trần Tĩnh, thầm nghĩ, Kiếm Nam không phải định hại luôn cả cha vợ cậu ta đấy chứ. Kể cũng phải, Đại Nhã sập, có khi cô bé này sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Trần Tĩnh làm việc xong gọi điện cho Tạ Kiếm Nam mới biết hắn và Cát Ấm Quân đã rời công ty từ lâu. Vậy mà không nói với cô một tiếng, gọi vào di động thì tắt máy, đoán chắc cùng Cát Ấm Quân tới loại chỗ đó lêu lổng rồi. Bóng đêm Hồng Kông phủ xuống tựa hồ muộn hơn hẳn những nơi khác, Trần Tĩnh chẳng biết giờ về khách sạn làm gì đốt thời gian, cô một mình đi về, không để lái xe công ty đưa đi. Bước trên sân trước tòa nhà, đất đã khô, nhưng vẫn tưởng tượng ra được chuyện ngày hôm qua, mặc dù chỉ là trò ác của Cát Ấm Quân, nhưng chớp mắt đó Trương Khác không hề kinh hoàng, nhanh chóng kéo Hứa Tư ra sau. Chắc mỗi nữ nhân đều muốn cảm thụ hạnh phúc này, có phải mình cũng muốn được đứng sau lưng anh ấy chứ không chỉ được nhận một ánh mắt quan tâm. Trần Tĩnh mỉm cười dịu ngọt, rồi đuổi suy tưởng lung tung trong đầu đi, cô lại tới quán ba bên đường hôm nọ, ngồi đó uống rượu vang, ngắm hoàng hôn, đúng là cách đốt thời gian không tệ, nói không chừng còn được gặp Trương Khác, Hứa Tư. Đi tới ngõ nhỏ, trên chiếc ghế cao có một phụ nữ trung niên duyên dáng đang nói chuyện với chủ quán đương nhiên còn nhớ Trần Tĩnh. Cô gái xinh đẹp có khuôn mặt tinh tế mà cô đơn. Trần Tĩnh ngồi xuống, gọi một ly cà phê, mặc ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt mỹ lệ của mình.
anh chàng của cô không tới sao? Chủ quán vừa pha cà phê, vừa cười ôn hòa hỏi. Dạ, bọn cháu không hẹn nhau. Trần Tĩnh cũng cười. Lần trước gặp chỉ là trùng hợp thôi. Cứ đợi trùng hợp là không được đâu. Chủ quán đùa. Còn nhớ lần trước rời đi cô có nói muốn mời họ tới đây uống rượu mà. Hi hi, một mình ngồi đây uống cà phê cảm giác cũng không tệ ạ. Trần Tĩnh nghĩ một lúc rồi nói. Cháu không có phương thức liên hệ của người đó ở Hong Kong, muốn mời cũng chẳng được, chỉ đành ngồi đây đợi cuộc gặp gỡ tình cờ. Cô đúng là cô gái may mắn đấy. Chủ quán cười vui vẻ. Hôm kia bọn họ còn ngồi đây uống rượu cả chiều, tôi cũng là người hay chuyện, nên lưu lại phương thức liên hệ của bạn cô, nếu cậu ta còn ở Hong Kong, thế nào cô cũng tìm được. Rồi lấy giấy ra viết một số điện thoại. Trần Tĩnh cầm tờ giấy đắn đo một hồi, rồi nhập số vào di động, người nhận máy là Phó Tuấn, một lúc sau chuyển sang tay Trương khác. Ồ, Trần Tĩnh à, sao cô có số điện thoại của tôi ở Hong Kong? Phía bên kia rất yên tĩnh, không nghe ra Trương khác đang ở đâu, Trần Tĩnh nghĩ có lẽ ở trong văn phòng với Hứa Tư, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, mỉm cười nói. Tôi tới quán bar đó uống cà phê, nhớ ra từng mời anh và Hứa tiểu thư đến đây uống rượu. Tiếc quá, tôi đang ở sân bay, hơn 10 phút nữa là lên máy bay mất rồi, lần sau tới Hong Kong cùng đi uống rượu nhé. Trần Tĩnh tự nhiên thấy buồn vô cớ, lấy giọng tự nhiên nói. À phải, cảm ơn lời nhắc nhở kia của anh. Hiện giờ cảm ơn sớm quá, kinh doanh ổn định nói không chừng sẽ bỏ qua cơ hội, tới khi đó cô có trách tôi không? Không chỉ Đại Nhã, Tạ Chiêm còn cả Chính Thái cũng cân nhắc rút bớt cổ phần ở công ty hải ngoại. Trần Tĩnh hỏi. Trước kia anh và Kiếm Nam có ân oán gì vậy? Ha ha, cô tiết lộ cơ mật công ty cho tôi mà không sợ tôi lợi dụng à? Chuyện này sao giấu nổi anh chứ, chẳng bằng làm ra vẻ hào phóng nói ra thì hơn. Trần Tĩnh cảm thấy nói chuyện với Trương khác thật thoải mái, hoàn toàn chẳng phải băn khoăn gì. Phía bên kia điện thoại im lặng một lúc mới nghe Trương khác nói. Tạ Kiếm Nam là người rất thông minh, lần này càng vô cùng thông minh, đây gọi là kế, minh thu sản đạo, ám độ Trần Thương. Có một số lời tôi không tiện nói, không cô lại nghĩ tôi là hạng tiểu nhân mất, ân oán giữa tôi và anh ta chính vì anh ta quá thông minh, cho nên ân oán giữa chúng tôi không cởi bỏ được. Trần Tĩnh còn định nói thêm thì nghe thấy bên kia Phó Tuấn nhỏ giọng nói với Trương khác, cô loáng thoáng nghe được ba chữ, Liễu Chí Quân, thầm nghĩ, thư ký của bí thư Đào Tấn sao? Hay là người trùng tên? Đồng thời cũng suy ngẫm lời của Trương khác, vì sao nói lần này Tạ Kiếm Nam vô cùng thông minh? Rõ ràng mình chú ý không tiết lộ quá nhiều, anh ta nghe ra được gì từ lời nói của mình? Tiếc rằng Trần Tĩnh hy vọng Trương khác và Tạ Kiếm Nam thành bạn bè, làm sao nhìn thấu được? Chương 537, không ngồi yên được nữa. Phó Tuấn đi tới nói Liễu Chí Quân gọi điện tới, Trương khác đành vội tạm biệt Trần Tĩnh, cầm chiếc di động khác nói chuyện với Liễu Chí Quân, thì ra hắn mời Trương khác tới Kiến Nghiệp thì ăn cơm. Liễu Chí Quân mời khách, đây tuyệt đối không phải là bữa cơm thoải mái, Trương khác liền nói với hắn giờ máy bay hạ cánh. Đợi Trương khác cúp điện thoại, Hứa Tư hỏi. Liễu Chí Quân tìm cậu có chuyện gì? Liệu có phải bí thư Đào Tấn muốn tìm cậu? Trương khác giả bộ thầy bói bấm ngón tay, còn nghiêm trang phán. Em tính ra rồi, có vài việc sau. Máy bay xuyên qua tầng mây dày, từ cửa kính nhìn ra ngoài, mặt biển dưới ánh hoàng hôn có vẻ đẹp không nói lên lời. Trương khác thu ánh mắt lại, Hứa Tư ngồi ghế sát lối đi, tay chống cằm ngắm đại dương xanh thẳm bên ngoài, chiếc đầu đặt trước ngực Trương khác, đeo kính gọng đen, hàng mi cong tựa hồ chạm vào mặt kính, Trương khác đưa tay gỡ kính ra. Ngắm nhìn dung nhan làm người ra tiêu hồn ấy. Nhìn gì vậy? Bất kể thân thuộc tới mức nào, bị Trương khác nhìn chăm chú, Hứa Tư vẫn có chút ngượng ngùng, né tránh ánh mắt mang tình cảm nóng bỏng ấy, dựa lên vai y, nói nhỏ. Trong điện thoại Trần Tĩnh nói gì thế? Cô ấy cũng chẳng nói nhiều lắm. Trương khác ngửi mùi hương nhẹ trên tóc Hứa Tư, hơi quay đầu sang tựa cằm lên tóc cô. Bình thường mà nói giữa Khoa Vương và công ty hải ngoại không có xung đột lợi ích thực tế, nhưng chuyện không tuyệt đối như vậy, cổ phần của cha con Cát Minh Tín ở Khoa Vương là dưới danh nghĩa điện tử Gia Tín, còn ở công ty hải ngoại là cá nhân Cát Ấm Quân, có lẽ Cát Minh Tín định bồi dưỡng con trai thành người nối nghiệp, song tạo nên mất cân bằng về lợi ích. Còn một điều chí mạng nữa, ảnh hưởng của cá nhân với Khoa Vương quá yếu, sau khống chế công ty hải ngoại quá mạnh.
Vậy, tức là hôm đó cậu nhắc nhở Trần Tĩnh không phải có ý tốt. Hứa Tư ngẩng đầu lên nhìn Trương Khác. Tôi còn tưởng cậu coi cô ấy như bạn bè chứ. Em không phải là không có ác ý, nhưng không nhắm vào tập đoàn Đại Nhã, cho nên không thể tính là có lỗi với bạn được. Trương Khác nhe răng cười. Trần Tĩnh nói Đại Nhã suy nghĩ rút bớt cổ phần ở công ty hải ngoại, em nghĩ chắc là bọn họ tranh chấp về sách lược thị trường ở Đông Nam Á, sau khi không thống nhất được ý kiến thì nảy ra suy tính này. Nếu các đại cổ đông có chia rẽ ở sách lược ở thị trường Đông Nam Á, Đại Nhã đường lối kinh doanh bảo thủ, đứng về phía bên kia là chắc chắn. Nhưng hiện giờ Khoa Vương chắc chắn không thể bỏ thị trường Đông Nam Á được, trước đó em không nghĩ chính Thái cũng suy tính rút bớ cổ phần, cho nên mới nói Tạ Kiếm Nam quá thông minh, đương nhiên chưa hẳn là cá nhân hắn khôn ngoan, sau lưng hắn có Tạ Hán Tĩnh, Chu Cẩn Tỳ, sao chịu thua thiệt. À, Hứa Tư ngồi thẳng người dậy. Bọn họ ngửi thấy mùi nguy hiểm cho nên đẩy Cát Ấm Quân về phía trước gánh lấy nguy hiểm do khai thác thị trường quá nhanh. Chắc chắn có nhân tố này, nó phù hợp với tác phong Tạ gia mà. Đương nhiên còn có khả năng nữa, chẳng lẽ Tạ Kiếm Nam không muốn kéo cha con Cát Minh Tín lún sâu vào ân oán giữa Chính Thái và Cẩm Hồ sao? Nhưng bọn chúng không muốn điện tử Gia Tín tăng đầu tư khống chế Khoa Vương, còn công ty hải ngoại chỉ là chi nhánh phụ thuộc, nên dù Cát Ấm Quân có nắm cổ phần tuyệt đối cũng không ảnh hưởng. Lại có thể lợi dụng cha con Cát Minh Tin dùng tài chính hùng hậu khai thác thị trường Đông Nam Á, nguy hiểm gì có cha con chúng gánh thay. Nói tới đó Trương Khác dừng lại thở dài. Chị nói xem Tạ gia có thông minh không? Bọn chúng quá thông minh, ai hợp tác với bọn chúng cũng ăn ngủ không yên, chúng ta cũng bị bài học từ sớm rồi. Đã được lợi còn ra vẻ. Hứa Tư Nguyết y một cái đầy phong tình. Là bọn họ bị bài học từ cậu thì có. Nếu không bọn họ chưa chắc rút cổ phần ở công ty hải ngoại, dù sao cũng mất đi một phần lợi nhuận mà. Chị nói cũng phải. Trương Khác bị tóc Hứa Tư cọ vào mũi ngứa ngứa, nhưng không ngứa ngáy bằng tay chân y lúc này. Bọn họ là những nhân vật không thể xem thường, tiếc là chúng ta nhìn thấu vô ích, Cát Minh Tin nhìn thấu mới có màn chó cắn chó. Cậu chỉ thích đấu đá. Hứa Tư nhỏ giọng mắng. Đấu nhau mới hay chứ, nếu không từ từ phát triển. Công nghiệp điện tử Hải Châu tới bao giờ mới có quy mô lớn được? Hiện giờ còn chưa lớn à? Có thể xem là lớn, có điều sản nghiệp quá đơn lẻ, muốn hình thành rừng sản nghiệp phồn thịnh thì còn kém xa lắm. Trương Khác nói Hứa Tư cái gì hay cũng muốn mang về Hải Châu, y chẳng phải cũng thế sao? Máy bay hạ cánh, lây hành lý xong, Trương Khác thấy Liễu Chí Quân đứng ngoài đại sảnh vẫy tay. Bên cạnh hắn còn có Hoàng Khắc Quần chủ nhiệm khu công nghiệp khoa kỹ Tân Phổ. Bí thư khu ủy khu Tân Phổ, lần trước đi thăm Trần Phi Dung, y đã tình cờ gặp. Trương Khác đoán ra ý đồ Liễu Chí Quân đưa Hoàng Khắc Quần tới đây, chẳng có gì khó, chẳng qua nhắm vào hạng mục khu khoa kỹ của Cẩm Hồ. Nhưng Trương Khác chế cấp bậc Hoàng Khắc Quần hơi kém, Trương Khác muốn mượn thế lực của kiếm nghiệp để khắc chế Lý Viễn Hồ Cơ. Bề ngoài Trương Khác tỏ ra phấn chấn, đi tới bắt tay nói. Sao dám để anh Liễu và chủ nhiệm Hoàng đợi ở đây chứ? Anh ấy hiện là phó thị trưởng của kiến nghiệp rồi. Liễu Chí Quân hỏi. Cậu quen thị trưởng Hoàng à? Lần trước tham gia quân huấn Đại học Đông Hải, thị trưởng Hoàng khi ấy là bí thư khu ủy Tân Phổ cũng có mặt. Trương Khác đoán lệnh bổ nhiệm Hoàng Khắc Quần được đưa ra mấy ngày qua, hoặc chỉ có quyết định chưa có lệnh bổ nhiệm, vì y luôn quan tâm tới điều động nhân sự của kiến nghiệp. Ồ, Liễu Chí Quân giờ mới nhớ ra chi tiết này, chẳng trách hắn được, khi ấy Hoàng Khắc Quần là nhân vật nhỏ. Khó lọt vào mắt hắn. Hoàng Khắc Quần biết tên nhóc này dám lên mặt với cả Lý Viễn Hồ, nên chẳng hy vọng cái chức danh phó thị trưởng làm y nhún mình, chủ động bắt tay trò chuyện. Tiểu thư đây là... Hoàng Khắc Quần và Liễu Chí Quân đều không xác định được thân phận của Hứa Tư, nghi hoặc đợi Trương Khác giới thiệu, ai chả biết Trương Khác là thiếu niên phong lưu, cô gái xinh đẹp này liệu có thân phận khác không? Kiến nghiệp lạnh hơn Hong Kong rất nhiều, xuống máy bay Hứa Tư mặc thêm một chiếc áo khoác. Đeo thêm kính gọng đen, tóc phấn cao, ăn mặc kiểu công sở, che bớt đi phần nào sức quyến rũ khuynh đảo thế gian của cô, song lại thêm vẻ đẹp đoan trang điển nhã. Ồ, đây là chủ tịch Việt Tú Hong Kong, cô ấy có đầu tư ở kiến nghiệp. Trương Khác lấy danh thiếp từ tay Hứa Tư giới thiệu hộ cô. Liễu Chí Quân nhận lấy danh thiếp hoa văn cổ điển, nhìn cái tên ghi trên đó, thầm dùng mình, cô gái này chính là. Trương Khác quan sát phản ứng của Hoàng Khắc Quân. Nụ cười trên môi không giảm chút nào. Lúc này Trương Khác không còn chút liên quan nào tới Việt Tú rồi, bất kể nhìn từ phương diện nào,
Hứa Tư chỉ có thể tính là người đại diện cho Tạ Vãn Tình ở Hong Kong. Thời đại này không còn hứng thú món truy cứu món nợ lịch sử nữa, giặc Nhật năm xưa, mấy chục năm sau lắc mình thành nhà đầu tư tay cầm nắm tiền tiền, còn chẳng khiến đống quan viên vẫy đuôi tới làm nô tài sao. Hoàng Khắc Quần cười ha hả, hơi khom người chào, đùa. Tôi coi nhà đầu tư là cơm áo cha mẹ, sau này mong Hứa tiểu thư đóng góp thêm cho sự phát triển của kiến nghiệp. Hàn huyên xong ngồi xe vào thành phố ăn lót dạ, phía công ty có Mã Hải Long lái xe đến đón, chia ra xi ngồi xe phía đó. Ngồi vào xe Hứa Tư vỗ ngực thở phào, Phó Tuấn và Mã Hải Long ngồi ghế trên, cô không tiện nói gì với Trương Khác. Trương Khác trêu, có tiền là bà chủ, chị sợ cái gì? Hứa Tư trừng mắt lên, đưa tay nhéo đùi Trương Khác, không cho y nói lăng nhăng. Trương Khác cười hăng hắc, không trêu Hứa Tư nữa, gọi điện cho Hứa Hồng Bá. Đem chuyện Hoàng Khắc Quần đột nhiên xuất hiện nói cho ông, những điều y nhìn không thấu thường gọi xin ý kiến Hứa Hồng Bá tham khảo. Đúng là hiện thời tin tức biết được quá ít, khó mà phán đoán ý đồ của phương diện Hoàng Khắc Quần, Hứa Hồng Bá nói. Hoàng Khắc Quần quan hệ không rõ trên tỉnh, hắn có quan hệ khá thân cận với Cao Chí Hoa, thị trưởng kiến nghiệp. Nhưng không bài trừ hắn muốn tự lập công, cũng có thể hạng mục chế tạo bột giấy làm cho có kẻ e ngại, đẩy hắn ra thăm dò. Lệnh bổ nhiệm của hắn chỉ đưa xuống trong hai ngày qua, chưa có phân công cụ thể, song hắn vẫn mang chức danh chủ nhiệm khu công nghiệp kỹ thuật cao. Cậu lo Liễu Chí Quân xen vào có khả năng có ý đồ của bí thư Đào. Cháu đúng là có lo lắng này. Muốn giữ bình hành không thể bên trọng bên khinh. Hứa Hồng Bá trầm ngâm. Tôi cho rằng bí thư Đào sẽ không trực tiếp quan tâm tới chuyện này đâu, đại khái là Liễu Chí Quân tự ý hành động thôi, hắn phải mưu tính đường ra sau khi bí thư Đào rời đi mà. Cháu tùy cơ mà làm vậy. Trương Khác thở dài. Có điều cháu chẳng có nhiều thời gian chơi trò thái cực quyền với bọn họ, đàm phán với Ti gần như đã xong rồi, Cẩm Hồ muốn lập hạng mục di động phải trói buộc chính phủ địa phương vào chến xa thì mới lấy được giấy phép. Hai chiếc xe đi song song với nhau, đèn đường vùn vụt trôi về phía sau để lại một vệt sáng dài, thi thoảng mới có xe chạy, đêm ở kiến nghiệp rất tĩnh mịch, Trương Khác mở một khe hở, để hương thơm đồng ruộng mùa xuân theo gió lùa vào. Tới thành phố đã là 9 giờ tối, Hoàng Khắc Quần, Liễu Chí Quân tẩy trần cho Trương Khác ở khách sạn kiến nghiệp. Từ đầu tháng 3, Ái Đạt và Ti cùng đưa ra tuyên bố Trần Tín Sinh kết thúc nhiệm kỳ ở Ti chuyển sang làm chủ tịch tập đoàn Ái Đạt. Trong một tháng qua thời gian Trần Tín Sinh đứng trên mặt đất chẳng nhiều hơn thời gian ngồi trên máy bay là bao. Trung tuần tháng 3 Trần Tín Sinh bay tới Vũ Hán, thăm Đại học Vũ Hán, Đại học Khoa học Kỹ thuật, triệu binh mãi mã cho tập đoàn Ái Đạt. Được đích thân phó thị trưởng thường vụ Tạ Kim Phát tiếp đãi. Ở Vũ Hán, Trần Tín Sinh tiến thêm một bước xác thực chi tiết hạng mục khu khoa kỹ của tập đoàn Ái Đạt, tiết lộ kế hoạch đầu tư cụ thể trung tâm nghiên cứu của Ái Đạt ở Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản, con đường mở rộng kỹ thuật của Ái Đạt hiện ra tại Vũ Hán. Cùng lúc đó Lý Viễn Hồ thị sát Hải Châu, nhưng ngại vết xe đổ trước đó nên không hỏi tới hạng mục này. Ngày 22 tháng 3, Trần Tín Sinh bay tới diễn giảng ở Đại học Chiết Giang. Thị trưởng Hàng Châu Tôn Hiểu Dịch ra mặt tiếp đãi, ngày 27 Trần Tín Sinh tới Hong Kong tuyên bố cùng Đại học Hong Kong thành lập chung nghiên cứu, bên phía kiến nghiệp bắt đầu không ngồi yên được nữa. Chương 538, người ta đấu đá nhau. Phòng yến hội trên lầu 2 của nhà hàng kiến nghiệp khác với bình thường, đại sảnh yến hội bố trí hình thức như tiệc đứng, còn treo biểu ngữ, hoan nghênh đoàn tham quan của công ty đệ nhất sản vật Nhật Bản. Có nữ nhân xinh đẹp mặc kimono, đi guốc gỗ như bướm qua lại giữa đám người. Mùa đông năm 95, sau khi TP, kiến nghiệp xảy ra sự kiện, phú xuân các mua dâm, người Nhật Bản đến quốc nội từ các phương diện đều thu liễm hơn nhiều, cũng có thể vì nhà hàng kiến nghiệp là nơi tiếp đãi ngoại vụ chính phủ hai cấp tỉnh thị. Nhóm Trương Khác lên lầu, hai trung niên đứng ở cửa cầu thang nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật còn cung kính cúi chào. Hoàng Khắc Quần thấy được cảnh này. Mới nhớ ngày hôm nay phủ thị chính có hoạt động tiếp đãi ngoại vụ tại nhà hàng kiến nghiệp, hoạt động tiếp đãi này không thông báo cho hắn tham dự, phòng bao của họ ở một góc ở đại sảnh yến hội, khi đi qua nếu gặp phải người quen cũng hơi xấu hổ. Hoàng Khắc Quần hơi nhăn mày, hỏi nhân viên tạp vụ dẫn đường. Có thể an bài cho chúng tôi một phòng bao khác không, ở đây ồn ào quá. Đợi nhân viên lui ra một bên dùng bộ đàm liên hệ việc đổi lại phòng bao. Liễu Chí Quân kiến nghị có nên xuống lầu đợi hay không? Vừa quay đầu lại thì thấy Hồ Tôn Khánh mặt đỏ tía tai, chênh choáng đi cùng đoàn người đi lên cầu thang. À, đại thư ký Liễu và phó thị trưởng Hoàng cũng ở đây à?
Sớm biết phó thị trưởng Hoàng cũng ở đây, tôi sẽ không tới đây rồi. Hồ Tôn Khánh miệng thì nói như vậy, nhưng bước chân không hề dừng lại, có lẽ là không muốn đứng ở cầu thang ngửa mặt lên nhìn Hoàng Khắc Quần, men say lúc nãy giờ đã mất sạch, ánh mắt sắc bén đảo qua Trương Khác, Hứa Tư. Không ý thức được thân phận của Trương Khác, ánh mắt lại ngừng trên gương mặt xinh đẹp của Hứa Tư đến 3 giây, mới nhiệt tình bắt tay với Liễu Chí Quân. Cũng không ai nói cho tôi biết Đại Thư Ký Liễu cũng tham gia hoạt động ngày hôm nay. Cấp bậc của Liễu Chí Quân có lẽ không quá cao, cái gọi là cáo mượn oai hùng, tỉnh Đông Hải có được mấy quan viên ở trước mặt hắn không bảo trì vẻ mặt vui cười. Hồ Tôn Khánh là phó thị trưởng thường vụ, thường ủy thành ủy phân công quản lý chiêu thương dẫn tư của phủ thị chính kiến nghiệp. Là thành phố kế hoạch đơn liệt cấp phó tỉnh không nhiều tại quốc nội, một số chức vụ then chốt của TP. Kiến nghiệp thường có ý nghĩa được coi như lối tắt để bồi dưỡng người thay thế. Hồ Tôn Khánh tuổi còn trẻ đã ngồi đến vị trí phó thị trưởng thường vụ, thường ủy thành ủy, không phải là một chuyện đơn giản. Trương Khác cũng không thể nhớ kỹ lịch trình nhân sinh của nhiều quan viên cấp sở của tỉnh Đông Hải như vậy. Nhưng cũng có chút ấn tượng đối với Hồ Tôn Khánh thuộc về ngôi sao mới về chính trị của tỉnh Đông Hải vào năm 97. Năm 98 hắn điều ra khỏi Đông Hải đến tỉnh khác đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, sau đó cũng không đi lên con đường cao tốc của sĩ đồ, trái lại bặt vô âm tín, không bài trừ nhận được đấu đá chính trị, tuy nhiên khả năng trên sĩ đồ có tỉ vết là chiếm đa số, bên ngoài cũng có mấy lời đồn đãi thật giả khó phân biệt. Không quản là loại khả năng nào, Trương Khác đều phải bảo trì cự ly với nhân vật như vậy. Mặc dù cùng là phó thị trưởng chính phủ TP, kiến nghiệp, nhưng Hồ Tôn Khánh là thành viên thường ủy. Địa vị chính trị cao hơn Hoàng Khắc Quần nhiều, trong giọng nói của hắn ít nhiều biểu hiện ra khinh thường Hoàng Khắc Quần, cùng trong nội tâm cũng lộ ra chút lạnh nhạt. Trên quan trường âm mưu tính toán, kéo bang kết phái, lục đục với nhau, xưa nay đều là như vậy, đối với quan trường, ngoại trừ tin tức tiếp âm, những chỗ khác, Trương Khác còn chưa nhìn thấy qua. Thái độ của Hoàng Khắc Quần cũng trong mềm có cứng, cười ha ha nói. Tôi hẹn Đại Thư Ký Liễu đi ăn cơm, không ngờ vào nhầm địa bàn của thị trưởng Hồ. Chúng tôi đang định bảo phục vụ an bài cho phòng bao khác đây. Không cùng đi qua hả? Hồ Tôn Khánh nói những lời này, mắt chỉ nhìn Hoàng Khắc Quần phút chốc, lại quay đầu thân thiết nắm tay với Liễu Chí Quân. Phó thị trưởng Hoàng nói là địa bàn của tôi chỉ là đọc nhờ diễn thuyết cho người ta mà thôi. Bài diễn thuyết hiện tại tôi còn chưa xem qua, sao có thể tính là địa bàn của tôi được? Mọi người tìm chỗ trước đi, lát nữa tôi sẽ qua uống với anh một chén. Vậy chúng ta trước đi, Trương Khác nhẹ giọng nói, nhân viên dẫn đường đã liên hệ được vị trí phòng bao, Trương Khác bước xuống cầu thang trước. Con mắt Hồ Tôn Khánh đích xác đã bỏ qua Trương Khác, cũng không biết Trương Khác có phải đã quen với loại khinh thường này hay không, Liễu Chí Quân dự định giúp Hồ Tôn Khánh bổ cứu một chút, giới thiệu cho hắn Trương Khác và Hứa Tư, lúc này Trương Khác đề xuất nói đi, hắn cũng không vội giới thiệu, đợi khi Hồ Tôn Khánh tới kính rượu nói cũng không muộn. Nhìn phản ứng của Hoàng Khắc Quân. Hình như cũng không có ý chủ động muốn giới thiệu Trương Khác, dù sao nếu nói thất lễ thì cũng là Hồ Tôn Khánh thất lễ trước, ánh mắt của Hồ Tôn Khánh không chỉ bỏ qua Trương Khác, còn hận không thể bỏ qua cả Hoàng Khắc Quần, Hoàng Khắc Quần cũng đích xác tìm không được thời cơ giới thiệu Trương Khác cho Hồ Tôn Khánh quen biết. Trương Khác đề xuất nói đi, ánh mắt Hồ Tôn Khánh mới chuyển tới người y, trước tiên muốn trách Trương Khác ngày hôm nay ăn mặc quá không có khí phái, lúc này Hồ Tôn Khánh mới nghĩ lại y có thể là ai. Giơ tay vừa muốn nói thì bên kia Hoàng Khắc Quần vừa nghe Trương Khác nói muốn đi trước thì tranh một bước nắm lấy vai Liễu Chí Quân kéo hắn bước xuống cầu thang trước, căn bản là không cho Hồ Tôn Khánh cơ hội tiếp xúc Trương Khác. Người khác đều có chút lo lắng Cẩm Hồ đang giở thủ đoạn chính trị, Hoàng Khắc Quần lại nghiêm túc phân tích qua tư liệu của Cẩm Hồ, cho rằng lần này Cẩm Hồ là chân chính đối đãi với hạng mục khu khoa học công nghệ, cũng không thể nói thái độ đối với các hạng mục đãi chế thì không nghiêm túc, chỉ là điều kiện còn chưa thích hợp mà thôi. Mặc dù trong thành phố còn chưa có thái độ thống nhất, chính là bởi vì trong thành phố còn chưa kịp hình thành thái độ thống nhất. Lúc này dẫn đầu thì ngày sau phân công lao mới có thể hiện ra tầm quan trọng. Hoàng Khắc Quần mới không lo lắng trong thành phố sẽ cam tâm giao đầu tư sản nghiệp kỹ thuật cao tân cao tới 700,800 triệu cho thành phố khác cạnh tranh, nói đến thì trên đầu hắn còn có chức vụ chủ nhiệm khu công viên cao tân Tân Phổ. Chủ động xuất khích, cũng không tính quá khác người. Nhìn Liễu Chí Quân. Hoàng Khắc Quần vội vàng vây quanh Trương Khác đi xuống cầu thang, Hồ Tôn Khánh lại càng xác nhận y là thanh niên trẻ tuổi đến quá đáng mấy ngày này ở trong tỉnh gây ra sóng to gió lớn. Hồ Tôn Khánh trong lòng cũng hối hận không kịp,
không nghĩ tới Hoàng Khắc Quân lại đoạt trước một bước liên lạc với Trương Khác, dù sao vẫn không thể lúc này đuổi theo được. Chuyện Trương Khác và Lý Viễn Hồ có địa vị ngang nhau chỉ ở truyền đi trong phạm vi nhỏ, thế nhưng thực nghiệp Gia Tín công bố phương án tăng phát tỉnh cấu cao tới 3 tỷ đô la Hồng Kông, mới chân chính giấy lên sóng to gió lớn trong tỉnh. Tăng phát tỉnh cấu sát nhập và mua lại công ty khác bằng cách tăng phát cổ phiếu. Căn cứ vào tư liệu của thực nghiệp Gia Tín tại Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hồng Kông công bố, sản lượng tiêu thụ năm ngoái của điện tử Ái đạt vượt quá 4 tỷ, mặc dù không công khai số liệu thu lời, nhưng một số hãng truyền thông tài chính và kinh tế dự đoán năm ngoái điện tử Ái đạt lợi ít nhất cũng phải mấy tỷ, điều này tương ứng với quy mô đầu tư của Cẩm Hồ năm 96. Phương án tăng phát tỉnh cấu thành công thực thi, trong tay Cẩm Hồ chỉ nắm giữ 3.8 tỷ tiền mặt, đây là khái niệm gì? Trước đó có bài học của hạng mục chế tương, trong thành phố đích xác lo lắng lần này Cẩm Hồ tung ra hạng mục khu khoa học công nghệ lại là dở thủ đoạn chính trị, cho nên cao tầng Cẩm Hồ lấy Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Chu Nhất Bình làm đại biểu, ở bên ngoài tạo thanh thế, trong tỉnh, trong thành phố biểu hiện vừa lãnh đạm lại chậm chạp, đương nhiên cũng không bài trừ nhân tố Lý Viễn Hồ không chịu xuống nước, người khác cũng muốn chiếu cố đến thể diện của Lý Viễn Hồ. Chế tương quá trình tách sợi từ nguyên liệu sợi thực vật được bột giấy. Thế nhưng ngày 28 tháng 3, sau khi thực nghiệp Gia Tín công bố phương án tăng phát tỉnh cấu, thái độ trong tỉnh mặc kệ, ở chỗ Lý Viễn Hồ sẽ không dễ dàng thay đổi, thái độ của mọi người trong TP kiến nghiệp lại lặng yên phát sinh chuyển biến. Phương án tăng phát tỉnh cấu thành công thực thi, trong tay Cẩm Hồ với số tiền 3.8 tỷ, lẽ nào Trương Khác lại đem khoản tiền 3.8 tỷ này về biệt viện chất đống để đếm chơi? Rất đáng tiếc, từ ngày 28 tháng 3 cho tới bây giờ, Trương Khác cùng Trần Tín Sinh tại Hồng Kông, Đinh Hòe bay đi Mỹ, Tô Tân Đông ở lại Bắc Kinh, vài tên cao tầng ở lại Hải Châu cũng không tham dự loại quyết sách trình tự này. Trong TP, Hải Châu lại bảo trì trầm mặc đối với việc này, không liên hệ với bên trên được. Trong TP, kiến nghiệp dù có người muốn biểu hiện nhiệt tình một chút cũng không có phương pháp. Hồ Tôn Khánh không nghĩ đến Hoàng Khắc Quần sẽ có bản lĩnh trước tiên liên hệ với Trương Khác, người ta mới từ tiệc rượu nơi khác tới, đến nhà hàng kiến nghiệp còn mang theo chút men say, thấy Hoàng Khắc Quần liền nghĩ cố ý đắn đo một chút tư thái, lại vội vàng cùng Liễu Chí Quân thân thiện một chút, trong đầu còn xoay quanh dung nhan kinh diễm của nữ nhân bên cạnh Trương Khác, cũng chỉ nói được mấy câu, thực sự đã bỏ qua Trương Khác. Hồ Tôn Khánh không còn tâm tình mà lo việc tiếp đãi ngoại vụ. Vội vã đọc máy móc cho xong bài phát biểu thư ký kín đáo đưa cho hắn, lòng mang suy tư cùng đại biểu của đoàn tham quan Nhật Bản uống rượu, nhưng bảo thư ký đến bàn phục vụ hỏi thăm Hoàng Khắc Quần, Liễu Chí Quân đã dẫn Trương Khác đến phòng bao nào. Thư ký chạy đi một hồi, trở về lại nói cho Hoàng Khắc Quần, nhóm Liễu Chí Quân đã rời khỏi nhà hàng đến nơi khác rồi. Hồ Tôn Khánh thiếu chút nữa chừng rớt cả trong mắt, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến là Hoàng Khắc Quần đang phá rối, mục đích là không muốn chia cho hắn một chén canh. Chương 539, làm đề tài cho người khác. Trương Khác và Hứa Tư theo Liễu Chí Quân, Hoàng Khắc Quần rời khỏi nhà hàng tiếp đãi ngoại vụ của phủ thị chính, đi xuống lầu, Hoàng Khắc Quần liền nói trong phụ lâu tạm thời của nhà hàng kiến nghiệp mới mở một quán thịt ngan thẩm ký rất ngon, kiến nghị đến quán thẩm ký dùng cơm. Quán thẩm ký mở ở tầng dưới chót phụ lâu sát đường nhà hàng kiến nghiệp, từ nhà hàng kiến nghiệp đi ra ngoài, quẹo rồi đi thêm con đường nữa là tới. Trương Khác không thích ăn thịt ngan lắm, thịt Nga khá béo, y chỉ ăn tại quán thẩm ký mới không ngán. Trước khi ngồi xe đến nhà hàng kiến nghiệp thấy quán thẩm ký dùng bảng hiệu trang trí thêm đèn màu đỏ. Khi xuống xe, Trương Khác còn cùng Hứa Tư nói có thể để quán thẩm ký đem chiêu bài của họ là món gan ngỗng đến nhà hàng kiến nghiệp. Hoàng Khắc Quần nói như vậy, tất nhiên là muốn làm Trương Khác vui, trên thực tế là muốn tách khỏi Hồ Tôn Khánh. Trong lòng Liễu Chí Quân hiểu rõ. Nghĩ thầm một khắc cuối cùng Hồ Tôn Khánh hẳn là ý thức được thân phận của Trương Khác, đợi lát nữa nếu như tìm không thấy người chỉ sợ sẽ gọi mẹ. Chỉ là Hoàng Khắc Quần đã mở miệng, hắn sẽ không thể trực tiếp phủ định, cái gọi là chủ tùy khách tiện, then chốt còn phải xem nguyện vọng của Trương Khác, nói chung cũng là Hoàng Khắc Quần đắc tội Hồ Tôn Khánh, hắn cùng lắm thì ngày sau gặp phải Hồ Tôn Khánh nói tiếng xin lỗi là được. Trương Khác không quá hiểu rõ về Hoàng Khắc Quần, đối với Hồ Tôn Khánh lại có cảm giác xa cách tiên nhập vi chủ. Hoàng Khắc Quần nói đến quán ngan thẩm ký bên ngoài, y cũng liền thuận theo Hoàng Khắc Quần. Từ phản ứng của hai người Hoàng Khắc Quần và Hồ Tôn Khánh, Trương Khắc ý thức được trong TP, kiến nghiệp còn chưa hình thành ý kiến thống nhất đối với hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ đưa ra. Là bản thân Hoàng Khắc Quần có ý nguyện lập công, tìm một nơi khác ăn cơm chẳng qua là không muốn dính dáng đến Hồ Tôn Khánh,
Nói như vậy, Liễu Chí Quân cũng là một mình tham gia, cũng không phải là chịu phân phó của bí thư Đào Tấn quan tâm đến chuyện này. Khi ăn cơm tự nhiên phải nhắc tới hạng mục khu khoa học công nghệ, nếu lần này chỉ là Hoàng Khắc Quần cùng Liễu Chí Quân một mình tham gia, Trương Khắc rất quyết ý, đại khái thuật lại một lần tin tức đã công khai cho hai người Hoàng, Liễu. Nghe chính mồm Trương Khắc nói ra, tự nhiên có cảm giác chân thực hơn rất nhiều tin tức của giới truyền thông. Hoàng Khắc Quần cũng chỉ muốn tự mình xác nhận một chút, sau đó mới càng có nắm chắc dẫn đầu thuyết phục trong thành phố tích cực đi tranh thủ hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ. Hắn cũng là khi tham gia quân huấn duyệt binh của tân sinh khu Tân Phổ Đại học Đông Hải, thấy được Liễu Chí Quân ở ngoài thao trường gọi Trương Khắc, lúc đó Hồ Tôn Khánh cũng có mặt, chỉ là cách khá xa, nên không thấy rõ tướng mạo của Trương Khắc, Hoàng Khắc Quần liền tìm Liễu Chí Quân, hy vọng hắn có thể giúp mình giới thiệu cho Trương Khắc, bằng không thì hắn cũng tìm không được người giới thiệu có thể liên hệ với Trương Khắc. Biệt thự ở công viên Sư Tử đã lâu không có người đến ở, cũng không có bắt người ta đúng giờ thu dọn. Ban đêm Trương Khắc cùng Hứa Tư đến ở, đệm chăn nặng trịch hút đủ hơi ẩm ở bờ sông, trong tủ quần áo chỉ có một ga giường còn khô. Trương Khắc liền cùng Hứa Tư khoác ga giường, dựa vào nhau ngồi ở cửa sổ lầu ba nghe tiếng sóng vỗ ngoài cửa sổ, trong phòng tắt đèn, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm từ xa vẩy xuống ánh trăng lạnh lẽo, khiến bóng đêm tĩnh lặng tăng thêm vài phần se lạnh. Trương Khắc ngưng mắt nhìn đôi môi đỏ mềm mại, đôi mắt dịu dàng của Hứa Tư, áp mình lên thân thể mềm mại của nàng. Nhẹ nhàng hôn. Trong tiếng sóng vỗ bờ, chút xuống quần áo của Hứa Tư, ngay tại bệ cửa sổ liều chết triền miên. Mây mưa qua đi, Hứa Tư mặt phấn ửng hồng, thân trên trần chuồng, dưới ánh trăng da thịt nhẵn nhụi như ngọc như thoa thêm một lớp phấn hồng, đặc biệt kiều diễm. Trương Khắc quyến luyến ôm chặt lấy Hứa Tư ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn mặt sông trong bón đêm lập lòe sóng nước. Hình như ngày hôm hai cậu không đủ nhiệt tình với Hoàng Khắc Quần. Hứa Tư nắm lên một góc ga giường. Che lại thân thể trần truồng của cô và Trương Khắc, nàng không quen thân thể bại lộ dưới ánh trăng lạnh lẽo, nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác tiêu hồn ra thịt hai người kề sát nhau. Mấy ngày này Cẩm Hồ tạo thanh thế, đơn giản chính là muốn trong tỉnh, trong TP, kiến nghiệp lọt vào tầm bắn của y, thật vất vả trong TP, kiến nghiệp có người dẫn đầu, Trương Khắc lại không biểu hiện ra nhiệt tình nên có. Thân cận quá sinh ra cả trớn. Trương Khắc giúp Hứa Tư kéo lại ga giường. Cảm nhận được cảm xúc tiêu hồn mềm mại ở trong lòng. Hoàng Khắc Quần chưa hẳn có được khí độ cam tâm tình nguyện tặng toàn bộ công tích cho người khác. Vậy cậu yêu cầu đối phương có khí độ thế nào? Khí độ này, có lẽ không chỉ là vấn đề của một mình Hoàng Khắc Quần. Viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao Tân Tân Phổ, năm 88 do chính phủ tỉnh cùng chính phủ TP, kiến nghiệp cùng xây dựng, năm 91 trở thành khu cao tân cấp quốc gia tại quốc nội. Cũng là năm 91. Hoàng Khắc Quần từ vị trí xưởng trưởng điều đến khu cao tân đảm nhiệm phó chủ nhiệm viên khu, lại lần lượt kiêm nhiệm các chức phó bí thư khu ủy, chủ nhiệm viên khu cao tân, bí thư đảng tổ khu Tân Phổ. Hiện tại lại nhảy một cấp lên làm phó thị trưởng TP, kiến nghiệp. Quan lộ của hắn cũng thông thuận, thế nhưng phát triển của viên khu cao tân thì sao? Hiện tại đã là năm 97, giá trị sản lượng sản nghiệp kỹ thuật cao tân chiếm 12% tổng giá trị sản xuất của TP, kiến nghiệp cũng không đến. Toàn khu quy hoạch diện tích 5 km², khai phá chưa đến 1 tháng 4. Trước sau tổng cộng đưa vào gần 300 xí nghiệp chân chính có đặc thù khoa học kỹ thuật cao tân chưa đến 20. Thành tích như vậy, rất khó khiến người tín nhiệm được. Trương Khắc nhếch miệng cười khẽ. Cẩm Hồ tung ra hạng mục khu khoa học công nghệ là không sai, cũng minh xác kim ngạch đầu tư lúc đầu của khu khoa học công nghệ khoảng chừng 600 triệu đến 1 tỷ. Cũng minh xác nói rõ hạng mục khu khoa học công nghệ cuối cùng là làm chuẩn bị cho tập đoàn Ái Đạt toàn diện tiến quân thị trường điện tử. Thế nhưng hạng mục khu khoa học công nghệ sao có thể dùng hết được khoản tài chính này, chỉ sợ các quan viên của TP, kiến nghiệp đều chưa có ấn tượng cụ thể gì, họ chung quy không thể trông cậy vào Cẩm Hồ tới làm xây dựng cơ bản. Cậu đưa ra đề mục rất lớn cho các quan lão gia ở kiến nghiệp đấy. Hứa Tư ngẩng đầu nhìn Trương Khắc, cười duyên dáng. Phải xem coi ai trả lời đúng. Sản nghiệp kỹ thuật cao tân của quốc nội, Kinh Hỗ Việt Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông thuộc về đệ nhất tập đoàn, các thành phố Vũ Hán, Hàng Châu, kiến nghiệp thuộc về danh sách đệ nhị tập đoàn. Hiện tại, sản nghiệp kỹ thuật cao tân quốc nội phải nói còn nằm trong giai đoạn cất bước không lâu, thế nhưng chênh lệch giữa đệ nhất tập đoàn cùng đệ nhị tập đoàn cũng đã kéo gần lại cự ly. May mà, loại chênh lệch này vẫn chỉ chênh lệch trên đầu đuôi sản nghiệp, chỉ ít tài nguyên kỹ thuật. Tài nguyên nhân lực vẫn chưa rõ ràng nghiêng về Kinh Hỗ Việt.
STP, kiến nghiệp tổng cộng có 36 trường cao đẳng, cùng số lượng cơ cấu nghiên cứu khoa học khổng lồ. Tại lĩnh vực phi điện tử, năm 97, trình độ cơ cấu nghiên cứu khoa học cùng trường cao đẳng của TP, kiến nghiệp tại quốc nội còn có ưu thế rất lớn. Lúc này TP, kiến nghiệp muốn đuổi kịp, cũng không phải không có cơ hội, chỉ là không biết được ai có thể đảm nhiệm được thôi. Trường khác có thể thấy được xu thế phát triển của sản nghiệp thông tin điện tử ở tương lai hơn 10 năm, tỉnh Đông Hải hoàn toàn có khả năng trong thời gian hơn 10 năm sau lấy kiến nghiệp làm trung tâm phát triển ra một quần sản nghiệp cao tân siêu cấp quy mô lấy sản nghiệp điện tử là chủ. Nhưng mà sự thực của một đoạn lịch sử phát triển chân chính khác, sản nghiệp điện tử của tỉnh Đông Hải chỉ xa vào làm các nhà xưởng cho nhà máy điện tử hải ngoại, TP, kiến nghiệp không thể đưa ra một hai nhà xí nghiệp khoa học kỹ thuật cao tân. Ai có được quyết đoán lớn lãnh đạo sản nghiệp kỹ thuật cao tân của tỉnh Đông Hải đi ra khỏi khốn cục quẫn bách, đây cũng sẽ khiến nhân sinh sĩ đồ của người đó huy hoàng. Lý Viễn Hồ có thể cầm chiến tích này để làm quang mang của hắn thêm chói mắt, nhưng hắn sẽ không phải là nhân vật quán triệt từ đầu đến cuối. Và lại nhân vật như Lý Viễn Hồ, Trương Khắc cũng không giúp đỡ nổi. Có thể đợi không được một nhân tuyển khiến người thỏa mãn như vậy, thế nhưng bước tiến phát triển của Cẩm Hồ sẽ không bởi vậy mà dừng lại. Trương Khắc ôm Hứa Tư, tùy ý nói chuyện, bình xét quan viên trong TP, kiến nghiệp. Khi nói đến Hồ Tôn Khánh, Hứa Tư ngẩng đầu hỏi Trương Khắc. Hồ Tôn Khánh kia cậu tiếp xúc qua chưa? Cậu đối với ông ta cũng rất lạnh nhạt. Ông ấy à? Trương Khắc nói cho Hứa Tư nghe việc Hồ Kim Tinh. Hồ Kim Tinh đó có thể là con cháu của Hồ Tôn Khánh, con người em phán đoán sự tình hoặc là người đều rất chủ quan, có một số người không thích thì nào cũng không thích được, không thích, thái độ tự nhiên không thân thiện nổi. Hiện tại hình như em cũng không cần cố gắng đi lấy lòng ai. Có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Hứa Tư ưỡn lưng ở trong lòng Trương Khắc, da thịt dán vào nhau, đưa tay đi sờ gương mặt gầy gò của Trương Khắc. Thật lo lắng nhiều chuyện như vậy, sao cậu gánh vác được? Quen là tốt rồi, không phải là còn có mọi người sao? Tay Trương Khắc nhịn không được xoa lên ngực Hứa Tư, muốn đem thân thể hoàn mỹ của Hứa Tư xoa vào trong thân thể của mình. Bên này đang tán tỉnh, dưới lầu có động tĩnh có xe chạy qua, Trương Khắc không hiểu được lúc này ai tìm tới. Hứa Tư muốn đứng lên mặc quần áo, Trương Khắc ôm nàng nói. Không vội, nghe một chút là ai? Có lẽ là ông già em nửa đêm từ Tân Vu gấp trở về. Đèn xe chiếu vào phòng khách dưới lầu, ngọn đèn chiếu khắp nơi, sáng hơn cả đèn ở phòng trên lầu, có Phó Tuấn cùng Mã Hải Long ngủ ở dưới lầu. Nghe được tiếng nói dưới lầu, không ngờ là Diệp Kiến Bân, người này nửa đêm không gọi điện thoại thì đã chạy qua đây, chắc là tới khiến mình lúng túng. Hứa Tư chột dạ đứng lên mặc quần áo, Trương Khắc lại không lo lắng, quả nhiên một lát sau chợt nghe thấy tiếng Diệp Kiến Bân đứng ở cửa cầu thang gọi vọng lên lầu. Cho hai người 5 phút mặc quần áo, bằng không thì chúng tôi sẽ xông lên bắt kẻ thông dâm. Bên cạnh Diệp Kiến Bân có người đang cười, tiếng cười này nghe rất quen, nhất thời cũng nhớ không nổi là ai. Trương Khắc trong lòng buồn bực, người có thể hơn nửa đêm đi cùng Diệp Kiến Bân sẽ là ai? Nhưng tiếng cười nghe còn quen như thế. Chương 540, khách đến từ Kinh Thành. Hứa Tư sợ bị Diệp Kiến Bân chế nhạo, trốn ở lầu 3 không chịu xuống. Lại nói Diệp Kiến Bân còn dẫn theo người khác tới, Trương Khắc đi xuống lầu, không phát hiện Diệp Kiến Bân ở trong phòng khách, Phó Tuấn chỉ phòng bếp, nghe Diệp Kiến Bân đang phân phó người tìm ly thủy tinh trong bếp. Nghe mùi cà phê nồng nặc xông vào mũi, không nhớ cái nhà này còn có cà phê mà. Có thể tìm được hũ cà phê là có thể tìm được ly cà phê, tìm ly thủy tinh làm cái gì? Trương Khắc bảo Phó Tuấn và Mã Hải Long đi nghỉ ngơi, ai biết được Diệp Kiến Bân nửa đêm chạy tới có chuyện gì muốn làm bao lâu. Đi vào bếp, thấy Diệp Kiến Bân đang mở ra một lọ màu đỏ, trên bàn đá ở giữa phòng đặt một đống đồ ăn, rượu đỏ, còn có cà phê đều là Diệp Kiến Bân mang qua đây. Chỉ là mùi vị hơi hỗn tạp, Diêu Văn Thịnh lấy ly thủy tinh từ tủ bát, xoay người lại, nhìn Trương Khắc nói. Khắc thiếu gia giấu người kỹ thật đấy, sau này tôi còn cùng Diêu Kiên gặp hai lần, anh ta không đề cập tới cậu một chữ nào. À! Trương Khắc đích xác không nghĩ đến tiếng cười quen thuộc là Diêu Văn Thịnh. Có chút quái lạ lúc này Diêu Văn Thịnh lại xuất hiện tại kiến nghiệp. Nếu Diệp Kiến Bân dẫn hắn qua đây, chắc chắn cố sự nghe được, Diêu Kiên là phó tổng giám đốc của chi nhánh City Bắc Kinh. Lúc trước Trương Khắc còn phân phó muốn hắn cùng với Diêu Văn Thịnh làm tốt quan hệ, không nghĩ tới Diêu Văn Thịnh trực tiếp tìm tới cửa. Y nở nụ cười, nói. Tôi nghĩ sao tiếng nói này quen thế, chạy tới kiến nghiệp để tôi tận tình địa chủ sao?
Lần trước tại quán ăn đêm ở Bắc Kinh, Diêu Văn Thịnh cũng không ngại vị hôn thê Dịch Hinh trong nhà hắn chỉ định ở cùng với nhóm Trương khác. Khi nói chuyện, cảm thấy tính tình có phần hợp nhau, Diêu Văn Thịnh cuối cùng còn kiên trì muốn tận tình địa chủ. Trương khác nói, ở Kiến Nghiệp thôi cũng không dám trước địa chủ này của anh Diệp. Lại hỏi Diệp Kiến Bân, khi tôi rời khỏi Hong Kong, dự định đến thẳng Bắc Kinh, không mua được vé máy bay mới tạm thời quyết định tới Kiến Nghiệp trước để xử lý một số chuyện, sao anh biết tôi ở đây? Tôi đương nhiên nghĩ cậu sẽ đến thẳng Bắc Kinh. Diệp Kiến Bân lặng lẽ cười. Cơ sở ngầm của Văn Thịnh tại Đông Hàng không ít, cậu cho là cầm cái lá cây che mặt là có thể giấu giếm được ai. Hai người còn trên máy bay chàng chàng thiếp thiếp, tôi nghĩ cậu đến Kiến Nghiệp không liên hệ với tôi, có lẽ là sợ tôi làm phiền hai người song túc song phi, cho nên trực tiếp nửa đêm đến đây bắt gian hai người. Lúc này Trương khác lại đang suy nghĩ, sau đó cùng cô khác, không biết có nên ngồi máy bay khác của công ty khác không đây. Sau Tết khắp nơi bôn ba, chính là lần trước đi Hong Kong ngồi máy bay từ Kiến Nghiệp mới đến nhà cũ họ Diệp thăm hỏi Diệp tổ Phạm lão nhân. Thế nhưng Diệp Kiến Bân không có ở Kiến Nghiệp, trong khoảng thời gian này vẫn chưa nói chuyện với Diệp Kiến Bân, lại không ngờ Diệp Kiến Bân và Diêu Văn Thịnh quen nhau, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc trước khi gặp Diêu Văn Thịnh tại Bắc Kinh, đã biết là bối cảnh của hắn không cạn, Dịch Hinh là con gái của Dịch Vân Phi, phó bộ trưởng bộ bưu điện, điều này xác thực không thể nghi ngờ, sau đó từ Vương Húc Sâm đạt được xác nhận. Diêu Văn Thịnh cùng Chu Hưng Đông đều là công tử gia được bộ bưu điện công nhận, nhưng Diêu Văn Thịnh cùng Chu Hưng Đông tranh vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Liên Tín đã bị bại trận. Lúc đó Trương khác cũng không cố từ trong miệng Vương Húc Sâm thám thính thêm tin tức gì, ngại thân phận lúc này của mình, mặc dù chiếm tiện nghi của biểu đệ Lương Văn Giang, cũng chưa hẳn có thể làm cho Vương Húc Sâm thân thiết với người quen sơ mà nói hết được. Diệp Kiến Bân đứng dưới mái hình vòm giữa phòng ăn và phòng khách, thăm dò nhìn một chút cửa cầu thang, hỏi. Chắc không phải cô ấy bỏ ra ngoài từ cửa sau đấy chứ? Nếu chuyện cùng Hứa Tư để cho người của Đông Hàng truyền tới tai Diêu Văn Thịnh, vậy không cần phải giấu giếm. Diệp Kiến Bân nói như vậy, cũng là nói rõ Diêu Văn Thịnh là người có thể tín nhiệm, mặc dù cùng Diêu Văn Thịnh chỉ gặp mặt một lần, trên người hắn có một mặt con cháu thế gia ngang ngạnh. Thế nhưng tính tình của hắn không khiến người ta chán ghét. Trương khác nhận lấy rượu đỏ từ tay Diêu Văn Thịnh đưa qua, nói tiếng cảm ơn, thấy Diệp Kiến Bân hướng về cửa cầu thang nháy mắt, đi tới phòng khách, đợi một hồi không thấy Hứa Tư đi xuống. Biết cô không muốn lúc này đi ra gặp Diêu Văn Thịnh, Diệp Kiến Bân quen thân rồi nên không có gì đáng kể, cười nói. Hơn nửa đêm tôi bị anh đánh thức còn chưa đủ, anh còn muốn đánh thức người nào nữa? Đêm càng sâu, dưới lầu nói chuyện, Hứa Tư ở trên lầu nghe rõ ràng. Nghe Trương khác nói như vậy là không ép buộc mình đi xuống lầu, ôm ga giường đến phòng ngủ trước, máy điều hòa chạy cả đêm, chăn đã hơi khô, không quản Diệp Kiến Bân nửa đêm tìm đến có chuyện gì. Diệp Kiến Bân biết Trương khác chỉ nói càn, lặng lẽ cười, nói. Vẫn nghĩ giới thiệu Văn Thịnh cho cậu quen, nhưng không ngờ hai người đã có cơ hội chạm mặt nhau rồi. Đem đồ ăn, rượu đỏ còn có cà phê trên bàn bếp dọn hết lên ghế thủy tinh ở phòng khách, Diệp Kiến Bân lại nói. Không biết bao lâu mới có thể bắt được người của cậu, lần này Văn Thịnh xem như là chân ướt chân ráo đến Kiến Nghiệp, thừa dịp tối nay còn có chút ánh trăng, chúng ta uống rượu tẩy trần cho cậu ấy đi. A, à. Trương khác hơi kinh ngạc, khi lần đầu gặp mặt, Diêu Văn Thịnh tiết lộ hắn bất mãn với tác phong của bộ ủy, không khí trầm lắng như bộ bưu điện, nên muốn đến địa phương bắt đầu, nhưng Trương khác từ trong lời của hắn đoán được trong nhà lại càng hy vọng hắn ở bộ ủy bồi dưỡng tư lịch rồi mới đến địa phương để có thể có được khởi điểm cao. Lúc này mới qua hơn một tháng, sao Diêu Văn Thịnh lại đột nhiên điều động đến Kiến Nghiệp rồi? Trương khác không muốn vội vã hỏi cho rõ, bưng lên ly rượu, cười nói. Vậy tối nay bị anh đánh thức không oan, sau đó đến Kiến Nghiệp lại thêm một người uống rượu nữa rồi. Cậu không nóng vội hỏi Văn Thịnh điều đến bộ môn nào của Kiến Nghiệp sao? Diệp Kiến Bân hỏi. Có thể nhắm rượu được không? Trương khác không vội mà hỏi ý đồ đến của Diêu Văn Thịnh, còn lo chính hắn không vội nói sao? Diệp Kiến Bân cười ha ha, biết muốn cho Trương khác chủ động hỏi quá khó khăn, vỗ vỗ vai Diêu Văn Thịnh. Tự cậu nói đi. Trong nhà vốn không muốn tôi đi ra sớm. Diêu Văn Thịnh thản nhiên nói. Tư lịch hơi cạn, tại bộ bưu điện đã hơn 5 năm, cấp chính sử còn chưa với tới, đến địa phương có lẽ phải vùng vẫy ở tầng dưới chót, chỉ là gần đây trong kinh thành nước hơi sâu, nhà tôi mới phái tôi tới Đông Hải.
tuy nói cục diện chính trị quốc nội ổn định, thế nhưng trước khi hội nghị trái đất cùng cơ cấu quyền lực có điều chỉnh, chung quy sẽ có chút biến động nhỏ xảy ra. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Diêu Văn Thính cũng không phải người gây sự, chỉ cần tại Bắc Kinh cẩn thận một chút, sóng gió cũng không thổi đến người hắn được. Diêu Văn Thính nói vậy không hoàn toàn không thật, hắn đến địa phương, cần phải là bản thân hắn tranh thủ chứ. Mặc dù chưa nói chuyện qua, ấn tượng lần đầu gặp mặt hẳn là sẽ có một số hoài bão hơn so với nói chuyện. Trương Khắc cười nói. Đừng nói đau khổ như phải đi lưu vong vậy, mặc dù kiến nghiệp không bằng Bắc Kinh, nhưng có thể tính là một nơi tốt đẹp. Lần này có thể đi ra ngoài cũng không dễ dàng gì. Diêu Văn Thính lắc đầu, thu lại vẻ mặt nói cười. Thỏa hiệp với nhà rồi, sẽ không thể đến địa phương tiếp tục lăn lộn rồi. Trương Khắc nghĩ thầm có thể là nhận được khích lệ của Chu Hưng Đông cũng không chừng. Đúng là không dễ dàng. Diệp Kiến Bân nói. Gia Gia Văn Thịnh là tiền ủy viên cố trưởng canh của Trung Cố ủy, không phải là Diêu nào đó đâu. Trung Cố ủy, ủy ban cố vấn TW của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hắn chỉ vào Trương Khắc cười rộ lên. Cậu nhất định không đoán được phải không? Người ngoài đều rất khó nghĩ đến tầng quan hệ này. Còn nói ra duyên cớ Diêu Văn Thịnh khác họ. Lúc Hạo Kiếp 10 năm, Văn Thịnh được gửi nuôi tại một nhà họ Diêu ở Sương Bình. Lão gia tử cố ra liền để Văn Thịnh họ Diêu để ghi nhớ ân tình của người ta. Đoạn thời gian trước lão gia tử nhà tôi đến Bắc Kinh thăm lão gia tử cố gia, đã cam đoan, lão gia tử cố gia mới đồng ý Văn Thịnh đến kiến nghiệp, lão gia tử nhà tôi lúc nào giúp người khác cam đoan qua chưa? Diệp Kiến Bân quay đầu hỏi Diêu Văn Thịnh. Cậu đã tưới lời ngon ngọt gì cho lão gia tử nhà tôi? Diêu Văn Thịnh chỉ cười một tiếng. Diệp Kiến Bân cũng không có truy hỏi, lại quay đầu nói với Trương Khác. Công tác của Văn Thịnh quan hệ đến kiến nghiệp, cụ thể bộ môn nào công tác thì còn chưa có định ra. Trương Khắc đích xác không nghĩ đến Diêu Văn Thịnh là cháu của tiền cố vấn ủy viên cố trưởng canh, Diêu Văn Thịnh thật muốn quyết định thì điều đó cũng rất nhanh, dù sao cấp bậc không tính rất cao, tiếp thu cũng không tính quá phiền phức, trong tỉnh, trong thành phố tùy tiện chen vào một nhân vật cấp phó sử cũng như đi chơi, chỉ vài ngày vài cuộc điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Trung Cố ủy là một tổ chức có tính quá độ. Vì giải quyết việc thay thế tân lão của cơ cấu lãnh đạo trung ương, làm cho ban chấp hành TW trẻ tuổi hóa, đồng thời để một số lão đồng chí rời khỏi tuyến 1, sau đó tiếp tục phát huy tác dụng nhất định mà thành lập, năm 92 kết thúc sứ mệnh lịch sử mà triệt tiêu. Ủy viên cố vấn đều là nhân vật cấp nguyên lão TW. Cố Trường Canh, Diệp Tổ Hiến cũng quả thực có thể xưng là nguyên lão TW, hơn nữa hai người khi ở TW quan hệ mật thiết. Việc này thường nghe lão nhân Diệp Tổ Phạm nhắc đến khi nói chuyện nhà. Thì ra đây là nhiệm vụ lão nhân Diệp Tổ Phạm giao xuống. Trương Khắc cũng không dám bỏ qua, chỉ là không hiểu được Diêu Văn Thịnh lấy cái gì để thỏa hiệp với trong nhà hắn, hôn sự sao. Trương Khắc đặt ly rượu xuống, ngồi thẳng người, hỏi Diêu Văn Thịnh. Lần này cậu quyết định đến địa phương, bắt đầu có kế hoạch gì chưa? Nhân vật cấp nguyên lão TW người nào không phải là môn sinh vô số. Diệp Tổ Phạm để lão thượng cấp cố trưởng canh đồng ý Diêu Văn Thịnh đến địa phương, hẳn là sẽ có an bài, lúc này Trương Khắc mới hỏi bản thân Diêu Văn Thịnh có kế hoạch gì. Khi y hỏi như vậy, trong đầu lại xoay quanh việc Diêu Văn Thịnh cùng Chu Hưng Đông tranh chức trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Liên Tín bị thất bại. Lão gia tử đồng ý để tôi đến địa phương bắt đầu, kiến nghiệp lại là sự lựa chọn của tôi. Diêu Văn Thịnh nói, nếu dựa theo ý nguyện của họ, họ thì có ý hướng tôi đến tỉnh Giang Nam. Dượng tôi là Trần Tân Dân đang ở đó. Nhưng đi tỉnh Giang Nam thì có khác gì ở lại bộ ủy đâu. Chẳng qua là lăn lộn dưới cánh của người nhà mà thôi. Chương 541, một tháng của Diêu Văn Thịnh. Đến tỉnh Giang Nam có cái lồng của phó bí thư tỉnh ủy, đích xác sẽ sống rất thoải mái. TW quan hệ gia phả quá phức tạp, nếu không phải bản thân Diêu Văn Thịnh nói, Trương Khắc nhất thời còn nhớ không ra Trần Tân Dân là con rể của cố trưởng canh. Nhà họ Diệp nhân mạch rất rộng, cố gia chắc hẳn cũng không kém, nhưng nghe được Diêu Văn Thịnh nói là bản thân hắn lựa chọn đến kiến nghiệp, Trương Khắc lại có hứng thú, cười hỏi. Kiến nghiệp có chỗ nào hấp dẫn cậu? Không phải là kiến nghiệp có chỗ nào có thể hấp dẫn tôi muốn nói là bởi vì Đông Hải có Cẩm Hồ, có thể quá đường đột hay không? Diêu Văn Thịnh nheo mắt lại cười, bình tĩnh nhìn Trương Khắc. Nghe Diêu Văn Thịnh nói như vậy. Trương Khắc nghĩ thầm lần này Diêu Văn Thịnh có lẽ là ý chí không nhỏ, nếu chuyện Diệp Tổ Phạm giao phó xuống, Diệp Kiến Bân dẫn tới nhà,
chung quy không thể trông cậy vào Diệp lão gia tự mình dẫn tới, thản nhiên cười cười, nói. Vậy tôi cũng muốn nghe xem cậu nói thế nào. Sau Tết Trương Khác từ Bắc Kinh bay đến Dallas nước Mỹ, từ Dallas bay trở về quốc nội, trung gian dừng lại Hong Kong một chút. Tại Kiến Nghiệp biết được Lý Viễn Hồ muốn sau khi hắn nhậm chức tỉnh trưởng nắm được mấy hạng mục lớn, năm ngoái Cẩm Hồ tung ra hạng mục chế tương, kế hoạch đã ở trong danh sách lựa chọn của Lý Viễn Hồ. Trương Khác bị ép cùng nhóm Tô Tân Đông bay đi Bắc Kinh, muốn tại Bắc Kinh tạo thanh thế để rời đi lực chú ý của Lý Viễn Hồ. Lần hành trình Bắc Kinh này ngẫu nhiên gặp gỡ với nhóm Dịch Hinh, Diêu Văn Thịnh. Khi Diêu Văn Thịnh gặp Trương Khác ở quán ăn đêm cũng không biết thân phận của Trương Khác, nhưng biết Diêu Kiên, Triệu Bằng là nhân viên quản lý trung tầng của điện tử Ái Đạt, lúc đó hắn nóng lòng thoát khỏi bầu không khí trầm lắng của bộ ủy, ngại trợ lực của gia đình không thể mặc ý làm bậy, rồi lại cùng Chu Hưng Đông tranh vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Liên Tín mà bị nhục, ý chí cũng có hơi sa sút. Cuối cùng Cẩm Hồ lựa chọn lấy danh nghĩa của tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh tạo thanh thế, không chỉ hấp dẫn giới truyền thông cùng ánh mắt của công chúng, cũng hấp dẫn tầng lớp quan liêu Bắc Kinh chú ý, đặc biệt là tập đoàn Ái Đạt dẫn ra cuộc thảo luận của giới truyền thông đối với địa vị kinh tế dân doanh, càng hấp dẫn sự chú ý của nhân vật cao tầng, cũng bao gồm cả nhân vật cao tầng trước kia đã lui đến phía sau màn nhưng thời khắc quan tâm đến thế cục kinh tế, chính trị quốc nội, Diêu Văn Thịnh cũng là một trong số đó. Lão gia tử Cố gia Cố Trường Canh cũng là một trong số đó. Ngay sau đó, Trần Tín Sinh lấy danh nghĩa của tập đoàn Ái Đạt tuyên bố kế hoạch mở rộng kỹ thuật, hướng về thị trường tiêu thụ điện tử toàn diện tiến quân, cũng chính thức khởi động hạng mục khu khoa học công nghệ. Khác với sự cảnh giác, chậm chạp ở trong tỉnh Đông Hải, những người khác ngay từ đầu đã có hứng thú rất lớn đối với hạng mục khu khoa học công nghệ của tập đoàn Ái Đạt, dù sao chưa chịu thiệt bởi Trương Khác, mà trong khoảng thời gian này tập đoàn Ái Đạt tạo thanh thế rất lớn, khiến hạng mục khu khoa học công nghệ thoạt nhìn hết sức chân thực đáng tin, mọi người đều tin tưởng tập đoàn Ái Đạt tại nghiệp vụ đầu đĩa năm 95 có lợi nhuận 1 tỷ một năm. Chỉ cần tài chính không phân tán, lợi nhuận năm 97 cũng đủ để duy trì hạng mục khu khoa học công nghệ, không có gì lý do không tin. Đối với Diêu Văn Thịnh đã rất thất vọng về không khí trầm lắng của bộ bưu điện, cùng với sản nghiệp điện tử của quốc nội lấy xí nghiệp quốc hữu chủ đạo, nó như rót vào một liều thuốc kích thích, khiến hắn ý thức có thể kinh tế dân doanh mới là then chốt dẫn đạo sản nghiệp ngành điện tử thông tin của quốc nội đi lên, ý nguyện ban đầu của hắn thậm chí muốn trực tiếp gia nhập tập đoàn Ái Đạt. Ý nghĩ này của hắn lại bị hắt ổ chậu nước lạnh ở trước mặt cha mình Cố Hưng Vũ, mặc dù quan trường quốc nội đầy nhân vật bình thường, thế nhưng có thể nổi bật tại quan trường thì không ai không phải là tinh anh, Cố gia cũng không hy vọng bởi vì hắn nhất thời bị nhục mà cắt đứt tiền đồ chính trị của mình, hơn nữa Cố gia yêu cầu ở trên vòng chính trị có người kế tục. Thể chế chính trị của quốc nội dù sao cũng khác với nước ngoài. Anh muốn phát triển trên sĩ đồ, nhất định phải trưởng thành trong một thể chế nội, dù cho tiến vào xí nghiệp quốc hữu cũng được. Dưới tranh chấp của Diêu Văn Thịnh cùng gia đình, phương án thỏa hiệp cuối cùng là thỏa mãn ý nguyện trước đó của hắn. Đồng ý hắn điều đến địa phương nhậm chức. Cố gia cũng sẽ không ném Diêu Văn Thịnh đến núi hẻo lánh mà tự sinh tự diệt. Nói đến thì Diêu Văn Thịnh là một quan viên cấp phó sử, cũng không cần phải dùng lực lượng quá mạnh là có thể tùy tiện bổ nhiệm xuống một thành phố nào đó, phương án tốt nhất đương nhiên là đến thành phố có người có thể chiếu cố để nhậm chức. Tuy nhiên Diêu Văn Thịnh vẫn chưa từ bỏ ý định đối với tập đoàn Ái Đạt, lần này hắn thấy được hy vọng sản nghiệp điện tử quốc nội quật khởi. Tập đoàn Ái Đạt đã cùng ý nghĩ nảy sinh lâu nay của hắn không bàn mà hợp ý nhau, hắn cũng chưa ý thức được tập đoàn Ái Đạt đã sớm động chạm tâm tư đối với sản phẩm thông tin di động, cũng chưa ý thức được Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông sẽ quyết tâm hủy đi bộ phận bưu điện, đem bộ môn điện tín cùng các bộ công nghiệp điện tử trùng tổ thành bộ sản nghiệp thông tin, cũng tại một năm sau trở thành hiện thực. Hắn không rời khỏi bộ bưu điện thì cũng sẽ cùng tập đoàn Ái Đạt phát sinh giao tiếp, trong lòng Diêu Văn Thịnh nghĩ. Các thành phố chủ yếu của quốc nội đều đang làm công viên sản nghiệp kỹ thuật cao tân, hạng mục khu khoa học công nghệ đại quy mô như của tập đoàn Ái Đạt phải dựa vào tài nguyên nhân tài kỹ thuật của thành phố lớn, cuối cùng trú tại các thành phố có một viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân nào đó như Vũ Hán, Hàng Châu, Thành Đô hoặc là Kiến Nghiệp. Đó hầu như là việc có thể khẳng định. Hắn nguyên dự định đợi sau khi hạng mục khu khoa học công nghệ của tập đoàn Ái Đạt xác định thành phố, hắn có thêm lựa chọn địa phương đến nhậm chức. Khi hắn đem tính toán của mình thương lượng với lão gia tử Cố gia Cố Trường Canh, Cố Trường Canh nói thẳng. Đi Kiến Nghiệp, quảng cáo có nhiều, thanh thế có lớn, cuối cùng vẫn là tại Kiến Nghiệp. Khi đó, Trương Khác còn đang cùng Lý Viễn Hồ ở vào thời kỳ giằng co, Lý Viễn Hồ còn chưa tới Hải Châu khảo sát đưa ra thỏa hiệp.
Rất nhiều người của thế hệ trước hơi lảng tránh đối với sự quật khởi của thể chế kinh tế phi công hữu, rất sợ lực lượng đối lập của chế độ kinh tế phi công hữu cùng chế độ kinh tế công hữu xảy ra nghịch chuyển, sẽ hình thành uy hiếp đối với thể chế quốc gia lấy chế độ kinh tế công hữu làm cơ sở. Thế nhưng Cố Trường Canh lại không phải là phái bảo thủ, từ khi tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh tạo thanh thế, đặc biệt là khi coi đây là ngọn nguồn ở trên giới truyền thông dẫn tới thảo luận về địa vị của kinh tế dân doanh, ông ta bắt đầu quan tâm đến tập đoàn Ái Đạt, quan tâm Cẩm Hồ, cũng quan tâm đến Trương Khác, người thanh niên trẻ tuổi đến quá đáng có thể nói sở hữu kỳ tích. Siêu Văn Thịnh vẫn là từ trong miệng lão gia tử nhà hắn mới biết thân phận chân thực của Trương Khác, cũng khiến tâm tư bước vào tập đoàn Ái Đạt của hắn càng trở nên kiên định. Hắn còn chưa biết Trương Khác đã sớm động chạm tâm tư đối với mạng lưới quan hệ của bộ bưu điện, lúc này chỉ là án binh bất động mà thôi, mặc dù từng tại quán ăn đêm gặp nhau, thế nhưng song phương đều giấu giếm thân phận chân chính không đề cập tới, trong thời gian ngắn chờ mong lần sau gặp gỡ là không hiện thực. Cũng không biết bao lâu Trương Khác lại lần thứ hai đến Bắc Kinh, hắn còn cần một lời giới thiệu trên ý nghĩa chân chính. Sau khi Cố Trường Canh lý giải được từ đầu đến cuối từ Học Bình bị điều khỏi Đông Hải, cùng phân bố thế lực quan trường của tỉnh Đông Hải, liền có thể đoán được hành động lần này của tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh, thật ra là có ý gây áp lực cho Lý Viễn Hồ. Cố Trường Canh thấy được rằng có giữa Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ, không ai có thể thay bọn họ hòa giải, quan hệ giữa song phương tự nhiên sẽ nhận được coi trọng của các phương, liền nói với Diêu Văn Thịnh. Cùng với ngày sau dệt hoa trên gấm, còn không bằng lúc này đi đưa than trong ngày tuyết rơi. Khi tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh tạo thanh thế, Diệp Chăn Dân đứng ra phất cờ hò reo, quan hệ giữa Diệp gia cùng Cẩm Hồ liếc qua thấy ngay, Cố Trường Canh không liên hệ với Diệp Chăn Dân, mà trực tiếp mời bằng hữu nhiều năm Diệp Tổ Phạm đến Bắc Kinh. Có một số việc, Trương Khác chưa cùng nói rõ với lão gia tử Diệp gia, tuy nhiên tập đoàn Ái Đạt ở bên ngoài tạo thanh thế, cũng không thể gạt được con mắt của Diệp Tổ Phạm. Diệp Tổ Phạm đương nhiên có thể càng xác nhận hành động này của Trương Khác thật ra là đang âm thầm đấu đá với Lý Viễn Hồ. Ánh mắt chính trị có lẽ chỉ chọn ra được một con đường phù hợp với xu thế phát triển, cũng theo sát không bỏ. Nếu Cố Trường Canh cùng Diêu Hưng Thịnh có ánh mắt này, Diệp Tổ Phạm đương nhiên nguyện ý dệt hoa trên gấm, huống chi quan hệ giữa hai nhà hơn 10 năm qua đều là vì giúp đỡ cho loại mật thiết này. Nhưng không nghĩ đến sau đó Lý Viễn Hồ đi ra Hải Châu khảo sát chủ động làm ra nhượng bộ, nhưng hạng mục khu khoa học công nghệ đã treo mà chưa quyết. Cố Trường Canh đã nghĩ đến quan hệ rằng co giữa Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ cũng chưa chân chính đột phá, tự nhiên cũng có cơ hội cho Cố gia biểu hiện. Sau đó thì triển khai điều Diêu Văn Thịnh đến kiến nghiệp, ngày 28 tháng 3, thực nghiệp gia tín tại Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hong Kong công bố phương án tăng phát tịnh cấu. Ngày 30 Diêu Văn Thịnh mới giải quyết xong thủ tục chạy tới kiến nghiệp. Sau khi Diêu Văn Thịnh đến kiến nghiệp, Trương Khác vẫn còn ở Hong Kong, Diêu Văn Thịnh liền dính lấy Diệp Kiến Bân. Khi Diệp Tổ Phạm nhậm chức tại TW, Diệp Kiến Bân có một đoạn thời gian tương đối dài ở Bắc Kinh, mặc dù lớn hơn Diêu Văn Thịnh 3 tuổi, sau này mặc dù lui tới không mật thiết, nhưng cũng coi như có quan hệ tình cảm, hơn nữa là việc lão gia tử giao cho, hai ngày rỗi rãi này liền dính với Diêu Văn Thịnh, quan hệ cũng bắt đầu trở nên thân thiện lại, chờ Trương Khác đến kiến nghiệp mới giới thiệu không muộn. Lần này quả thực cũng là Diêu Văn Thịnh từ chỗ đồng sự Dịch Hinh biết Trương Khác cùng Hứa Tư ngồi máy bay của Đông Hàng đến kiến nghiệp. Diêu Văn Thịnh kể ra có lựa chọn quá trình mưu trí hơn một tháng nay của hắn, Trương Khắc nghe xong trong lòng khe khẽ thở dài, khi mình theo đuổi cơ hội, người khác cũng giúp mình trở thành cơ hội đang theo đuổi. Trương Khắc quả thực yêu cầu một người tới hòa hoãn quan hệ cùng Lý Viễn Hồ, làm cho hạng mục khu khoa học công nghệ chính thức trồi lên mặt nước. Diêu Văn Thịnh chỉ là nhân viên điều tạm cấp phó sử, thế nhưng Cố gia phía sau hắn lại có tư cách này. Chương 542, Kế hoạch khu khoa học công nghệ. Khu biệt thự công viên Sư Tử, ánh trăng non bạc màu vào sáng sớm treo trên bầu trời đêm giống như một vật trang sức vàng, núi Sư Tử lộ ra bóng đen dữ tợn, tiếng sóng vỗ bờ rì rào truyền đến, Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đã uống hết hai chai rượu đỏ, cà phê cũng chơi hết ba ly. Diệp Kiến Bân chạy đến phòng bếp nấu một ly cà phê đưa qua cho Trương Khác, Diêu Văn Thịnh với mình, mỗi người một ly. Nhìn sắc trời bên ngoài, hình như là ánh trăng đã tỏa vào nắng sớm. Bất chi bất giác đã ngồi trong phòng khách đến 5 giờ. TW tuyên bố phương châm phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân, các nơi hưởng ứng đều thành lập viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân cùng trung tâm phục vụ sáng nghiệp kỹ thuật cao tân. Diêu Văn Thịnh chậm rãi nói, hắn muốn trình bày kiến thức cùng ý nghĩ của mình. Trung tâm phục vụ sáng nghiệp kỹ thuật cao tân thoát thai từ vườn ươm xí nghiệp.
khái niệm này, năm 817 dẫn vào quốc nội, năm tiếp theo đưa vào kế hoạch ngọn lửa của quốc gia, cung cấp nơi làm việc, cơ sở phương tiện làm việc với tiền thuê thấp cho các xí nghiệp mới thành lập. Tại phương diện cố vấn xí nghiệp cùng huy động vốn cung cấp sự hỗ trợ để đào tạo những xí nghiệp mới thành lập còn bị vây ở giai đoạn ấp trứng rất nhanh trưởng thành. Sau khi những xí nghiệp này trưởng thành, lại đưa nó đến những viên khu sản nghiệp Cao Tân hoặc nơi khác để mở rộng phát triển quy mô. Trên ý nghĩa bình thường, trung tâm sáng nghiệp lấy ươm xí nghiệp là mục đích, thế nhưng cũng có thể lấy đào tạo hạng mục kỹ thuật là mục đích. Trên ý nghĩa bình thường, vườn ươm xí nghiệp là thông qua các hình thức đưa ra thị trường, khống chế cổ phần, chuyển nhượng kỹ thuật, bán ra xí nghiệp để thu được lợi ích. Thế nhưng cũng có thể chuyên môn ươm bản thân để có thể hấp dẫn hạng mục kỹ thuật. Tập đoàn Ái Đạt vì toàn diện tiến quân thị trường tiêu dùng điện tử, phòng nghiên cứu khoa học phải liên hợp thành lập rất nhiều, còn không bằng đều chỉnh hợp thành một khu khoa học công nghệ. Khu khoa học công nghệ tập đoàn Ái Đạt thiết lập hẳn là khác với các vườn ươm xí nghiệp trên ý nghĩa thông thường. Chuẩn xác mà nói cần phải là vườn ươm hạng mục kỹ thuật. Trương Khắc buông ly cà phê trong tay. Những lời nói tối nay của Diêu Văn Thịnh mặc dù có một số chênh lệch với suy nghĩ trong lòng mình, nhưng tại năm 97, kiến thức của hắn cũng xem là bất phàm. Hơn một tháng trước tại quán ba của em tin ở ngoài Bắc, phải đi quán ăn đêm ca hát, trên người Diêu Văn Thịnh toát ra mùi hoàn khố của con cháu cán bộ cao cấp ngang ngạnh phóng túng, có một chút chán trường. Lúc này Diêu Văn Thịnh lại kiên quyết mạnh dạn, bộc lộ tài năng. Là nghiên cứu sinh tốt nghiệp từ Học viện Bưu điện Bắc Kinh, một năm đầu trước khi Trương Khắc 30 tuổi, trong thân thể hình như có cái gì đang thức tỉnh. Trương Khắc giống như thấy được mình vào cái tuổi này. Đương nhiên, mình cũng không có gia đình bối cảnh sâu chống đỡ. Tâm tình chắc cũng tương đương. Thảo nào Diệp Kiến Bân cùng Diêu Văn Thịnh năm gần đây không có liên hệ gì, vừa gặp mặt liền dẫn hắn tới công viên sư tử, chắc cũng là duyên cớ tính cách hợp nhau. Dự tính ban đầu của Cẩm Hồ thiết lập khu khoa học công nghệ quả thực là phải ươm. Sản phẩm kỹ thuật chúng tôi yêu cầu khi tiến quân vào thị trường tiêu dùng điện tử, đây xem như là tự mình ươm, cũng có thể nói là kỹ thuật ươm. Không cần đợi đến 10 năm, 20 năm sau mới hối hận, hiện tại chúng ta đã thấy được, ở trong túi đồ ăn của sản nghiệp kỹ thuật Cao Tân, xí nghiệp điện tử quốc nội nếu như không phát triển sản phẩm có đủ quyền tài sản tri thức, cùng thiết bị kỹ thuật nòng cốt, thì cuối cùng chỉ có thể nằm dưới đáy của túi thức ăn này, trở thành đồ ăn cho các nhà máy hàng đầu. Kỹ thuật ươm của khu khoa học công nghệ là muốn khai thác tài nguyên kỹ thuật của TP, kiến nghiệp, cùng thu được quyền tài sản kỹ thuật với phạm vi toàn cầu là mục đích. Cũng đem kỹ thuật tuyến đầu dựa vào Cẩm Hồ thiết lập với thung lũng điện tử Silicon Valley của Mỹ, TP, Tsukuba của Nhật Bản để khai phát thực nghiệp, thực hiện giao lưu song hướng nhân tài cao cấp cùng kỹ thuật tuyến đầu. Cuối cùng có thể để khu khoa học công nghệ trở thành nơi hậu thuẫn kỹ thuật để Cẩm Hồ tiến quân vào thị trường tiêu dùng điện tử. Có lão gia tử Diệp gia làm người giới thiệu, Trương Khắc cũng không giấu giếm nữa. Sự xuất hiện của Diêu Văn Thịnh, đối với Trương Khắc là có niềm vui bất ngờ. Thân phận của hắn, từng trải của hắn, cùng tố dưỡng chuyên nghiệp quả thật chính là tạo ra dành riêng cho kế hoạch vĩ đại lúc này của Cẩm Hồ, càng hiếm có là tính tình của mọi người còn hợp nhau. Trương Khắc cũng không chút che giấu mục tiêu của khu khoa học công nghệ chính là TP, kiến nghiệp. Diễn sinh thêm một tầng. Khu khoa học công nghệ có thể ươm xí nghiệp đồng bộ mà Cẩm Hồ yêu cầu. Dưới cờ hiện nay của Cẩm Hồ mới chỉ có ngành giấy cùng điện tử Ái Đạt là chủ thể, các xí nghiệp liên quan còn bao gồm thiết bị điện Hương Tuyết Hải. Trương Khắc nhìn Diệp Kiến Bân một cái. Nếu như anh Diệp muốn, tôi cũng có thể suy nghĩ đưa thiết bị điện Thịnh Hâm vào. Xí nghiệp đồng bộ có đến hàng trăm, có một số xí nghiệp đồng bộ làm tương đối tốt cũng từng bước trưởng thành, nhưng có một số chúng ta vẫn chưa vừa lòng thì cũng có thể có kế hoạch đào tạo. Đương nhiên, Cẩm Hồ cũng không bài xích trợ giúp các đoàn đội hoặc cá nhân xí nghiệp điện tử thông tin có kế hoạch thương nghiệp tường tận bản thân ươm tại khu khoa học công nghệ. Vườn ươm xí nghiệp quốc nội vẫn chỉ là phục vụ sáng nghiệp cho giai đoạn đầu, nhưng mà xí nghiệp Cao Tân trung tiểu của quốc nội tại giai đoạn sáng nghiệp khuyết thiếu nhất lại là tài chính. Khu khoa học công nghệ còn nghĩ thiết lập quỹ đầu tư sáng nghiệp, cung cấp đầu tư mạo hiểm nhất định cho các hạng mục đủ tư cách tiến vào khu khoa học công nghệ. Đào tạo sáng nghiệp của nước ngoài sớm đã hình thành hình thức vườn ươm xí nghiệp cùng đầu tư mạo hiểm hòa hợp thành một thể. Trung tâm phục vụ sáng nghiệp kỹ thuật Cao Tân của mỗi thành phố trong nước cũng nỗ lực cung cấp huy động vốn phục vụ cho xí nghiệp. Thế nhưng tình huống thực tế thì sao? Theo Diêu Văn Thịnh lý giải, chính phủ TP, kiến nghiệp trước sau 3 lần vì trung tâm sáng nghiệp vẽ ra quỹ sáng nghiệp tổng cộng 600 vạn nguyên. Nếu như hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ cung cấp phục vụ vườn ươm xí nghiệp cũng thiết lập quỹ đầu tư sáng nghiệp thì sẽ là vườn ươm xí nghiệp tư doanh cùng quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trong nước,
ý nghĩa này không tầm thường. Trước đó Cẩm Hồ lấy tập đoàn Ái Đạt đổ tiền vào Côn Đằng, cũng có thể thuộc về phạm trù đầu tư mạo hiểm, chỉ là cái đó thuộc về ngoại lệ, vẫn chưa hình thành hình thức quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm thống nhất. Siêu Văn Thịnh hỏi, quy mô của quỹ đầu tư sáng nghiệp khoảng chừng lớn thế nào? Chia 6,3:1, giai đoạn trước khu khoa học công nghệ kế hoạch đưa vào 1 tỷ, tài chính dùng cho bản thân Cẩm Hồ ươm kỹ thuật chiếm 60%. Quỹ đầu tư sáng nghiệp chiếm 30%. 300 triệu. Trương Khác còn chưa nói xong, Diệp Kiến Bân khẩn trương nắm lấy tay Trương Khác. Nếu không thì để Thịnh Hâm cũng tiến vào khu khoa học công nghệ ươm luôn đi. Hiện tại Cẩm Hồ không thể phân tâm làm việc khác. Trương Khác biết Thịnh Hâm khuyết thiếu tài chính, y chỉ có thể xin lỗi lần thứ hai cự tuyệt Diệp Kiến Bân. Khu khoa học công nghệ còn kế hoạch cùng Bộ ủy Quốc gia Liên hợp tổ chức một cuộc thi cổ vũ học sinh trường cao đẳng phát minh sáng tạo cùng kế hoạch sáng nghiệp, 100 triệu còn lại dùng cho tổ chức, tuyên truyền, phần thưởng của cuộc thi, thậm chí có thể cung cấp đầu tư sáng nghiệp nhất định cho kế hoạch và phát minh sáng nghiệp giành được giải. Chờ một chút. Diệp Kiến Bân nghe ra có chút không thích hợp. 1 tỷ, cậu đều có an bài không sót một phần nào. Đầu tư xây dựng cơ bản của khu khoa học công nghệ thì sao, là từ trong 600 triệu, hay là từ trong 300 triệu? Ý nghĩa thế kỷ Cẩm Hồ thành lập là cái gì, chỉ là công ty giải trí ăn uống, khai phát địa ốc thương nghiệp. Trương Khác hỏi Diệp Kiến Bân, khi Thiệu Chí Cương thành lập thế kỷ Cẩm Hồ, trải qua giới thiệu của Trương Khác, cũng lôi cả Diệp ra vào, bản thân Diệp Kiến Bân rất khó hứng thú đối với khai phá điện sản. Nền tảng mà khu khoa học công nghệ yêu cầu chẳng lẽ không phải là phạm trù nghiệp vụ thế kỷ Cẩm Hồ nên nhét vào sao? Thế kỷ Cẩm Hồ khai phá hoàn thành, Cẩm Hồ hưởng dụng là được rồi. Khu khoa học công nghệ hẳn có thể coi là kiến trúc công nghiệp chứ? Diệp Kiến Bân trần chờ hỏi. Trương Khác nói,